Đại sư huynh ngươi cùng Cơ Nhai tí đi một chuyến Tinh Nguyệt Điện, cẩn thận xem xét, đối hắn mặt khác mấy cái hài tử tu luyện nơi cũng đều cho ta tia, a cha, không cần bởi vì bọn họ là ta con cái đồ đệ liền buông tha, việc này rất trọng đại, vạn không thể thiếu cảnh giác. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói. Là Cơ Nhai tí theo tiếng, Vân Trường Sinh gật đầu, hai người ngay sau đó rời đi. Rồi sau đó Dương Nghị Vân nhìn về phía sao trời tử nói, nhị sư huynh liên hệ Mai tỷ, nhìn xem tìm được Tinh Nhi không có. Hảo sao trời tử trả lời lấy ra đưa tin phù câu thông. Lúc này Độc Cô Hối khập khiếng đi vào đại điện, lại lần nữa quỳ gối đại điện, sư phụ đều là đệ tử sai, thân là đại sư huynh ta không có chiếu cố hảo sư đệ, ngài không cần trách cứ Tinh phó sư đệ. Đủ rồi. Oanh! Dương Nghị Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng đem bàn trà chụp thành dập nát lạnh giọng nói, ngươi còn biết ngươi thân là đại sư huynh a? Biết rõ đây là tà vật vì cái gì không đăng báo? Ta không ở chẳng lẽ không thể tìm ngươi đại sư bá nhị sư thúc bọn họ? Ngươi có biết hay không ngươi này không phải yêu quý, đây là hại. Tính, hiện tại nói cái này không ý nghĩa, cho ta một năm một mười nói rõ ràng, cái kia nghịch tử như thế nào sẽ có huyết liên? Độc Cô Hối cúi đầu nói, ước chừng là ngàn nhiều năm trước. Ta đi tìm Tinh phó sư đệ, lại là phát hiện hắn tu vi tăng lên thực mau, bất quá hơi thở phi thường không xong, trên người có sát khí, truy vấn dưới, hắn liền lấy ra này tam đóa huyết liên tới. Nói là hắn tưởng tăng lên tu vi, làm có người cho hắn 10 cây, hắn dùng trong đó 7 cây, dư lại tam cây bị ta mạnh mẽ tịch thu, vốn dĩ ta cũng nghĩ tới giảng chuyện này nói cho sư phụ, nhưng Tinh phó sư đệ cầu xin, nói là hắn không bao giờ sẽ dùng, làm ta ngàn vạn không thể nói ra đi. Cho nên chuyện này liền đi qua. Đệ tử thực sự không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế nghiêm trọng, ngàn sai vạn sai đều là đệ tử có lỗi, Tinh phó sư đệ còn nhỏ, thỉnh sư phụ đừng trách cứ hắn. Các ngươi đi ra ngoài du lịch, vì cái gì Tinh phó bất hòa các ngươi cùng nhau? Dương Nghị Vân trầm giọng hỏi. Độc Cô Hối nói, ta đi đi tìm Tinh phó sư đệ cùng nhau, nhưng hắn nói không đi, muốn đi thỉnh giáo Đoạn trưởng lão phù chú chi đạo, cho nên không đi theo chúng ta cùng đi. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, cái kia Đoạn trưởng lão. Trưởng lão Đoàn một người lôi họ trưởng lão, kêu Đoạn Ô. Độc Cô Hối trả lời, nhưng là nói xong lúc sau, Độc Cô Hối sửng sốt, lại là phản ứng lại đây, kinh hô, sư phụ Tinh phó sư đệ huyết liên lai lịch có thể hay không cùng cái này Đoạn trưởng lão có quan hệ. Dương Nghị Vân hồi tưởng một chút, trưởng lão Đoàn trung xác thật có họ Đoạn trưởng lão, nhưng nhớ không rõ lắm, vân môn người quá nhiều, hắn cũng không phải mỗi người đều nhớ rõ ràng. Sư phụ ta nhớ ra rồi, những năm gần đây cái kia họ Đoạn trưởng lão cùng Tinh phó sư đệ đi rất gần, nếu sư đệ huyết liên do đó tới, có lẽ cùng cái này họ Đoạn thoát không được can hệ. Độc Cô Hối vội vàng nói, trước kia hắn là không đi thần tưởng, nhưng hiện tại xác thật có ảnh hưởng. Đoạn Ô là trưởng lão Đoàn thành viên chi nhất, cũng là thông ngộ cao thủ, Tinh phó sư đệ tìm hắn đi thỉnh giáo tu luyện cũng bình thường, trên thực tế bọn họ mỗi người đều sẽ đi thỉnh giáo những cái đó trưởng lão tu luyện chi đạo. Nhưng cố tình Dương Tinh phó dùng quá huyết liên, này liền không giống nhau. Dương Nghị Vân cũng nghĩ đến nơi này đi, dựa theo Cơ Nhai tí nói, Cơ Vô Tâm cùng Cơ Vô Họa sớm tại 7.000 nhiều năm tiền liền bắt đầu âm thầm ở tiên giới bố cục, nghĩ như thế nói, chuyện gì đều là có khả năng. Gia nhập cái này kêu Đoạn Ô trưởng lão ở luyện tạo tiên minh thời điểm, đã bị Cơ Vô Tâm người kéo xuống nước, do đó ngày sau luyện tạo tiên minh ở sư nương ra mệnh lệnh xác nhập vân môn nói. Đó chính là thực tự nhiên Cơ Vô Tâm thế lực tiến vào vân môn. Mà Đoạn Ô thân là vân môn trưởng lão Đoàn trưởng lão, có thực lực có địa vị, đi tiếp xúc chính mình nhi tử Dương Tinh phó, đảo cũng là thuận lý thành chương. Đối với Dương Tinh phó đứa con trai này Dương Nghị Vân là hiểu biết, là cái nội hướng người ngày thường lời nói không nhiều lắm, tu luyện thiên phú ở mấy cái hài tử chung xem như hơi kém một bậc, dẫn tới hắn tu luyện thong thả, thậm chí còn kẻ tới sau đệ đệ Dương Nguyên Khánh tu vi đều đuổi kịp hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn tìm kiếm đột phá, Đoạn Ô nếu là cấp nhi tử lấy ra tăng lên tu vi nhanh chóng tả công cùng huyết liên sẽ thực dễ dàng kéo xuống nước. Đương nhiên này đó đều là suy đoán, nhưng lại là không phải không có lý. Tuyết Miêu Dương Nghị Vân thanh âm lạnh băng vô cùng đối với chống trải đại điện kêu to. Giây tiếp theo bạch quang chợt lóe Tuyết Miêu hóa thành hình người xuất hiện. Đi ti a trưởng lão Đoàn thành viên Đoạn Ô trưởng lão, ta yêu cầu hắn hết thảy tin tức. Dương Nghị Vân thẳng tới mở miệng nói. Ân Tuyết Miêu nhẹ giọng trả lời, trực tiếp biến mất mà đi. Đối với trưởng lão Đoàn thành viên, bởi vì lúc trước mới vừa xác nhập thời điểm, có người nháo quá sự, Dương Nghị Vân liền đối với Tuyết Miêu dặn dò quá âm thầm tia,
Amortia, A sở hữu luyện tạo tiên minh trưởng lão chi tiết, hiện tại làm Tuyết Miêu Ditya, A hẳn là không khó. Hoặc là nói sẽ có một ít hữu dụng tin tức, Tuyết Miêu tính dẫn dắt ám dạ điện, những năm gần đây, hơn nữa bốn đồ đệ Mông Điểm Quỷ Tu đại quân gia nhập, tình báo hệ thống phát triển là thực mau. Hắn hiện tại hy vọng cái này Đoạn Ô trưởng lão, chỉ mong đừng ra vấn đề, một khi ra vấn đề, có lẽ chính là vấn đề lớn, không lý do Dương Nghị Vân trong lòng thực bực bội. Vài phút sau, Tuyết Miêu đi mà quay lại, trực tiếp xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người mở miệng nói, Đoạn Ô đích xác có chút vấn đề, thủ hạ tình báo tổ đã từng tia, a được Đoạn Ô, là lúc trước Đoạn làm việc nhà tộc dòng bên xuất thân, chẳng qua rất sớm liền tiến vào luyện tạo tiên minh. Hơn nữa ở luyện tạo tiên minh lập hạ quá vài lần công lao. Sau lại luyện tạo tiên minh xác nhập ta Vân Môn lúc sau, Đoạn Ô làm việc cũng cẩn trọng, Vân Môn vài lần đối ngoại đại chiến, Đoạn Ô đều có tham gia, còn chịu quá thương, cho nên Đoạn Ô thông qua tình báo tổ âm thầm khảo nghiệm, hiện tại duy nhất thân phận chính là Đoạn Ô xuất thân Đoạn làm việc nhà tộc điểm này, mặt khác không có vấn đề. Đoạn làm việc nhà tộc sao Dương Nghị Vân lẩm bẩm tự nói, lúc trước hắn chính là tiêu diệt toàn bộ Đoạn làm việc nhà tộc. Hơn nữa đoạt Đoạn làm việc nhà tộc tiên vực tài nguyên. Trưởng lão Đoàn ra ngoài thành viên chung, hay không có Đoạn Ô? Dương Nghị Vân lại hỏi. Có, bất quá đã triệu tập tất cả nhân viên phản hồi Vân Môn, có chút đã trở về, có chút đúng là trên đường. Tuyết Miêu nói. Có biết hay không Đoạn Ô đi địa phương nào du lịch? Dương Nghị Vân hỏi lại. Tuyết Miêu nói, ta hỏi một chút. Nàng nói xong nhắm hai mắt lại, bắt đầu cùng thủ hạ nhân tình báo nhân viên bí pháp liên hệ. Tiếp theo khối Tuyết Miêu mở mắt ra nói, Đoạn Ô đi du lịch địa phương đúng là Đoạn làm việc nhà tộc ngày xưa hang ổ Tiên Sơn, hơn nữa. Tinh Nhi cùng Đoạn Ô là cùng nhau đi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Dương Nghị Vân tức khắc cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể đong đưa, thiếu chút nữa không té xỉu. Tuyết Miêu vội vàng nâng trợ hắn lúc này mới không có việc gì. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, dừng tay nói, ta không có việc gì. Ngay sau đó lại là sát ý mười phần nói, ta đi một chuyến Đoạn làm tiên vực, nhị sư huynh các ngươi tiếp tục tia, a Vân Môn mỗi một tấc địa phương, có cái gì rời đi cho ta biết, mặt khác chuyện này bổ sung lý lịch vào thôn, còn có, từ giờ trở đi đem Độc Cô Hối cùng bao quanh bọn họ mấy cái tất cả đều cho ta quan tiến tổ sư điện tư quá, nói cho mẫu đơn nương nương, không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không được thăm hỏi bọn họ, không được thả bọn họ bất luận cái gì một cái ra tới. Dương Nghị Vân nói trong thôn. Đó là nội môn địa cầu thôn, cũng là người nhà cư trú nơi, hắn không nghĩ làm đại gia lo lắng, đến nỗi đem mấy cái hài tử đều nhốt lại, đây cũng là một loại bảo hộ. Hiện tại tình huống không rõ, nếu là thật xác định Đoạn hư ảo vấn đề, còn không biết nhiều năm như vậy hắn ở trưởng lão Đoàn vị trí thượng, ở Vân Môn làm chuyện gì. Không thể không phòng bị. Trọng điểm là Tuyết Miêu tình báo chung, Đoạn Ô cùng Dương Tinh Phó cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Hơn nữa đi vẫn là hắn ngày xưa tiêu diệt Đoạn làm việc nhà tộc lão xào. Cái này thật sự nói không chừng sẽ có chuyện gì. Hắn là trong lòng lo lắng nhi tử Dương Tinh Phó, giờ phút này rốt cuộc ngồi không yên. Ta và ngươi cùng đi Tuyết Miêu nói. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua trong ánh mắt tràn đầy lo lắng Tuyết Miêu nói, ngươi lưu lại, hiệp trợ đại sư huynh cùng nhị sư huynh, cho ta đem Vân Môn mỗi một cái đệ tử tia, a rõ một lần. Từ giờ trở đi Vân Môn chỉ vào không ra. Một khi phát hiện có bất luận cái gì đệ tử có dị động, trực tiếp phong ấn giam giữ, nếu có người phản kháng, mặc kệ là ai, giết chết bất luận tội. Nói xong Dương Nghị Vân một cái lắc mình trực tiếp biến mất ở đại điện. Đường hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, xuất hiện ở lão cây liễu nơi ở. Hắn lần này đi ra ngoài, muốn tìm hai cái giúp đỡ. Lão cây liễu cùng hoa sen đen. Hoa sen đen ở lão cây liễu nơi đỉnh núi tìm hiểu đại đạo tu luyện. Dương Nghị Vân sau khi xuất hiện, hoa sen đen liền mở hai mắt nhìn về phía hắn. Có việc, hoa sen đen giống nhau nhìn ra Dương Nghị Vân trong ánh mắt lại bất an. Ân, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, cùng ta đi một chuyến Đoạn làm tiên vực. Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng. Hảo, hoa sen đen cũng không hỏi, trực tiếp đáp ứng. Theo sau Dương Nghị Vân tiến lên lão đạo lão cây liễu trước nói, cây liễu tiền bối, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, tùy ta đi ra ngoài một chuyến. Nhiều năm như vậy tu luyện qua đi, hơn nữa hắn ban cho lão cây liễu màu tím sinh mệnh chi thủy, hắn biết lão cây liễu hiện tại có thể rời đi ngọn núi này. Dây tiếp theo che trời cành liễu bảy màu bùng nổ, thật lớn che trời cây liễu ở bảy màu vầng sáng trung hóa thành một cái yêu diễm nữ nhân. Ha ha ha, Vân đệ đệ, người cảm xúc thực loạn a, gặp phải khó giải quyết sự đi.
Lão cây liễu yêu mị mà cười. Hiện tại còn không xác định, nhưng là một chút xác định thật là thực khó giải quyết sự. Dương Nghị Vân nói, hắn mạc danh đem Đoạn Ô, nhi tử Dương Tinh Phó cùng Cơ Vô Tâm liên hệ tới rồi cùng nhau. Còn hắn, không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn. Nhưng càng có rất nhiều sợ hãi. Sợ hãi Dương Tinh Phó xảy ra chuyện. Cho nên hắn tiến đến tìm lão cây liễu cùng hoa sen đen, để ngừa vạn nhất. Hắn đã ngồi không yên, không trông cậy vào một đạo triệu lệnh liền đem Đoạn Ô cùng nhi tử Dương Tinh Phó triệu hoán trở về. Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Tạp Mao Điểu mấy cái kỳ thật đã đi tìm Dương Tinh Phó, hiện tại nghĩ đến đã cũng sẽ đi đoạn làm tiên vực. Hắn sợ hãi Cơ Vô Tâm nguyên thần chạy trốn tới tiên giới lúc sau, làm ra cái gì hắn vô pháp thừa nhận sự tình tới. Đoạn Ô hiện tại xem ra tuyệt đối có vấn đề lớn. Khanh khách, đi thôi, Tỷ Tỷ vừa lúc đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Lão cây liễu nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân tâm tình rất kém cỏi, cảm xúc thực bạo động, lại là cũng không dám quá mức đùa dẫn hắn. Đi! Dương Nghị Vân vung tay lên trực tiếp một cái không gian môn hộ xuất hiện. Ba người trước sau tiến vào không gian môn hộ biến mất, thẳng đến đoạn làm tiên vực. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, hắn suy đoán là dư thừa. Đoạn làm tiên vực trên không biển sao, Dương Nghị Vân, Hoa Sen Đen, lão cây liễu ba người trực tiếp xuất hiện. Hắn mở ra không gian môn hộ cũng chỉ có thể là đại thể phạm vi, còn không có đạt tới chính xác nông nỗi. Bất quá có thể ngăn cản ngày xưa đoạn làm tiên vực trên không, cũng không cái gọi là, bằng bọn họ ba người tu vi tốc độ, đi đoạn làm việc nhà tộc năm đó tiên sơn hang ổ, cũng liền một lát sau. Vèo vèo vèo. Ba người trực tiếp không gian khiêu dược. Không đến tam tức liền đến năm đó đoạn làm việc nhà tộc tiên sơn thế giới, bất quá hiện tại hẳn là kêu vân tiên vực. Bởi vì năm đó hắn diệt đoạn làm việc nhà tộc lúc sau, toàn bộ đoạn làm tiên vực thế lực cũng liền nguyện trung thành vân môn, nơi này tên cũng đổi thành vân tiên vực. Đoạn làm việc nhà tộc tuy rằng diệt, nhưng là nơi này tiên sơn thế giới như cũ là toàn bộ đoạn làm tiên vực lớn nhất tiên vực, cũng cư trú trăm triệu ngàn ngàn tiên phàm sinh linh. Đương Dương Nghị Vân ba người đến đoạn làm tiên sơn sau, tức khắc hắn liền hít hà một hơi. Bởi vì hắn thấy được toàn bộ tiên sơn đều tràn ngập huyết quang, sát khí, oán khí trọng thiên dựng lên thẳng vào biển sao. Ra, đã xảy ra chuyện. Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp một chút, hắn một chút liền nghĩ tới Cơ Vô Tâm trên người, bởi vì trừ bỏ Cơ Vô Tâm, hắn thật sự không nghĩ ra được, lại ai có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Tê Vân đệ đệ, nhìn qua đâu chỉ là xảy ra chuyện, đây là thiên đại sự a. Cả tòa tiên sơn thế giới tựa hồ đều bị hiến tế giống nhau, đây là ma thần huyết tế thủ đoạn, tiên giới như thế nào sẽ có bực này cổ xưa tàn bạo thủ đoạn. Yêu mị lão cây liễu, không còn có hip hop chi sắc, đảo hút khí lạnh nói chuyện. Đây là muốn ra đại ma đầu sao? Tiếp theo tự nói. Dương Nghị Vân sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không quan tâm cái gì ma thần huyết tế, nhưng hắn tưởng chính là nhi tử Dương Tinh Phó, nghĩ đến chính là Cơ Vô Tâm xuất hiện ở nơi này. Con ta ở bên trong kẽ răng bài trừ một câu sau, Dương Nghị Vân trực tiếp biến mất, phi vào đoạn làm tiên sơn thế giới, Hoa Sen Đen không nói chuyện cau mày theo sát đi xuống, lão cây liễu biến thành nữ tử, toàn thân bảy màu đại tác phẩm hóa thành lưu quang, cũng đi vào đoạn làm tiên sơn. Ầm ầm ầm. Dương Nghị Vân vừa tiến vào đoạn làm tiên sơn, liền nghe được nổ vang tiếng động. Cách thật xa liền thấy được ở toàn bộ tiên sơn trung tâm, có một cổ đâu chỉ vạn trượng thô cuồng. Thẳng vào phía chân trời huyết sát ánh sáng. Ngao. Pi. Ngay sau đó hắn nghe được Long Minh Thanh, cùng Phượng Minh Thanh. Lại là không cần tưởng đều biết là Mai Tỷ cùng Tiểu Phượng Hoàng các nàng. Quả nhiên, Dương Nghị Vân nhìn một cái thân hình dài chừng ngàn trượng ngũ trảo kim long, cùng một đầu ngọn lửa thiêu đốt thật lớn Phượng Hoàng ở huyết sát bên trong như ẩn như hiện. Còn có một con tam túc kim ô phát ra oa oa tiếng động, không hề nghi ngờ là Tạp Mao Điểu. Oanh. Dương Nghị Vân một đầu sao vào huyết phụ chung, oán sát khí thật sự là tận trời. Trực tiếp ăn mòn thân thể hắn, cũng may hắn đạo chủng chi lực cường đại, không thu đến cái gì ảnh hưởng. Toàn bộ đoạn làm tiên sơn thế giới cơ hồ bị oán sát khí cấp bao phủ, hơn nữa còn ở khuếch tán. Dương Nghị Vân cảm thụ được đến, đã chết rất nhiều người, tiên nhân phàm nhân vô số. Còn chính như lão cây liễu lời nói, cả tòa tiên sơn thế giới bị huyết tế. Hắn tới rồi trung ương mảnh đất, lại là thấy được một cái thật lớn tế đàn, toàn bộ tế đàn toàn thân bóng người, mỗi người đều khoanh chân ngồi ở tế đàn chung quanh, đôi tay làm ra cổ quái tư thế, như là nào đó pháp quyết, ở tế đàn trung tâm, huyền phù một người,
hoàn toàn bị thực chất hỏa oán sát bao vây người, thấy không rõ diện mạo. Ở thật lớn tế đàn bốn phía, oán sát hình thành xoay tròn lốc xoáy nhìn lại là hình thành phòng ngự, trong thiên địa vô số huyết khí oán khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, từ ngàn vạn dặm ở ngoài cuồn cuộn không ngừng hội tụ, cuối cùng đều hội tụ hướng về phía tế đàn trung tâm cái kia bị oán sát bao vây bóng người trên người. Mà Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Tạp Mao điều hóa ra thật lớn bản thể, đang ở điên cuồng công kích tế đàn, đáng tiếc nhìn qua bọn họ ba cái phá không khai tế đàn ngoại oán sát phòng ngự. Dương Nghị Vân đã đến lúc sau, Mai Tỷ ba cái phát hiện, đình chỉ công kích, vội vàng lại đây. Tạp Mao điều thực hiếm thấy bay vọt lại đây dùng ngưng trọng ngữ khí nói, Nhược Kê muốn mau, muốn thực mau phá tế đàn phòng ngự, đi vào ngăn cản tên ma đầu kia, ngươi nhi tử ở bên trong, cái kiệu oán sát ma ảnh chính là ngươi nhi tử Dương Tinh Phó A. Oanh! Dương Nghị Vân trong óc trống rỗng. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Nhi tử Dương Tinh Phó cư nhiên chính là cái nào tế đàn trong lòng oán sát. Hoặc là nói là cơ vô tâm đi. Hắn cảm nhận được, thật là cơ vô tâm hơi thở. Nghĩ tới cơ vô tâm nguyên thần đào tẩu sau, muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Dựng lên còn lựa chọn ở ngày xưa đoạn làm việc nhà tộc địa bàn, thậm chí đem nhi tử Dương Tinh Phó liên lụy đi vào. Lúc này Dương Nghị Vân nội tâm hoàn toàn rối loạn, sự tình biến hóa đã mất khống chế. Nghe được Tạp Mao Điểu nói chuyện, hắn đầu đều thành hồ nhão, mất đi tự hỏi năng lực, mãn đầu óc đều là nhi tử Dương Tinh Phó cùng đại ma đầu cơ vô tâm. Không hề nghi ngờ, cơ vô tâm là chân chính tà ma nhân vật bình thường. Không biết dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên thẳng bắt con của hắn, muốn làm gì. Kỳ thật nhìn đến tế đàn trung tâm ma ảnh lúc sau, hắn liền rất rõ ràng. Cơ vô tâm chào con của hắn, còn có thể làm gì? Muốn núp lại thân hình. Mà hắn cũng biết chính mình nhi tử Dương Tinh Phó thể chất đặc thù, thật là ở nào đó phương diện hấp dẫn này đó tà ma ngoại đạo, thượng một lần Dương Tinh Phó xảy ra chuyện, cũng đồng dạng là nguyên nhân này. Lúc này đây càng khó giải quyết, dừng ở cơ vô tâm trong tay. Đây là... số mệnh sao? Dương Nghị Vân trong lòng ở lấy máu A. Vân tử hiện tại làm sao bây giờ? Mai Tỷ tiến lên nói. Dương Nghị Vân như ở trong mộng mới tỉnh, hắn biết phải nhanh một chút đánh vỡ tế đàn phòng ngự vọt vào đi ngăn cản cơ vô tâm, đem nhi tử Dương Nghị Vân cứu ra. Lúc này không chấp nhận được hắn đi miên man suy nghĩ, cần thiết phải nhanh một chút phá vỡ tế đàn phòng ngự ngăn cản cơ vô tâm đối nhi tử Dương Tinh Phó tiến hành dung hợp, hoặc là nói đoạt xá. Đương nhiên Dương Nghị Vân biết cơ vô tâm phải làm khả năng không chỉ là đoạt xá đơn giản như vậy. Nếu chỉ cần là đoạt xá nói, hắn tùy tiện tìm cái tiên nhân liền có thể, bằng hắn cường đại tu vi là thực dễ dàng làm được. Hít sâu một hơi nhìn Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Tạp Mao Điểu còn có chạy tới lão cây liễu cùng với hoa sen đen nói, đem các người pháp lực cho ta mượn. T. Sở hữu đều sửng sốt, Tạp Mao Điểu càng là hít hà một hơi, nhịn không được mắng nói, Nhược Kê ngươi tìm chết đi. Ở đây bất luận cái gì một người không sai biệt lắm đều là thông ngộ bát trọng thiên tu vi, liền tính là cửu trọng thiên cũng kém không bao nhiêu, chúng ta mọi người pháp lực thêm lên ở trên người của ngươi, người đây là muốn tự sát sao? Không có thời gian, nơi này tế đàn chi uy, vượt mức bình thường, ta yêu cầu các ngươi lực lượng, yên tâm ta có chừng mực, ta nhi tử không thể bị tà ma cấp hại, đều chuẩn bị tốt, cũng đừng do dự, còn thỉnh tin tưởng ta. Dương Nghị Vân nói chuyện trông được hướng về phía lão cây liễu. Hắn vô cùng nghiêm túc túc mục, bởi vì kế tiếp hắn yêu cầu mượn dùng mọi người pháp lực phương thức, yêu cầu chính là tín nhiệm, cũng không phải tầm thường tiếp pháp, nói là dung hợp có lẽ càng vì thỏa đáng một ít. Mọi người kỳ thật chỉ có lão cây liễu ở hắn nghĩ đến sẽ có băn khoăn, những người khác đều sẽ không có bất luận cái gì có thừa, bởi vì đều là cộng độ sinh tử người, là lẫn nhau tín nhiệm nhất người. Chỉ có lão cây liễu là ngày thường rất ít đi tiếp xúc một cái, tuy rằng lão cây liễu cũng dùng quá hắn sinh mệnh chi thủy. Lý luận thượng hắn đối lão cây liễu là có ước thúc, chính là cái này lão biến thiên trung quy là đến từ thần giới Niết Bàn sinh linh, Dương Nghị Vân đến nay cũng không sở thấu nàng. Hơn nữa mọi người bên trong, chân chính tính lên, cũng chỉ có lão cây liễu cùng hoa sen đen là đạt tới thông ngộ cửu trọng thiên thực lực, đương nhiên cảnh giới thượng vẫn là không có thành tựu thiên tôn, mọi người đều ở thông ngộ bát trọng thiên, nhưng không hề cho rằng luận thực lực thủ đoạn, ở đây mỗi người đều có thể bộc phát ra thông ngộ cửu trọng thiên sức chiến đấu tới. Tiểu tử thúi xem tỷ tỷ làm cái gì, đã sớm bị tiểu tử ngươi kéo xuống nước, tỷ tỷ có lựa chọn sao? Đến đây đi, hôm nay liền tính là xuống địa ngục tỷ tỷ cũng bồi ngươi.
lão cây liễu lại là mắng Dương Nghị Vân. Đa tạ. Dương Nghị Vân như cũ cảm tạ. Ngay sau đó hắn hai tròng mắt nhắm lại, thúc dục trong cơ thể tiên tinh, bỗng nhiên mở hai mắt bạo giống một tiếng, mười đạo chi thiên địa, vạn vật chi căn nguyên, bao dung càn khôn, hấp thu thập phương, đại đạo tương dung, mượn pháp thiên địa, tới. Nào đó trình độ đem, Dương Nghị Vân giờ phút này lời nói chính là pháp, cũng là nói, bởi vì hắn thân cư trong thiên địa sở hữu lực lượng. Nói là làm ngay, giờ phút này cũng không vì quá. Theo cuối cùng một cái tới tự lạc bế, hắn toàn thân bùng nổ 10 sắc ánh sáng vựng, đại biểu 10 loại thiên địa thuộc tính chi lực vầng sáng lập lòe dựng lên, sao trời một cái năng lượng thể, hóa thành trăm trượng, hình thành một cái lốc xoáy. Lúc này không tiến càng đãi khi nào. Cái này lốc xoáy hình thành nháy mắt, Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng. Phi tiểu Phượng Hoàng phát ra một tiếng Phượng Minh không chút do dự phi hành Dương Nghị Vân ngực hình thành lốc xoáy trương, nháy mắt biến mất không thấy. Bất quá lại là ở tiểu Phượng Hoàng tiến vào Dương Nghị Vân ngực hình thành lốc xoáy nháy mắt, Dương Nghị Vân hóa thân 10 sắc ánh sáng người khổng lồ hơi thở bạo trướng một đoạn. Ngay sau đó Mai Tỷ hóa thân ngũ trảo kim long, long minh thét dài, ngao. Ngay sau đó bay đi vào. Dương Nghị Vân trên người hơi thở lần thứ hai tăng trưởng. Hoa tạp mao điểu trong miệng nói thầm một tiếng, tựa hồ mắng một tiếng nhược kê, cũng hóa ra bản thể tam túc kim ô dung nhập Dương Nghị Vân thật lớn thân hình bên trong. Lúc sau là hoa sen đen hóa thân đen nhánh đài sen, vô thanh vô tức tiến vào lốc xoáy. Cuối cùng yêu mị vô cùng lão cây liễu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân hóa thành trăm trượng pháp tương kim thân, nói thầm một câu oan ra tức khắc toàn thân thất thải quang mang lắc mình, hóa thành bản thể cây liễu tiến vào lốc xoáy chung. Liền ở cuối cùng một cái lão cây liễu tiến vào Dương Nghị Vân ngực lốc xoáy ngay lập tức, Dương Nghị Vân hóa thân trăm trượng pháp thần thân, phát ra thật lớn nổ vang chi thân. Oanh! Giờ khắc này lốc xoáy biến mất, Dương Nghị Vân trên người đại biểu 10 đại đạo loại 10 ánh sáng màu mang, tức khắc đại tác phẩm, diễm lệ gia tăng gấp 10 lần không ngừng. Ngay sau đó lại là đỉnh đầu hiện lên một cái hư ảnh, đúng là tạp mao điểu tam túc kim ô, phát ra oa một tiếng thét dài, lại là kim quang vạn trượng hình thành một cái thái dương. Tiếp theo bên trái xuất hiện một đầu phượng hoàng, thét dài dựng lên, đồng dạng là hư ảnh. Bên phải Mai Tỷ bổn giống ngũ trảo kim long xuất hiện. Lại là sau lưng hiện hóa ra che trời lão cây liễu. Cuối cùng dưới chân ô làm vinh dự làm, lại là hoa sen đen bổn giống, hóa thành một tòa thật lớn đài sen. Giờ phút này Dương Nghị Vân trên người 10 sắc ánh sáng tan đi, nhưng lại là đỉnh đầu thái dương, bên trái phượng hoàng, bên phải ngũ trảo kim long, sau lưng che trời cây liễu, chân đạp màu đen đài sen. Đến tận đây Dương Nghị Vân mượn pháp dung hợp thành công. Hắn này không phải tầm thường mượn pháp lực, cùng là dung hợp chi đạo. Thân cư đạo chủng, nhưng dung hợp hấp thu thiên địa vạn vật, đạo lý này đã sớm hiểu, bất quá lại trước nay không nếm thử quá. Nhưng là hôm nay bất đồng, hắn đối mặt cơ vô tâm bực này tà ma, đối mặt nhi tử Dương Tinh Phó, căn bản không rảnh lo. Cho dù là mạo hiểm cũng muốn nếm thử, chỉ cần thành công là có thể ngắn nhất thời gian nội phá vỡ tế đàn, do đó đi vào tiêu diệt cơ vô tâm, đem nhi tử cứu. Cũng may hắn thành công. Dung hợp mọi người chi lực. Mượn tới không chỉ có là pháp lực, còn có mọi người thần thông thiên phú, tập Mai Tỷ năm người chi lực, dùng với hắn một thân, giờ phút này Dương Nghị Vân đâu chỉ lực lượng bạo tăng. Hắn thậm chí tại đây một khắc cảm nhận được một loại khác kỳ diệu chi cảnh, tựa hồ hắn chính là thiên địa chi gian duy nhất. Thực huyền diệu một loại cảm giác, nhưng lại không có thời gian đi cảm thụ. Bởi vì bất luận cái gì sự tình đều có đại giới, hắn dùng mọi người chi lực, lại là cũng muốn trả giá đại giới. Rõ ràng cảm nhận được hắn tiên tinh đã tới chịu tải lực lượng cực hạn, loại này thời gian Dương Nghị Vân biết liên tục không được bao lâu, thời gian một hồi, hắn tiên tinh tất nhiên bị hao tổn, đến lúc đó khả năng còn sẽ liên lụy Mai Tỷ các nàng, cho nên tất yếu nhanh chóng giải quyết cơ vô tâm. Một khi chịu tải lực lượng quá giới, tiên tinh bị hao tổn, nhẹ thì đạo hạnh suy yếu, nặng thì sợ là đều phải có tánh mạng chi ưu. Bởi vì hắn cảm thụ cảnh giới, đã là siêu việt tiên giới trình tự huyền diệu chi cảnh. Giờ phút này trên người cụ bị lực lượng vượt qua hắn bản thân chịu tải. A, à, giống. Dương Nghị Vân áp chế tiên tinh cuồng bạo, nhịn không được lên tiếng thét dài, gầm lên giận dữ dưới, trăm trượng pháp thân động lên, quanh thân mặt ngoài hiện lên các loại khắc văn bơi lội, mỗi một cái khắc văn đều đại biểu một người thiên phú, bao gồm hắn tự thân khắc văn. Này đó là lực lượng căn nguyên. Bỗng nhiên chém ra một quyền, ở vầng sáng đại tác phẩm dưới, hung hăng tạp hướng tế đàn ngoại oán sát phòng ngự. Này một quyền mà ra mơ hồ trung vang lên long phượng tề minh,
kim ô thét dài cùng từng tiếng thiên địa chi âm. Đây là dung hợp mượn pháp chi lực. Uy lực siêu nghèo. Oanh, ầm vang. Một quyền nện xuống nổ vang không ngừng, lại là thật lớn tế đàn ngoại phòng ngự oán sát tức khắc tiêu tán. Toàn bộ thiên địa bát phương đều ở Dương Nghị Vân này một quyền hạ, không ngừng chấn động. Ngay sau đó bao phủ thật lớn tế đàn oán sát chi lực hoàn toàn tiêu tán ở thiên địa, lộ ra thật lớn tế đàn ở trong tầm mắt. Mấy đại tế đàn phòng ngự phá rớt, Dương Nghị Vân cũng thấy được tế đàn thượng tình huống. Nhưng lại là trong lòng hít hà một hơi. Bởi vì cái này thật lớn tế đàn thượng, ít nhất có vạn người tồn tại. Vạn người quay chung quanh ở tế đàn trung tâm, một đám khoanh chân mà ngồi, mỗi người tay véo cổ quái pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thành kính bộ dáng. Mà giờ phút này tế đàn trung tâm ngưng tụ hình người oán sát khí càng thêm nồng đậm lên, Dương Nghị Vân tầm mắt từ tế đàn thượng buổi tối trên người rời đi, trăm trượng chi khu pháp thân, quang mang đại tác dưới, lại là duỗi tay trực tiếp đối với tế đàn trung tâm oán sát, hoặc là nói cơ vô tâm cùng nhi tử Dương Tinh phó chộp tới. Xem trường hợp thực rõ ràng cơ vô tâm là tại tiến hành nào đó cường đại mà lại tà ác huyết tế phương pháp, điểm này phía trước lão cây liễu liền nói quá. Hiện tại hắn cần phải làm là đánh gãy cơ vô tâm, đem nhi tử Dương Tinh phó cứu ra. Phất tay phía trước hướng về tế đàn trong lòng oán sát ngọn nguồn mà đi, Dương Nghị Vân vốn dĩ cho rằng ngồi xếp bằng ở tế đàn thượng vạn danh tiên nhân sẽ công kích hắn, hoặc là nói sẽ bảo hộ oán sát ngọn nguồn nơi, nhưng không nghĩ tới hắn một con bàn tay khổng lồ chảo lấy thời điểm, tế đàn thượng suốt vạn danh tiên nhân cư nhiên không hề động tĩnh. Này vạn người mỗi một cái đều có oán sát khí tức. Không hề nghi ngờ chính là tu luyện cơ vô tâm tà pháp hạng người, thậm chí có thể coi như là cơ vô tâm tín đồ người. Theo đạo lý ở hắn đánh vỡ tế đàn phòng ngự thời điểm, những người này nên xuất kích, nhưng một con đến hắn đối với tế đàn trung tâm duỗi tay mà đi hết sức, cư nhiên đều không hề phản ứng. Tức khắc Dương Nghị Vân trong lòng cảm giác có chút phi diệu, khá vậy không biết tình huống như thế nào, cũng cố không được tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ biết một chút, ngọn nguồn chính là tế đàn trung tâm oán sát, trực tiếp diệt tế đàn trung tâm oán sát. Hoặc là nói cơ vô tâm, mặt khác hết thảy đều không quan trọng. Liền ở hắn một tay sắp vói qua hết sức, hình người oán khí bỗng nhiên oanh một chút vang lớn, ngay sau đó nổ tung. Một chút liền phóng lên cao thượng trăm trượng trời cao, mà tiếp được Dương Nghị Vân hít hà một hơi một màn xuất hiện. Tế đàn tốt nhất vạn tiên nhân tại đây một khắc, sôi nổi hóa thành từng đạo oán khí chi khí, theo đuôi sau đó, ngay lập tức chi gian chui vào trăm trượng trời cao oán sát ngọn nguồn chung. Trường hợp phi thường đồ sộ, vạn tiên hóa thành cong vạn đạo huyết quang sát khí xông lên tận trời, tiến vào oán sát ngọn nguồn. Thấy như vậy một màn Dương Nghị Vân có chút ngây dại, hắn biết vẫn là chậm, thực rõ ràng đối phương mở ra ma thần huyết tế đã lâu, hắn đã đến hoặc là nói phía trước mai tỷ các nàng đến thời điểm, cơ vô tâm đã tới rồi kết thúc giai đoạn, mà tế đàn thượng vạn danh tiên nhân đã sớm trở thành tế phẩm, chỉ là như cũ bảo trì giả hình người mà thôi, nhưng lúc này lại là tất cả đều hóa thành năng lượng thể. Tiến vào oán sát ngọn nguồn, hoặc là bị cơ vô tâm cấp hấp thu. Đương nhiên này chỉ là Dương Nghị Vân gần gũi nhìn đến trường hợp, trên thực tế ở tiến vào đoạn làm tiên sơn lúc sau, hắn phát hiện toàn bộ đoạn làm tiên sơn đều bị bao phủ ở oán sát khí tức chung, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ tiên sơn thế giới người đều bị huyết tế. Quả thực là nghe rợn cả người, hiện tại Dương Nghị Vân đều hoài nghi, cái này cơ vô tâm, căn bản liền không chỉ là tìm hiểu cái gì âm dương lôi đình tàn pháp đơn giản như vậy. Có khả năng vẫn là thượng giới lão ma. Lớn như vậy bút tích, tiên giới sinh linh thật đúng là lộng không ra. Lần trước cùng cơ vô tâm một trận chiến, Dương Nghị Vân tuy rằng thắng, nhưng lại nói lời nói thật đối cơ vô tâm là tâm tồn kiêng kỵ, bởi vì hắn là thắng hiểm, cuối cùng vẫn là làm cơ vô tâm cấp đào tẩu. Lần này động tĩnh lớn hơn nữa, đây cũng là Dương Nghị Vân vì cái gì muốn mượn dùng hoa sen đen mấy cái pháp lực nguyên nhân. Vạn đạo huyết sát khoảnh khắc công phu liền biến mất không thấy. Mà ngay sau đó phía chân trời phía trên hình người oán sát bắt đầu nổi liếm lên. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thấy được một người, hắn cả người đều run rẩy lên. Oán sát thối lui lúc sau, sơ ra người này đúng là chính mình nhi tử Dương Tinh Phó. Giờ phút này Dương Tinh Phó đầy đầu huyết pháp phiêu giật, giữa mày chi gian xuất hiện một chút dựng thẳng lên tới chu sa, thoạt nhìn càng như là đệ tam con mắt giống nhau. Hắn huyền phù ở thiên, toàn thân thực chất hóa oán sát ở vần quanh. Sở phát ra oán sát khí tức, làm Dương Nghị Vân đều cảm nhận được hãi hùng khiếp vía cảm giác. Dương Nghị Vân trong lòng ở lấy máu, hắn biết này đã không phải chính mình nhi tử, có lẽ chỉ là nhi tử Dương Tinh Phó thân hình mà thôi. Vẫn là chậm, vẫn là không nghĩ tới cơ vô tâm thủ đoạn như thế chi cường.
trong giây lát lại thấy nhi tử mở hai mắt, hai tròng mắt trung huyết quang nổ bắn ra mấy trượng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm nhìn về phía Dương Nghị Vân, ánh mắt hơi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó tiêu tán không thấy, tựa hồ mất đi cuối cùng một tia thanh minh. A, à, lại là Dương Tinh Phó khóe miệng cười câu đầu tiên. Rồi sau đó nhìn Dương Nghị Vân mang theo ý cười nói, Dương Nghị Vân a à, Dương Nghị Vân, ngươi nói bản tôn có phải hay không hẳn là kêu ngươi một tiếng phụ thân đâu, a à, ha ha ha. Lời này một chỗ, Dương Nghị Vân nghe được thanh âm, này đó hoàn toàn xác định, hắn, chính là Cơ Vô Tâm không thể nghi ngờ. Dương Nghị Vân nội tâm run lên nói, Cơ Vô Tâm thả ta nhi tử, ta cho ngươi một cái đường sống đi, hơn nữa bảo đảm không đuổi giết ngươi, người ta chi gian ân oán nhưng xóa bỏ toàn bộ. Oa ha ha ha, Dương Tinh Phó hoặc là nói Cơ Vô Tâm ha ha cuồng tiếu, oán khí đáng phía chân trời, tiếng cười lạc bế lại là vẻ mặt âm ngoan nói, người có cái gì tư cách cùng bản tôn nói điều kiện. Đích xác, người rất có thực lực có thủ đoạn, nhưng bản tôn lần này đúc lại thân thể thần tiên lúc sau cũng không kém, đương nhiên, trọng điểm còn muốn cảm tạ ngươi nhi tử, ha ha ha, bản tôn trăm triệu không nghĩ tới, ở tiên giới phát triển rất nhiều tín đồ chung cư nhiên có một cái là ngươi nhi tử. Hơn nữa là cùng bản tôn tập hợp độ phi thường cao thân thể. Dương Nghị Vân ngươi không biết đi, cổ xưa huyết tế hơn nữa ngươi nhi tử đặc thù thể chất, bản tôn không chỉ có đạo hạnh không rớt, ngược lại là bởi vì họa đến phúc, cư nhiên tăng lên thực lực, thật là đến cảm tạ ngươi. Đến nỗi ngươi làm bản tôn thả ngươi nhi tử, cái này sợ là thật làm không được, nếu không như vậy, ngươi quỳ xuống tới cầu bản tôn có thể suy xét giữ lại ngươi nhi tử ý thức, nếu không bản tôn nếu là tâm tình không tốt. Một chút cắn nuốt ngươi nhi ý thức, đã có thể chết thật, oa ha ha ha. Dương Nghị Vân quỳ xuống cầu bản tôn đi, ngẫm lại thật sảng, rất nhiều năm không tới tiên giới, không nghĩ tới vừa ra tới, cư nhiên đụng tới như vậy có ý tứ sự tình, tiểu tử ngươi cư nhiên vẫn là trời cao tà đệ tử, hiện tại càng là xưng là tiên giới đệ nhất đại tông chi chủ, nói ngươi hiệu lệnh tiên giới cũng không quá. Nhưng, nào có như thế nào, ngươi cho rằng bản tôn liền điểm này thủ đoạn, bố cục 7.000 năm. Tiên giới trong vòng có bao nhiêu tiên nhân tu luyện bản tôn công pháp, nói thật điểm này bản tôn chính mình cũng không biết. Còn hảo, hiện tại bản tôn nếu là bắt đầu toàn diện tiếp quản tiên giới, oa ha ha ha. Cơ Vô Tâm giờ phút này cơ hồ là điên cuồng giống nhau cuồng tiếu. Nhưng Dương Nghị Vân một lòng không ngừng tại hạ trầm. Nghe Cơ Vô Tâm không kiêng nể gì nói chuyện, Dương Nghị Vân nghe được hắn nói lên chính mình nhi tử Dương Tinh Phó trạng thái, kỳ thật chính là ở uy hát yêu ta hắn. Làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Nhi tử Dương Tinh Phó ý thức còn ở, này liền tương đương ở nói cho hắn, nếu là không nghĩ ngươi nhi tử hoàn toàn biến mất, liền cấp bản tôn thành thật điểm, nếu không hắn một cái không cao hứng liền diệt Dương Tinh Phó ý thức, đến lúc đó đã có thể thật tan thành mây khói. Còn có chính là Cơ Vô Tâm không kiêng nể gì, đích xác hắn ở tiên giới bố cục, sợ là đã đạt tới một cái phi thường đáng sợ nông nỗi, kế tiếp có lẽ thật muốn tiến vào tiên giới đại loạn thời đại. Đối mặt Cơ Vô Tâm, Dương Nghị Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Nhi tử muốn cứu, khá vậy không có khả năng đi quỳ xuống cúi đầu. Nhìn Cơ Vô Tâm, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, người sợ không đơn giản là Cơ Vô Tâm đơn giản như vậy đi. Hắn không có lại đi nói nhi tử Dương Tinh Phó việc, càng là không có ấu trí đến, trông cậy vào Cơ Vô Tâm thật sự có thể buông tha nhi tử, bởi vì đây là không có khả năng. Cái này tà ma chỉ có hoàn toàn tiêu diệt. Toàn phương vị nghiền áp mới là duy nhất có thể cứu ra nhi tử hy vọng. Nói cho tiểu tử ngươi cũng không sao, bản tôn không phải thượng giới ma đầu, nhưng lại từng có ma thần truyền thừa, Cơ Vô Tâm rất đắc ý nói ra. Dương Nghị Vân trong lòng thầm than, trách không được a. Tuy rằng không phải thượng giới ma thần, nhưng lại được ma thần truyền thừa, như thế mới có bực này tà ác thủ đoạn, hắn suy đoán không kém nhiều ít. Này cũng làm Dương Nghị Vân trong lòng thoáng an ổn. Nếu Cơ Vô Tâm thật là thượng giới ma thần chuyển tu, vậy thật là đại phiền toái, bất quá nói trở về, cái này ma đầu, lại cũng không kém. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở miệng nói, ta Dương Nghị Vân tu đạo đến nay, chưa bao giờ chịu người uy hát yêu ta, nếu cho ngươi cơ hội không cần, ta đây chính mình diệt sát ngươi, cứu con ta. Có một chút Dương Nghị Vân kỳ thật nhìn ra được tới, Cơ Vô Tâm nói chuyện là hư hư thật thật, vừa mới đúc lại thân hình lúc sau. Khí thế của hắn thượng nhìn lại đích xác rất cường đại, nhưng lại chung quy là chiếm cứ con của hắn thân hình, huyết tế toàn bộ đoạn làm tiên sơn thế giới sinh linh, đơn giản là chữa trị hắn thương thế, cùng ngưng tụ ma thân mà thôi. Cơ Vô Tâm đối là có kiêng kỵ, nếu không sẽ không cùng hắn đối diện, cũng sẽ không mở miệng uy hát yêu ta hắn,
nguyên nhân chính là vì Cơ Vô Tâm đối hắn Dương Nghị Vân trong lòng không đế, cho nên mới mở miệng uy hát yêu ta. Như vậy nghĩ đến, hắn vì cho chính mình lưu điều đường lui, nghĩ đến cũng là không dám thật diệt sát nhi tử Dương Tinh Phó ý thức. Chân chính ném chuột sợ vỡ đồ, mới là Cơ Vô Tâm. Dương Mỗ Nhân giờ phút này dung hợp mượn pháp mai tỷ đám người sau, kỳ thật đạo hạnh thượng đã chạm đến một cái tán tân trình tự, thật đúng là không sợ Cơ Vô Tâm ra vẻ, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, điểm này Dương Nghị Vân hiện tại trong lòng nghĩ kỹ. Như thế, bản tôn liền diệt ngươi lại như thế nào? Cơ Vô Tâm bỗng nhiên toàn thân oán sát khí đại tác phẩm dựng lên. Cuồn cuộn huyết sắc oán sát khí lại là ở nháy mắt che trời, bao phủ toàn bộ đoạn làm tiên sơn thế giới. Nhìn như cường hãn vô cùng, nhưng Dương Nghị Vân nheo lại mắt chờ, hắn ra tay, nhưng cũng liền chỉ thế mà thôi, Cơ Vô Tâm chỉ là ở hù dọa người. Hoặc là nói đúng hắn thực kiêng kỵ, cũng không dám dễ dàng ra tay. Cái này làm cho Dương Nghị Vân càng thêm khẳng định tâm chính suy đoán, cái này tà ma có kiêng kỵ, hoặc là nói hắn huyết tế còn không có hoàn toàn thành công, cũng không muốn ra tay, mà là ở kéo dài thời gian. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân khóe miệng cười lạnh lên nói, Cơ Vô Tâm bản tôn hôm nay liền đại biểu tiên giới hàng tỷ sinh linh chu diệt ngươi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân thân hình vừa động lại là thu hồi pháp thân, ngay lập tức chi gian hóa thành người bình thường thân lớn nhỏ, bỗng nhiên hướng về Cơ Vô Tâm phóng đi. Cơ hồ là ý động chi gian, Dương Nghị Vân liền xuất hiện ở Cơ Vô Tâm trước người, bỗng nhiên đối với Cơ Vô Tâm chính là một trường. Ầm vang! Cơ Vô Tâm sắc mặt một bên, phất tay một quyền, oán sát chen chúc mà động ngăn cản Dương Nghị Vân một trường. Ở một tiếng nổ vang chung, Cơ Vô Tâm oán sát đối thượng Dương Nghị Vân kim quang sán sán một trường, lại là oán sát từ từ rung động trực tiếp bốc hơi. Đích xác đối với Cơ Vô Tâm mà nói, hắn lại là ở kéo dài thời gian cố làm ra vẻ. Bởi vì hắn huyết tế lúc sau một lần nữa ngưng tụ pháp thân còn không có chân chính hoàn thành, toàn bộ đoạn làm tiên sơn thế giới sinh linh đều bị hắn cấp huyết tế, nhưng là hấp thu này đó năng lượng yêu cầu thời gian. Không nghĩ tới chính là Dương Nghị Vân tìm hắn nhanh như vậy, hơn nữa phá vỡ tế đàn chẳng khác nào đánh gãy hắn huyết tế thi pháp. Muốn thích ứng Dương Nghị Vân nhi tử Dương Tinh Phó thân thể yêu cầu thời gian, muốn cất chứa rất nhiều tiên sơn thế giới năng lượng càng cần nữa thời gian, nếu không hắn đối Dương Nghị Vân là thiệt tình không đế. Ở phía trước Dương Nghị Vân dung hợp mấy đại cường giả với một thân một màn, Cơ Vô Tâm quan sát rành mạch, làm cho là sợ hãi, hắn cảm giác hắn Cơ Vô Tâm đã thực tà ác, không nghĩ tới Dương Nghị Vân càng thêm tà tính. Cư nhiên có thể đem năm đại cao thủ dung với một thân, hơi thở thượng đã vượt qua Cơ Vô Tâm tưởng tượng, hắn cảm giác Dương Nghị Vân trên người phát ra hơi thở rất nguy hiểm. Căn bản cũng không dám thật chém giết. Hắn còn cần ít nhất một canh giờ mới có thể hoàn toàn tiêu hóa toàn bộ đoạn làm tiên sơn thế giới năng lượng, mới có thể thích ứng khống chế hình thân thể, với Dương Nghị Vân đối kháng. Hiện tại mỗi một lần đối chạm vào, đều đối hắn thực bất lợi. Này một kích đó là một cái thử, quả nhiên hắn cường đại oán sát khí, trực tiếp bị Dương Nghị Vân trong tay phát ra lực lượng cấp bốc hơi rớt. Không được, tạm thời không thể cùng tiểu tử này chống chọi. Cơ Vô Tâm trong lòng cú sốc. Lui về phía sau bạo giống, oán sát chi hải, ngầm chiếm giam cầm, luyện ngục vô biên. Trong giây lát Cơ Vô Tâm biến mất, nhưng lại là đầy trời oán sát khí, không ngừng từ tứ phía tám pháp hướng về Dương Nghị Vân hội tụ. Chỉ chốc lát sau liền bao phủ Dương Nghị Vân. Đang ở trong đó Dương Nghị Vân còn lại là, cười lạnh, hắn biết Cơ Vô Tâm là tưởng vây hắn, rồi sau đó kéo dài thời gian. Nhìn qua không muốn cùng hắn trực tiếp chống chọi, nhưng Dương Nghị Vân sẽ không cho hắn cơ hội. Trong lòng vừa động, bạo giống một tiếng, liệt dương ở thiên. Ngay sau đó đỉnh đầu hóa thành thái dương kim ô hoặc là tạp mao điểu đốn tư phát huy, kim quang vạn trượng bùng nổ. Tư tư tư, tạp mao điểu thiên phú bị Dương Nghị Vân phát huy ra tới, hơn nửa giờ phút này dung với trên người hắn không ngừng là tạp mao điểu một cái, còn có mai tỷ các nàng, toàn bộ lực lượng đều có thể chi phối, bộc phát ra tới lúc sau, lại là so với tạp mao điểu chính mình thi triển uy lực còn muốn đại. Như thế dưới tình huống, bao vây hắn oán sát khí, lại là trực tiếp ở liệt dương chi lực đốt cháy hạ, từ từ rung động bốc hơi. Ngay sau đó toàn bộ thiên địa đều rộng rãi lên, một kích phá vỡ. Nơi xa khoảng cách rất xa Cơ Vô Tâm, sắc mặt xanh mét, Dương Nghị Vân thực lực còn muốn so với hắn dự tính cường đại, vây cùng giam cầm đều con đường này đi không thông. Chỉ có thể đánh bừa, chân chính hợp lại Cơ Vô Tâm cũng không sợ, nhưng là muốn trả giá một ít đại giới, làm không nghĩ tới chạy trốn. Bởi vì ở bọn họ loại này cấp bậc, địa phương căn bản là sẽ không cho ngươi chạy thời gian,
cho nên khả năng đánh bừa. Dương Nghị Vân đâu? Giờ phút này đối chính mình tin tưởng tăng nhiều. Chính hắn cũng không nghĩ tới một cái giả thiết dung hợp cư nhiên có thể đều thành công, hơn nữa bộc phát ra tới lực lượng vượt quá tưởng tượng. Hừ lạnh một tiếng, Dương Nghị Vân trực tiếp đối với Cơ Vô Tâm liền cách không ra tay. Cả người nghiêm dưới, năm đại thiên phú thần thông bùng nổ, đối với Cơ Vô Tâm mà đi. Tạp Mao Điểu Thái Dương ánh sáng, lão cây liễu cành liễu, mai tỷ ngũ trảo kim long pháp giống, tiểu phượng hoàng thần hỏa, cùng hoa sen đen hắc liên hoa cánh, hóa thành muôn vàn bùng nổ. Đầy trời đều là Dương Nghị Vân bộc phát ra tới thần thông phương pháp. Cơ hồ vô góc chết đối với Cơ Vô Tâm mà đi. Này một kích dưới, Cơ Vô Tâm cần thiết chính mình hố, không đến lựa chọn. Liền xem hắn thủ đoạn như thế nào, có thể hay không kháng xuống dưới. Hủy thiên diệt địa lực lượng bạo phát đi ra ngoài. Vài trăm thước ở ngoài, Cơ Vô Tâm sắc mặt đại biến. Toàn thân đỏ thắm oán sát chi lực bùng nổ. Thái âm chi oán sát, tế chi ngô thân, trợ chi thiên địa, hủy diệt trầm luân, cho ta chết đi. Cơ Vô Tâm cắn răng, tựa hồ niệm ra nguyền rủa giống nhau pháp chú, chờ hắn niệm chú hoàn thành, thiên địa chi gian âm phong trống giống dựng lên, phong vân đại động, oán sát chi lực quả thực đạt tới một cái cực hạn. Dương Nghị Vân cách thật xa đều cảm nhận được, toàn bộ trong thiên địa xuất hiện một cổ tử nặng nề, trong không khí độ ấm kịch liệt giảm xuống, như là rơi vào hầm băng. Hắn biết Cơ Vô Tâm là phát đại chiêu. Xưa nay chưa từng có đại chiêu, lão ma đầu liều mạng. Đây là hắn nguyện ý nhìn đến, chỉ có không ngừng suy yếu cùng tiêu hao Cơ Vô Tâm lực lượng, mới có thể có cơ hội nhất cử chế phục hắn đem nhi tử Dương Tinh Phó giải cứu ra tới, bằng không Dương Nghị Vân thật đúng là không dám trực tiếp diệt sát Cơ Vô Tâm. Bởi vì hắn đích xác sợ Cơ Vô Tâm thương tổn nhi tử Dương Tinh Phó. Dương Tinh Phó ý thức một khi bị Cơ Vô Tâm tiêu diệt, đã có thể thật xong rồi. Từ lúc bắt đầu Dương Nghị Vân kỳ thật chính là loại này sách lược, áp chế tiêu hao, cuối cùng tìm cơ hội chế phục. Tuy rằng biết rất khó, nhưng cần thiết làm như vậy, nhi tử không thể có việc, nếu không hắn đều đối cha mẹ cùng Âu Dương Ngọc Thanh vô pháp công đạo. Hai người lần này bùng nổ đều là cường thế bùng nổ. Đương nhiên Dương Nghị Vân là chủ động sơ cấp, Cơ Vô Tâm là bị động phòng ngự. Xem như so chiêu đi. Rầm rập ầm vang. Từng tiếng tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Dương Nghị Vân cùng Cơ Vô Tâm cường thế đánh giá bắt đầu. Đầy trời huyết sắc oán sát khí chia năm xẻ bảy, ở Dương Nghị Vân bùng nổ ngũ quang thập sắc chung một chút biến mất. Nhìn qua, thực rõ ràng Dương Nghị Vân lực lượng chiếm cứ nghiền áp ưu thế. Cứ việc Cơ Vô Tâm lực lượng cũng phi thường cường thế. Nhưng ở Dương Nghị Vân dung hợp mai tỷ đám người lực lượng dưới, như cũ ở vào hạ phong. Khoảnh khắc chi gian, toàn bộ thiên địa lần thứ hai sáng ngời lên. Thậm chí còn toàn bộ đoạn làm việc nhà tộc Tiên Sơn thế giới đều oán sát khí đều thiếu hơn phân nửa. Phốc, Cơ Vô Tâm bỗng nhiên hộc ra một hơi máu tươi. Hắn giờ phút này vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Dương Nghị Vân lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng ở ngoài. Trốn đi, Cơ Vô Tâm trong lòng nghĩ. Nhưng là muốn chạy trốn là không dễ dàng, yêu cầu nghĩ cách, nếu không Dương Nghị Vân sẽ không cho hắn cơ hội. Oán sát chi hải. Cơ Vô Tâm giống to chung cả người hóa thành xem nùng liệt oán sát, ngay lập tức chi gian huyết quang vô số khuếch tán mở ra. Loại này thời điểm Cơ Vô Tâm biến mất. Dương Nghị Vân lại là hừ lạnh một tiếng, tưởng ở mê hoặc chung trốn sao. Ngươi sợ là không cơ hội. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân toàn thân xuất hiện 10 đạo 10 ánh sáng màu mang. Oanh một chút khuếch tán. Nháy mắt công phu. 10 đạo 10 ánh sáng màu vượng ở một hóa 10, 10 hóa trăm, trăm hóa ngàn. Trăm triệu ngàn ngàn, ngàn ngàn vạn vạn khuếch tán mà đi. Gần ngay lập tức công phu, toàn bộ thế giới đều là ngũ quang thập sắc, trái lại đem oán sát bao vây lên, rồi sau đó ở Dương Nghị Vân một tiếng, ngưng tụ dưới hình thành đạo chủng trận pháp kết giới viên cầu, bắt đầu co rút lại lên. Đây là bao vây toàn bộ Tiên Sơn thế giới. Giờ phút này lấy Dương Nghị Vân vì trung tâm, thật lớn 10 sắc kết giới, nhanh chóng thu nhỏ. Dương Nghị Vân đang ở trong đó vận chuyển pháp lực thao tác thiên địa năng lượng, hắn vẻ mặt bình tĩnh, đối một màn này đã suy đoán quá, đúng là hắn bắt đầu đối Cơ Vô Tâm chân chính xuống tay thời điểm. Hắn đúng là tìm được rồi cơ hội, trở tay liền vô thanh vô tức mà đi, ở Cơ Vô Tâm hóa thành oán sát hết sức, vô tận oán sát khí đối ngoại khuếch tán thời điểm, hắn thả ra đạo chủng chi lực, theo oán sát khuếch tán. Bởi vì hắn giờ phút này dung hợp chi lực tăng mạnh, đạo hạnh thượng so với Cơ Vô Tâm còn cường đại. Tương ứng phóng thích đạo chủng ánh sáng tự nhiên muốn so Cơ Vô Tâm tốc độ càng mau, phạm vi càng rộng lớn.
ở khoảnh khắc chi gian phóng bao vây Cơ Vô Tâm oán sát, hơn nữa bắt đầu co rút lại. Co rút lại thời điểm, Dương Nghị Vân rốt cuộc tâm chính đại định, bởi vì hắn đem Cơ Vô Tâm rót vào bên trong. Cả người pháp lực đại tác phẩm dưới, Dương Nghị Vân thúc dục pháp lực bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Ngắn ngủn vài phút sau, cơ hồ lan tràn toàn bộ đoạn làm tiên sơn thế giới đạo chủng kết giới đã bị Dương Nghị Vân co rút lại tới rồi vài trăm thước đường kính nông nỗi. Lúc này giấu ở trong đó Cơ Vô Tâm rốt cuộc phát hiện không thích hợp, hắn cư nhiên bị Dương Nghị Vân cấp phản mệt nhọc lên. Cơ Vô Tâm không biết chính là, Dương Nghị Vân thi triển đạo chủng kết giới thời điểm, dùng tới lúc trước Lam Tâm truyền thụ thần thông một tấc vuông càn khôn, cho nên làm được thần không biết quỷ không hay nông nỗi, liền tính là Cơ Vô Tâm cũng không có phát hiện. Như thế dưới tình huống, chờ phát hiện thời điểm, đã chậm. Cơ Vô Tâm hoảng loạn. Giống to trung nùng liệt oán sát hình thành cầy xong một đầu đầu oán sát chi long, hóa ra trăm long bùng nổ. Ngao ngao. Thanh chấn cửu thiên oán sát chi long tứ tán đánh sâu vào, muốn phá tan Dương Nghị Vân đạo chủng kết giới. Nhưng Dương Nghị Vân sẽ không cho hắn cơ hội, trở tay chi gian dưa hấu lôi cùng ngũ hành tím lôi lá cây đánh vào đạo chủng kết giới trong vòng. Ầm ầm ầm. Răng rắc. Tiếng nổ mạnh cùng tiếng sấm tiếng vang lên. Ngao ngao. Chín điệu oán sát chi long phát ra gào giống thanh. Một đợt công kích lúc sau, lại gần là trên người ảm đạm một ít, lại là không có đối oán sát chi long tạo thành uy hát iota. Kết quả này ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong. Ngay sau đó hắn vẻ mặt bình tĩnh, lại là đôi tay múa may mà ra, mai tỷ đám người thần thông chi lực bùng nổ mà ra, lần này không có tiến vào đạo chủng kết giới trong vòng, mà là trực tiếp thêm vào ở kết giới phía trên. Dương Nghị Vân làm như thế, tự nhiên là muốn bùng nổ một kích cường đại nhất công kích. Vận dụng càn khôn thần điện chi lực. Hoàn thành kết giới thêm vào lúc sau, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, thúc giục càn khôn đạo chủng công, 10 đại đạo loại chi lực từ tiên tinh trung ngưng tụ hợp nhất mà ra, cùng thời gian hắn trong lòng vừa động, dẫn động càn khôn thần điện chi lực, ngay sau đó cảm ứng Cơ Vô Tâm nơi, thẳng đánh mà đi. Oanh! Toàn bộ đạo chủng kết giới rung trời nổ vang. Mà giờ khắc này Cơ Vô Tâm ở trong đó cảm nhận được cường đại nguy cơ, chửi ầm lên nói, Dương Nghị Vân ngươi không nghĩ muốn ngươi nhi tử không? Lời nói cũng chưa nói xong, công kích tới, trực tiếp pháp lực nổ tung. Ngay lập tức làm Cơ Vô Tâm hiện ra nguyên hình. Cơ Vô Tâm giữa mày đôi mắt giống nhau viên điểm huyết quang đạt tới lộng lẫy nông nỗi. Đối kháng Dương Nghị Vân lúc này đây công kích. Hắn thật đúng là không dám lại giết Dương Tinh Phó ý thức, bởi vì hắn biết Dương Tinh Phó nếu là chết thật, như vậy Dương Nghị Vân liền không có vướng bận. Đến lúc đó Dương Nghị Vân sẽ so hiện tại càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần. Cho nên Cơ Vô Tâm ở cuối cùng thời điểm trực tiếp vận dụng áp đáy hòm thủ đoạn ngăn cản Dương Nghị Vân càn khôn thần điện chi lực cùng 10 đại đạo loại hợp nhất chi lực. Kết quả, hắn nguyên khí đại thương, nhưng đích xác chặn, dựng lên giữa mày một chút trực tiếp thành một con mắt. Thậm chí huyết quang phá tan Dương Nghị Vân đạo chủng kết giới. Này một kích dưới, cơ hội hao hết hắn 7 thành đạo hạnh. Cũng may đối với Cơ Vô Tâm tới nói, rốt cuộc phá Dương Nghị Vân phong tỏa. Chớp mắt liền phải hóa huyết mà chạy, chẳng sợ trả giá thật lớn đại giới cũng muốn chạy thoát. Đã có thể ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên một trận, lại là phát hiện không gian chấn động dưới, trống rỗng xuất hiện một lóng tay đầu, điểm ở hắn giữa mày đệ tam con mắt thượng, này đó Cơ Vô Tâm tử huyệt nơi. Oanh! A! À, Cơ Vô Tâm kêu thảm thiết, thần hồn đều đang run rẩy, cảm giác muốn tiêu tán giống nhau. Hắn nhanh chóng quyết định, vận dụng bí pháp nháy mắt vứt bỏ Dương Tinh Phó thân thể, vứt bỏ hết thảy, trực tiếp hóa thành nguyên thần, thậm chí không chút do dự thiêu đốt nguyên thần, từ Dương Tinh Phó trong cơ thể rời đi. Nguyên thần hóa thân. Vèo vèo vèo. Ngay sau đó Cơ Vô Tâm hóa thân trăm nói nguyên thần từ bốn phương tám hướng xông ra ngoài. Dương Nghị Vân bản tôn cùng ngươi không chết không ngừng, ngươi chờ. Cơ hồ là trăm thanh oán khí tận trời thanh âm vang vọng thiên địa. Đồng thời 100 không gian thông đạo mở ra. Cơ Vô Tâm nguyên thần chui vào không gian thông đạo biến mất không thấy. Hô! Dương Nghị Vân trong lòng cũng ở chiều chiều. Cơ Vô Tâm quyết đoán cùng tàn nhẫn, đối chính hắn tàn nhẫn, vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn không có truy, cũng không có ở làm ra bất luận cái gì động tác, bởi vì hắn biết đuổi không kịp, cũng vô pháp phân biệt trăm cái nguyên thần cái nào là Cơ Vô Tâm, hoặc là nói 100 đều là. Trong tay hắn ôm nhi tử Dương Tinh Phó, này liền vậy là đủ rồi. Rốt cuộc cứu xuống dưới. Giờ phút này ở trong mắt hắn nhi tử Dương Tinh Phó so cái gì đều quan trọng.
tình huống có chút không xong, cuối cùng nếu là cứu nhi tử Dương Tinh Phó. Đến nỗi Cơ Vô Tâm, hắn là đánh tâm nhãn phục, cái này lão ma đầu thật là tàn nhẫn, cư nhiên đem chính mình nguyên thần chia lìa trăm cái, liền vì đào tẩu. Nhưng không thể không nói, phương pháp này nhất dùng được. Cơ Vô Tâm tương đương là bị Dương Nghị Vân trực tiếp từ Dương Tinh Phó thân thể đánh đi ra ngoài, đây là phi thường ghê gớm đại pháp lực. Dương Nghị Vân xem như dùng thời gian rất lâu mới làm xong, hiệu quả là lộ rõ, trực tiếp đem Cơ Vô Tâm nguyên thần bức ra Dương Tinh Phó thân thể. Hóa thành trăm phân nguyên thần đào tẩu. Tuy rằng lại một lần bị Cơ Vô Tâm chạy thoát, nhưng là lần này Dương Nghị Vân tin tưởng lão ma đầu thương hẳn là càng trọng. Bởi vì nguyên thần chia lìa, hơn nữa là 100 chi số, này đối với bất luận cái gì tu sĩ tới nói là phi thường muốn mệnh, tin tưởng liền tính là Cơ Vô Tâm thủ đoạn tu vi lại cao, cũng muốn đại thương nguyên khí, so lần trước hẳn là càng thêm trọng. Dù sao Cơ Vô Tâm là cần thiết muốn tiêu diệt, lần này chạy đi lúc sau, lại là suy nghĩ tìm được liền không nhất định, nhưng cũng không tồn tại, bởi vì lần này lúc sau, Dương Nghị Vân tin tưởng Cơ Vô Tâm nếu muốn ở khôi phục lại là không dễ dàng. Hiện tại Dương Nghị Vân lại là nếu muốn biện pháp cứu nhi tử. Dương Tinh Phó tình huống là thực không xong. Nguyên thần ý thức đều ở vào tan rã nông nỗi, tùy thời đều có khả năng biến mất. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ mà sợ, nếu là thời gian lại vãn một ít, liền tính là hắn giết Cơ Vô Tâm cũng đền bù không trở lại. Sẽ bị Cơ Vô Tâm hoàn toàn đồng hóa rớt. Cũng may, bây giờ còn có cơ hội. Dương Tinh Phó tình huống tuy rằng không xong, nhưng là đối Dương Nghị Vân tới nói, cũng không phải không có biện pháp. Vung tay lên chi gian, cường đại đạo chủng pháp lực hơn nữa tự thân nguyên thần chi lực, bắt đầu không ngừng tiến vào Dương Tinh Phó trong thân thể. Tức khắc tình huống ổn định xuống dưới. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, hắn ôm Dương Tinh Phó phất tay chi gian mở ra không gian môn hộ, trực tiếp tiến vào rời đi đoạn làm tiên sơn. Đối với Dương Tinh Phó tình huống, hắn biết trọng điểm là nguyên thần ý thức khôi phục. Cái này quá trình sẽ yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Cơ Vô Tâm đào tẩu, chẳng biết đi đâu, dù sao nghĩ đến là sẽ không ở đoạn làm tiên vực dừng lại, đến nỗi toàn bộ đoạn làm tiên sơn thế giới đã không có vật còn sống, biến thành một phen chết vực, sở hữu sinh linh đều bị Cơ Vô Tâm cấp huyết tế. Cho nên Dương Nghị Vân mang theo nhi tử trực tiếp phản hồi Vân Môn bắt đầu chữa thương. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trực tiếp xuất hiện ở lão cây liễu nơi đỉnh núi, cả người chấn động. Pháp lực tan đi, Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, Tạp Mao Điểu, Hoa Sen Đen, lão cây liễu một lần nữa xuất hiện, rời đi hắn pháp thân. Đối với Cơ Vô Tâm đào tẩu, mọi người đều biết, tuy rằng dung hợp ở Dương Nghị Vân pháp trên người, nhưng lại là đều thấy được. Vân Tử hiện tại làm sao bây giờ? Mai Tỷ hỏi. Lần này đối mặt Cơ Vô Tâm, mọi người cũng đều kiến thức tới rồi Cơ Vô Tâm thủ đoạn, cái này ma đầu đích xác khó đối phó. Nếu không phải Dương Nghị Vân mượn pháp dung hợp bọn họ mấy cái, thật đúng là không nhất định có thể cứu Dương Tinh Phó. Cũng thấy được Cơ Vô Tâm khó chơi, đối thứ mọi người đều có lo lắng. Không hề nghi ngờ, Cơ Vô Tâm chạy đi lúc sau, tất nhiên sẽ là Vân Môn tâm phúc họa lớn, Dương Nghị Vân đầu tiên chính là Cơ Vô Tâm số một địch nhân. Tất nhiên sẽ trả thù. Bất quá đối Dương Nghị Vân tới nói, Cơ Vô Tâm cũng là phải giết đối tượng. Kéo hắn nhi tử Dương Tinh Phó xuống nước việc này không để yên, trọng điểm là Dương Nghị Vân biết này ma đầu đối toàn bộ tiên giới sinh linh sẽ có gì chờ nguy hại. Có thể đem đoạn làm tiên sơn toàn bộ thế giới muôn vàn sinh linh đều huyết tế, dùng để khôi phục hắn ma thân, đủ để thuyết minh, cái này lão ma đầu tà ác tàn nhẫn. Dương Nghị Vân biết ở Cơ Vô Tâm thế giới quan, sở hữu thế gian sinh linh đều đem sẽ là hắn tu luyện chất dinh dưỡng, căn bản là không để bụng cái gì đạo đức a trời phạt linh tinh. Cho nên có thể gặp được Cơ Vô Tâm ở kế tiếp thời gian, tất nhiên sẽ vì khôi phục tu vi ma thân, tăng lên ma công, sẽ ở tiên giới bốn phía tàn hại. Thật đúng là sở không chuẩn, toàn bộ tiên giới họa loạn sẽ từ Cơ Vô Tâm trên người triển khai. Cái này lão ma đầu không phải chân ma, nhưng lại hơn hẳn chân ma. Như thế dưới tình huống, Cơ Vô Tâm cần thiết chết. Nếu không tiên giới sinh linh khó an, hắn Dương Nghị Vân cùng Vân Môn khó an. Đối mặt Mai Tỷ mấy cái, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi nói, chờ tiên giới các đại phái người đến đông đủ, cộng đồng duy trì trật tự tiên giới, tiêu diệt Cơ Vô Tâm. Mai Tỷ các người đi trước Vân Môn đại điện chờ ta, nói cho đại sư huynh mau chóng làm các đại tiên môn người tiến đến Vân Môn. Dương Nghị Vân dặn dò Mai Tỷ. Hảo, chúng ta đây đi trước. Ngay sau đó Mai Tỷ cùng Tiểu Phượng Hoàng, Tạp Mao Điểu,
hoa sen đen đều rời đi đi Vân Môn Tổng Điện. Mà Dương Nghị Vân còn lại là bắt đầu bày trận, hắn yêu cầu cấp nhi tử Dương Tinh Phó một cái khôi phục hoàn cảnh, đây là một cái trường kỳ quá trình, có lẽ yêu cầu mấy trăm năm Dương Tinh Phó mới có thể khôi phục lại. Sau nửa canh giờ, Dương Nghị Vân bày ra một cái sinh cơ vận chuyển đại trận đem Dương Tinh Phó an trí ở đại trận bên trong. Lúc này mới xem đã hóa ra bản thể lão cây liễu nói, cây liễu tiền bối nơi này liền giao cho ngươi, chờ ta giải quyết cơ vô tâm việc, đến lúc đó lại đến. Yên tâm đi thôi, ngươi nhi tử nơi này ta nhìn sẽ không có việc gì. Lão cây liễu khó được đứng đắn nói chuyện, nàng thật lớn bản thể cây liễu bắt đầu chợt lóe sáng lên, tiến vào tu luyện trạng thái. Lần này đi ra ngoài cùng cơ vô tâm chạm mặt, làm lão cây liễu đối tiên giới có một cái một lần nữa nhận thức. Cơ vô tâm rõ ràng không phải thần giới sinh hạ giới trùng tu, nhưng lại là thủ đoạn so với nàng bực này chân chính thần giới sinh linh càng thêm khủng bố. Lão cây liễu biết, nếu không phải Dương Nghị Vân có thủ đoạn có thể dung hợp các nàng 5 người pháp lực, các nàng bên trong bất luận cái gì một người đối mặt kia chờ 8 ngày oán sát chi lực đều là bất lực. Thực sự là một loại đại khủng bố. Cái này làm cho lão cây liễu có nguy cơ cảm, vẫn là yêu cầu càng thêm nỗ lực tăng lên đạo hạnh, nếu không lên trời lộ nàng đều không qua được. Mà Dương Nghị Vân nhiều ít có thể hiểu biết một ít lão cây liễu trong lòng suy nghĩ, lại cũng đối lão cây liễu nỗ lực thấy vậy vui mừng. Vân môn mỗi người đều nỗ lực tu luyện mới có thể càng tốt bảo toàn vân môn, cường giả đi bảo hộ kẻ yếu. Đem nhi tử lưu tại lão cây liễu nơi này, hắn cũng là nhìn ra được lão cây liễu muốn tiếp tục tu luyện, không nghĩ rời núi, như thế cũng là chuyện tốt. Hắn cũng yên tâm. Nói lời cảm tạ một tiếng lúc sau, Dương Nghị Vân trực tiếp rời đi. Xuất hiện ở Vân Môn Tổng Điện. Giờ phút này Vân Môn Tổng Điện đã hội tụ hơn 100 người. Vân Tử lần này tiến đến tiên giới Tam Thành Tiên Vực cùng các đại tiên môn môn chủ, mặt khác bởi vì địa vực quá xa hơn nữa thời gian đoạn, cũng đuổi không tới. Vân Trường Sinh nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, vậy là đủ rồi, chờ một lát ta tới câu thông. Đúng rồi ta Vân Môn trong vòng nhưng tia, a rõ rõ ràng không có. Vân Trường Sinh nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện. Sắc mặt âm trầm vài phần, cũng nghĩ mà sợ nói, đã điều ti a xong, đích xác đoạn trưởng lão là đoạn làm việc nhà tộc người, chính là trả thù ta vân môn, mới có thể đem tinh nhi kéo xuống nước, chuyện này không trách tinh nhi. Mặt khác đoạn trưởng lão còn mượn sức trưởng lão đoàn 4 gã trưởng lão tu luyện cơ vô tâm tà ác công pháp, ở hỗn loạn tiên thành một chỗ bí mật nơi đào tạo huyết liên. Bất quá ta đã xử quyết bọn họ, đến nỗi đoạn trưởng lão mất đi tung tích. Ta nghe thần ma điểu nói cho ta các ngươi ở đoạn làm tiên vực việc, vân môn đoạn trưởng lão có lẽ đã chết, hiện tại vân môn đã quét sạch, không thành vấn đề, trọng điểm là cơ vô tâm đào tẩu việc, sợ không phải tiên giới chi phúc, càng không phải ta vân môn chi phúc, này ma đầu cần thiết diệt trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ta hiện tại cần phải làm là chuyện này, Dương Nghị Vân trả lời, cùng đại sư huynh nói chuyện với nhau một phen lúc sau. Dương Nghị Vân bắt đầu nhất nhất tiếp kiến rồi đến từ các đại tiên vực tiên chủ, hơn nữa thuyết minh cơ vô tâm việc, cũng đem hình ảnh thạch lấy ra tới cấp mọi người quan khán. Toàn bộ đại điện rất nhiều tiên chủ trưởng giáo đều chấn kinh rồi lên, cũng đều ý thức được nghiêm trọng tính, càng là lo lắng cho mình môn hạ có thể hay không đã bị cơ vô tâm người cấp trà độc. Một đám đều lòng nóng như lửa đốt, nghĩ chạy nhanh sẽ xem xét từng người tiên vực vấn đề, đoạn làm tiên sơn thế giới suốt một cái tiên vực bị huyết tế trường hợp thật sự là quá dọa người. Mọi người đều biết nếu tùy ý cơ vô tâm phát triển đi xuống, sợ là toàn bộ tiên giới đều sẽ đại loạn. Giờ phút này mấy đại đứng đầu thế lực người nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, Càn Khôn Thiên Tôn, việc này sự tình quan toàn bộ tiên giới an nguy, còn thỉnh Thiên Tôn làm chủ, ta chờ chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp. Đúng vậy, thỉnh Thiên Tôn làm chủ. Ta chờ tiên môn vì vân môn Seun. Mọi người đều đã biết sự tình nghiêm trọng tính, cũng thấy được hình ảnh thạch trung cơ vô tâm cường đại. Nếu là không có Dương Nghị Vân bực này thiên tôn, bọn họ bất luận cái gì một nhà đều ngăn cản không được cơ vô tâm. Nếu đem đại gia sốt ruột mà đến, việc này bản tôn tất nhiên sẽ không mặc kệ, cơ vô tâm bực này tà đạo phương pháp, tin tưởng mọi người đều rõ ràng, nếu xử lý không tốt, toàn bộ tiên giới đại loạn đều là nhẹ, thậm chí sẽ càng nghiêm trọng. Cho nên bản tôn hy vọng chư vị tiên gia đạo hữu nhất định đồng tâm hiệp lực, cộng đồng thanh ma, đoạn làm tiên sơn một trận chiến. Cơ vô tâm bị bản tôn bị thương nặng, nguyên thần thoát đi, kế tiếp lão ma đầu tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách khôi phục ma thân, mà mấy ngàn năm qua cơ vô tâm bố ở tiên giới mỗi một cái tà ác cứ điểm cùng mỗi một cái âm thầm tu luyện cơ vô tâm tà pháp người sẽ trở thành cơ vô tâm đại trợ lực.
cho nên chúng ta hiện tại muốn cướp thời gian, ngươi chờ trở về lúc sau, thông chi từng người kỳ hạ thế lực, bắt đầu tự tra, đem dấu ở âm thầm mỗi một cái tà ác tu sĩ cùng đào tạo tà ác huyết liên chỗ tìm ra, sau đó hủy diệt rớt. Như thế mới có thể ngăn cản cơ vô tâm lại lần nữa khôi phục lại, đối tiên giới sinh ra thật lớn uy hát yêu ta, có một chút bản tôn muốn nói ở phía trước, bất luận kẻ nào bất luận cái gì thế lực, một chút phát hiện đào tạo huyết liên bí mật nơi muốn hủy diệt rớt, bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do tư tàng huyết liên hòa phục dùng, nếu không nhưng thật ra điều ti a ra, đừng trách bản tôn vô tình, tất nhiên diệt sát chi. Theo Dương Nghị Vân giảng thuật, tất cả mọi người thề thề, nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo Dương Nghị Vân ý chí tới làm, tuyệt đối không dám sẽ không lây dính tà công tà vật. Lúc sau Dương Nghị Vân đem tia, a tìm cơ vô tâm tà pháp tu luyện cùng huyết liên cảm giác pháp khí luyện chế phương pháp làm cơ nhai tí truyền thụ đi ra ngoài, hơn nữa phân phó đi xuống truyền khắp toàn bộ tiên giới. Cũng cùng Vân Môn để lại đưa tin bí pháp, một khi phát hiện tu luyện cơ vô tâm tà pháp giả có thể diệt liền diệt, diệt không được cầu viện, đại gia lẫn nhau hỗ trợ, nếu là phát hiện cơ vô tâm tung tích, trước tiên thông chi Vân Môn. Mọi người tụ ở bên nhau thương nghị lúc sau, liền ở trước tiên từng người phản hồi. Đến tận đây ở Vân Môn dắt đầu hạ, tiên giới khởi xướng một hồi to lớn thanh ma hành động. Lần này to lớn thanh ma hành động, ở tiên giới trong lịch sử, bị ghi lại vì càn khôn thanh ma. Càn khôn tự nhiên là chỉ Dương Nghị Vân cái này càn khôn thiên tôn. Mà Vân Môn danh vọng cũng tại đây sau bởi vì lần này càn khôn thanh ma hành động đạt tới một cái đỉnh, chân chính ý nghĩa thượng đạt tới Dương Nghị Vân năm đó lời nói hùng hồn, trở thành tiên giới siêu nhiên vật ngoại siêu cấp đại tông. Đến nỗi Dương Mỗ Nhân cái này càn khôn thiên tôn, còn lại là càng thêm thần hóa, nhiều chỗ rất nhiều danh hiệu, càn khôn thiên tôn, Dương vô địch, thông ngộ đệ nhất nhân, thanh ma thiên tôn, hỗn loạn chúa tể, đến cuối cùng thậm chí trở thành tiên giới chúa tể. Đương nhiên đây là lời phía sau, kế tiếp tiên giới hướng đi, kỳ thật vượt qua mọi người đoán trước, hoặc là nói xem nhẹ cơ vô tâm tà ác tà pháp chi đạo. Dù sao đến tận đây tiên giới cũng mở ra một cái trường đến 2000 năm thanh ma hành động, náo động hơn 2000 năm. Tiên ma chi phân lại một lần mở ra, chẳng qua lần này ma đạo, không phải thiên nhiên ma, mà là lấy cơ vô tâm cầm đầu tà ác chi đạo, bị tiên giới tiên nhân xưng là ma đạo. Vân Môn danh vọng cũng là ở 2000 năm trung tích lũy lên, hơn nữa trừ bỏ Dương Nghị Vân ở ngoài, tiên giới xuất hiện rất nhiều cường giả, rất nhiều được xưng. Một đám đều quật khởi với, lần này thanh ma hành động chung. 2000 nhiều thời giờ quật khởi quá nhiều anh hùng nhân vật, này trong đó có chính có tà. Thế hệ trước thanh niên đồng lứa đều có. Này hết thảy đều nguyên nhân với cơ vô tâm người này. Mà Dương Nghị Vân đối cơ vô tâm thật sự là xem nhẹ, mặc kệ là thủ đoạn pháp lực vẫn là tâm trí từ các phương diện đều xa xa nói thầm. Xa không nói, lần này đoạn làm tiên sơn cùng cơ vô tâm một trận chiến, hắn kế tiếp liền phát hiện, hắn tài đại té ngã, hơn nữa cái này té ngã, cùng con của hắn Dương Tinh Phó cùng một nhịp thở. Hoặc là nói ở sau này hơn 2000 năm chung, tiên ma chi chiến, có cơ vô tâm một bộ phận cũng có con của hắn An Dương Tinh Phó một bộ phận. Trong đó lực ảnh hưởng, có thể nói là vượt thời đại. Thậm chí còn ảnh hưởng chính là một cái hoàn toàn mới ma đạo. Sở dĩ nói với Dương Tinh Phó có quan hệ, là bởi vì Dương Nghị Vân ở cùng rất nhiều tiên vực chi chủ hoàn thành một lần thanh ma hội nghị lúc sau, nhận được lão cây liễu khẩn cấp truyền âm, nhi tử Dương Tinh Phó đã xảy ra chuyện. Lúc này đây truyền âm, làm Dương Nghị Vân cơ hồ điên cuồng. Hắn ở nhận được lão cây liễu truyền âm lúc sau, trước tiên về tới lão cây liễu nơi đỉnh núi. Đương hắn tới rồi lúc sau, nhìn đến lão cây liễu đã hóa thành yêu diễm nữ tử hình người, đứng ở sinh cơ đại trận trước không ngừng tự cấp đại trận hoặc là nói đại trận trung Dương Tinh Phó rót vào pháp lực. Sao lại thế này? Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến hỏi lão cây liễu, hắn đi thời điểm Dương Tinh Phó hảo hảo, hết thảy ổn định, nhưng là giờ khắc này lại là phát hiện Dương Tinh Phó sinh cơ cư nhiên phi thường tan rã, tùy thời đều khả năng sẽ tan thành mây khói giống nhau. Nếu không phải lão cây liễu thi triển pháp lực thêm vào, sợ là đã sớm tan thành mây khói. Ta như thế nào biết sao lại thế này? Tiểu tử ngươi rời khỏi sau, ngươi nhi tử hơi thở liền tức khắc tan rã lên, không thể hiểu được tan rã, hiện tại xem tùy thời đều sẽ tiêu tán, tiểu tử ngươi nhanh lên nghĩ cách, tỷ tỷ toàn lực thi pháp tác dụng đều cực nhỏ. Lão cây liễu lớn tiếng nói. Dương Nghị Vân cũng thấy được huyền phù ở đại trận trung nhi tử Dương Tinh Phó tình huống, nghe lão cây liễu nói chuyện hết sức, hắn cũng ra tay không ngừng thi pháp. Dùng hết toàn lực muốn làm nhi tử tình huống ổn định xuống dưới, nhưng lại chính như lão cây liễu lời nói,
hiệu quả cực nhỏ. Hắn trong lòng đều ở lấy máu, nhìn qua tình huống không ổn. Cũng không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Phía trước rõ ràng hảo hảo, nhưng hiện tại chỉ chớp mắt liền phải đến tan thành mây khói nông nỗi. Cái này làm cho hắn trái tim đều bắt đầu chiều chiều, đôi mắt đều huyết hồng lên, giống giận chung toàn thân thần hồn không cần tiền giống nhau hướng về nhi tử Dương Tinh Phó trong cơ thể mà đi. A, à, Dương Nghị Vân bi phẫn giống giận. Cứ việc hắn dùng hết toàn lực, nhưng lại như cũ không có gì tác dụng. Nhi tử hơi thở như cũ ở một chút mỏng manh, chiếu như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ. Dương Nghị Vân không dám tưởng đi xuống, không dám tưởng hắn mất đi đứa con trai này sẽ thế nào. Sau đó liền vào giờ phút này, đại trận trung Dương Tinh Phó lại là bỗng nhiên mở hai mắt, lại là đứng lên, hướng về Dương Nghị Vân nhìn qua mở miệng nói, phụ thân vô dụng, dừng tay đi. Đây là Dương Tinh Phó nói câu đầu tiên lời nói. Dương Nghị Vân cả người đều là chấn động. Nhưng ngay sau đó Dương Tinh Phó lại tiếp tục nói chuyện, hơn nữa hai đầu gối quỳ xuống, quỳ gối Dương Nghị Vân trước người nói, phụ thân nhi tử bất hiếu, lúc trước tin đoạn trưởng lão nói, một bước đi nhầm, lại là từng bước sai rồi, hồi không được đầu. Cơ Vô Tâm nói qua, nhi tử thần hồn đặc thù, chính là cái gì trời sinh ma thần, hắn đã sớm ở nhi tử thần hồn chung làm pháp, ngài hiện tại nhìn đến nhi tử, chỉ là thần hồn tinh huyết một bộ phận, nhi tử nguyên thần đã cùng Cơ Vô Tâm dung hợp vì nhất thể. Hầu hạ Cơ Vô Tâm sẽ là ta sẽ là Cơ Vô Tâm, vốn dĩ ta có cơ hội tự bảo nguyên thần, không nghĩ cấp phụ thân chọc phiền toái, nhưng ở bị Cơ Vô Tâm bắt lúc sau, ta ở Cơ Vô Tâm ý thức nhìn thấy, không giống nhau một mặt. Cho nên nhi tử chủ động lựa chọn cùng Cơ Vô Tâm dung hợp, sau này sẽ đạt thành một loại cân bằng. Loại này cân bằng có thể mấy đại hạn chế Cơ Vô Tâm ma tính, nếu không tiên giới hậu hoạn vô đàn, mà nhi tử cũng có chút ý nghĩ của chính mình, có lẽ đi một cái độc đáo lộ cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tóm lại nhi tử bất hiếu, thỉnh phụ thân quên nhi tử đi, cũng thỉnh phụ thân đừng lo lắng, nhi tử thần hồn là trời sinh ma thần chi hồn, chủ động cùng Cơ Vô Tâm dung hợp không thiệt thòi được. Cơ Vô Tâm ma tính quá cường quá tà ác, nếu ta dung hợp Cơ Vô Tâm, hắn sẽ làm ra càng thêm điên cuồng sự tình tới, cho nên cuối cùng thời điểm, ta dung hợp Cơ Vô Tâm nguyên thần chung, hiện tại phụ thân nhìn đến nhi tử gần là một sợi nguyên thần, là Cơ Vô Tâm cuối cùng thời điểm dùng hắn nguyên thần tinh hoa thi pháp dùng để mê hoặc phụ thân thủ đoạn, cho hắn tranh thủ cơ hội đào tẩu. Nhi tử tuy đi rồi tà đạo, nhưng lại là không dám lấy phàm nhân tánh mạng luyện dược, dùng với Cơ Vô Tâm chi hồn phách, xem như tạm thời song thắng. Có lẽ lại tìm một ngày, ta sẽ đi ra đạo của mình, là thần là ma, cái này thật khó mà nói. Cũng muốn đi đánh cuộc một lần, nhìn xem có thể hay không hoàn toàn làm Cơ Vô Tâm thành tựu ta, nếu là thất bại đó chính là ta thành tựu Cơ Vô Tâm, như vậy kỳ thật cũng là tốt, ít nhất Cơ Vô Tâm dung hợp ta, cũng ý chí có thể ảnh hưởng hắn thiếu tạo một ít sát nghiệt. Ngày sau, phụ thân nếu là nhìn đến Cơ Vô Tâm, hoặc là nói nhi tử, thỉnh không cần thủ hạ lưu tình, nhi tử tự biết nghiệp chướng nặng nề. Không dám cầu phụ thân tha thứ, cũng không dám đi đối mặt mẫu thân, thỉnh quên nhi tử đi. Theo Dương Tinh Phó dứt lời, hắn đối với Dương Nghị Vân dập đầu lúc sau, cả người lại là hóa thành tinh tinh điểm điểm quang mang bắt đầu biến mất. Dương Nghị Vân nghe nhi tử Dương Tinh Phó nói chuyện cả người run rẩy, hai tròng mắt huyết lệ giàn giụa, cuồng loạn vọt vào đại trận, nghịch tử. Trở về. Nhưng mà hết thảy đều không về được. Dương Tinh Phó tiêu tán thiên địa. Thân thể là thật sự. Nguyên thần lại là một sợi, cũng là Cơ Vô Tâm vì đào tẩu lấy bí pháp ngưng tụ. Giờ phút này lại là tiêu vong. Dương Nghị Vân chỗ sâu trong đôi tay đi bắt nhi tử Dương Tinh Phó, có phẫn nộ cũng có đau lòng. Nhìn nhi tử thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang, hắn rốt cuộc run rẩy hô to, nhi tử. Tinh nhi, trở về. Nhưng hết thảy đều biến mất. Đằng một chút, Dương Nghị Vân sụi lơ ở trên mặt đất. Hắn khóc. Phía trước trong đầu vô số lần nghĩ tới. Chờ nhi tử khôi phục lại lúc sau, phải hảo hảo thu thập hắn. Đối đứa con trai này hắn thực thất vọng, nhưng kia cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nhưng là hiện tại, mắt thấy nhi tử tiêu tán. Dương Nghị Vân nội tâm chỉ có bi thống, huyết lệ không ngừng từ trên mặt rơi xuống. Cứ việc biết đây là nhi tử một sợi nguyên thần, chân chính nhi tử lại là chủ động đi dung hợp Cơ Vô Tâm thần hồn, nào đó trình độ thượng còn sống. Cũng thật có thể sống sao? Cái này nghịch tử nghe tới là đi ma đạo, là chính mình làm ra quyết định. Chủ động đi dung hợp Cơ Vô Tâm, vọng tưởng đi một ngày kia đồng hóa Cơ Vô Tâm. Này ở Dương Nghị Vân xem ra là cỡ nào buồn cười. Cơ Vô Tâm là người phương nào? Nhi tử Dương Tinh Phó là người phương nào?
hai người tu vi khác nhau như trời với đất, hắn thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ muốn đi dung hợp cơ vô tâm, đi đi một cái thuộc về chính mình ma đạo chi lộ. Hắn có thể thành công sao? Đáp án tuyệt đối là phủ định. Ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, có 100 nhi tử Dương Tinh phó thần hồn đều có thể bị cơ vô tâm cắn nuốt đồng hóa không còn một mảnh. Này cũng cùng cấp với hắn mất đi một cái nhi tử. Như thế nào có thể không đau lòng? Dương Nghị Vân là thật sự tuyệt vọng. Càng thêm là trong lòng mất mát vô cùng, tự trách vô cùng. Hắn thực tự trách vì cái gì không đối đứa con trai này quan tâm nhiều một chút. Vì cái gì không đi quan sát hắn, hiểu biết hắn. Nếu nhìn hắn, nhiều cùng hắn nhiều hơn giao lưu, nhiều đi chỉ đạo hắn tu luyện, có lẽ liền sẽ không bị đoạn trưởng lão hướng dẫn đi dùng huyết liên, đi khát cầu lực lượng pháp lực. Này hết thảy Dương Nghị Vân đều biết là hắn sai, hoặc là đem hết thảy đều quy kết tới rồi chính hắn trên người. Ta không phải một cái hảo phụ thân. Dương Nghị Vân nội tâm trong óc chỉ có này một câu. Hắn nghe được ra tới, nhi tử phía trước lời nói chung, tuy rằng chưa nói quá lộ liễu, nhưng là biểu đạt tư tưởng thực minh xác, cư nhiên thưởng thức cơ vô tâm tà đạo. Đương nhiên cũng là từ cơ vô tâm ý thức chung, thấy được cơ vô tâm tà ác một mặt, đứa con trai này muốn đi ngăn cản, hoặc là muốn đi ảnh hưởng cơ vô tâm. Sơ tâm kỳ thật xem như thiện lương, nhưng lại lựa chọn ở Dương Nghị Vân xem ra là sai rồi. Nghịch tử a ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, là trách cứ vì phụ không có quan tâm ngươi sao? Dương Nghị Vân si ngốc giống nhau lầm bầm lầu bầu. Nhi tử ta không phải không quan tâm ngươi, ta là không nghĩ cho ngươi đi mạo hiểm, muốn cho các ngươi một đám đều an an ổn ổn tu luyện, không cần theo đuổi quá cao lực lượng, đó là đại nguy hiểm, hết thảy ta chỉ nghĩ ta đi phía trước khiêng, cho các ngươi che mưa chắn gió, cho các ngươi hảo hảo tu luyện, vi phụ là cố ý muốn cho các ngươi đi chậm một chút mà thôi, thiếu một ít nguy hiểm. Ta sai rồi sao? Ta là sai rồi. Dương Nghị Vân huyết lệ giàn giụa. Lão cây liễu vốn dĩ muốn đi khuyên can, nhưng ngẫm lại chung quy là thở dài tức, không đang nói chuyện, hóa thành bản thể, liền tính làm nàng nói, nàng cũng không biết nói cái gì, bởi vì Dương Tinh phó tình huống ở nàng nghĩ đến quá phức tạp. Cứ như vậy Dương Nghị Vân ngốc ngốc ở đỉnh núi ngồi xuống, này một đãi chính là 10 năm thời gian. 10 năm gian, tới rất nhiều người cùng Dương Nghị Vân nói chuyện, nhưng đều không có được đến hồi phục, Dương Nghị Vân liền phảng phất nghe không được giống nhau. Hơn nữa lão cây liễu cũng giảng thuật Dương Tinh phó việc, mọi người đều biết Dương Tinh phó trong lòng thống khổ, sau lại liền không ai tiến đến quấy rầy. 10 năm trung tiên giới các đại tiên vực muôn vàn tiên môn tự thi a cơ vô tâm tà đạo thanh ma hành động bùng nổ. Mà tiên giới rất nhiều địa phương cũng trực tiếp thoát ra tà đạo thế lực, dần dần hội tụ thành lưu, được xưng vô tâm thánh đạo, rốt cuộc ở 3 năm trước đây, bắt đầu cùng tiên giới các thế lực lớn chính diện bùng nổ đại chiến. Toàn bộ tiên giới tiến vào đại hỗn loạn thời đại. 10 năm sau một ngày, lão cây liễu nơi đỉnh núi tới một người, một nữ nhân. Đúng là vừa mới xuất quan Âu Dương Ngọc Thanh, cũng là Dương Tinh phó mẫu thân. Nàng đã biết hết thảy, sau đó bay lên đỉnh núi, đi tới giống nhau phía sau. 10 năm chung vừa động không chừng đã trên người mọc đầy cỏ dại Dương Nghị Vân, ở Âu Dương Ngọc Thanh đã đến sau, cả người chấn động, chậm rãi ngẩng đầu. Dương Nghị Vân là 10 năm trước nhìn Dương Tinh phó hóa thành điểm điểm tinh quang, sau đó nghĩ kia một phen lời nói, hắn đem tiến vào tự mình phong bế chung. Kỳ thật chính là sợ đối mặt một người. Mà người này chính là nhi tử Dương Tinh phó mẫu thân Âu Dương Ngọc Thanh. Hắn căn bản không biết như thế nào đối mặt Âu Dương Ngọc Thanh, như thế nào đi đối Âu Dương Ngọc Thanh nhắc tới nhi tử Dương Tinh phó, đương nhiên càng nhiều thật sâu tự trách. Con mất dạy, lỗi của cha. Hiện tại hắn ngay cả dưỡng không giáo cũng đều quy kết vi phụ có lỗi. Bực này dưới tình huống, hắn thật là tự trách. Dù sao cũng là chính mình thân nhi tử, đối với Dương Tinh phó đứa con trai này hắn là nhất thua thiệt, bởi vì Dương Tinh phó sinh ra thời điểm hắn cũng chưa tại bên người, chờ tái kiến Dương Tinh phó thời điểm đã trưởng thành. Hắn nội tâm vô cùng thống khổ. Phi thường rõ ràng, nhi tử Dương Tinh phó lựa chọn tuyệt đối là một cái tử lộ. Muốn đi đồng hóa cơ vô tâm. Cùng cơ vô tâm cùng tồn tại, thậm chí đi làm cơ vô tâm biến thành hắn Dương Tinh phó, đây là tử lộ một cái. Đương Dương Tinh phó nói xong một sợi nguyên thần tiêu tán thời điểm, Dương Nghị Vân liền biết chính mình mất đi đứa con trai này, cho nên hắn nội tâm phát đau. Cứ việc cường đại như hắn, hiện tại là trở thành đường đường càn khôn thiên tôn, nhưng ở tình cảm thân tình phương diện này, hắn đúng là vô pháp đi qua chính mình trong lòng đạo khảm này. Hắn tính cách chính là như thế. Sở theo đuổi nói cũng là như thế. Điểm này năm đó ở tu chân kỳ thời điểm,
sư phụ trời cao tà cũng đã nói qua, nói hắn như thế trọng tình cảm là ưu thế, cũng là thật lớn nhược điểm. Ưu thế là hắn bên người sẽ không khuyết thiếu có thể tánh mạng tương giao bằng hữu cùng người theo đuổi, mà khuyết điểm tắc sẽ trở thành hắn tử huyệt, tu luyện chướng ngại. Hiện tại bực này tình huống chính là trong lòng chướng ngại. 10 năm chung tới rất nhiều người, hắn tự nhiên biết, nhưng lại là không tưởng tỉnh lại. Biết hiện tại, Âu Dương Ngọc Thanh xuất hiện lúc sau, hắn không thể không đã tỉnh. Mất đi nhi tử Dương Tinh Phó, hắn nội tâm thống khổ, nhưng hắn biết thê tử Âu Dương Ngọc Thanh sẽ càng thống khổ, nàng là nữ nhân, có một số việc nam nhân gánh vác là được, hắn không nghĩ làm chính mình nữ nhân thừa nhận. Nếu không tỉnh lại, hắn biết Âu Dương Ngọc Thanh sẽ phi thường khổ sở, lúc này nàng yêu cầu chính là hắn một cái bả vai một câu. Vân tử, Âu Dương Ngọc Thanh run giọng hô một câu. Nhi tử Dương Tinh Phó sự tình nàng xuất quan lúc sau đã biết, cũng biết Dương Nghị Vân ở chỗ này chân chính thạch hóa 10 năm. Sao nhớ năm đó Dương Nghị Vân là hắn học sinh, đối Dương Nghị Vân nếu nói nữ nhân kia nhất hiểu biết, kia tuyệt đối là nàng Âu Dương Ngọc Thanh, nàng biết Dương Nghị Vân trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng biết hắn có bao nhiêu khổ sở. Nàng đâu? Làm Dương Tinh Phó mẫu thân, tự nhiên cũng thống khổ khổ sở, nhưng lại càng thêm minh bạch, lúc này, lại khổ sở cũng không làm nên chuyện gì. Hắn là Dương Tinh Phó mẫu thân, nhưng càng là Dương Nghị Vân thê tử. Coi như lão sư người người càng thêm minh bạch lý lẽ. Dương Nghị Vân hiện giờ thân phận, không chỉ có riêng là hắn hài tử phụ thân, nàng Âu Dương Ngọc Thanh trưởng phu, càng là vân môn chi chủ, là toàn bộ tiên giới đều đại danh đỉnh đỉnh càn khôn thiên tôn. Hiện giờ toàn bộ tiên giới đều bạo phát tiên ma chi chiến đấu, ngàn ngàn vạn vạn tiên giới tiên môn đều chờ Dương Nghị Vân cái này càn khôn thiên tôn ra lệnh, trở thành ma hành động chỉ huy. Vân môn trên dưới mỗi người đều chờ Dương Nghị Vân mang theo đại gia đi đối kháng cơ vô tâm thế lực. Âu Dương Ngọc Thanh minh lý lẽ, nàng biết lúc này, nói cái gì cũng chưa dùng, Dương Nghị Vân hiện tại nhất yêu cầu một câu quan tâm cùng lý giải. Đối với mấy cái hài tử, kỳ thật nàng rất rõ ràng, Dương Nghị Vân làm phụ thân so các nàng càng thêm để ý, chẳng qua biểu đạt tình thương của cha phương thức là không giống nhau. Cho nên nàng tới. Dương Nghị Vân chậm rãi đứng dậy. Nhìn Âu Dương Ngọc Thanh thanh âm khàn khàn nói, Ngọc Thanh tinh nhi. Lời nói cũng chưa nói chuyện, Âu Dương Ngọc Thanh liền tiến lên ôm trụ hắn, rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, ta biết ta đều đã biết, chuyện này không trách ngươi, tinh nhi trưởng thành hắn làm ra chính là chính mình lựa chọn, chúng ta can thiệp không được. Vân tử ngươi cùng ta bảo hộ không được bọn nhỏ vĩnh viễn, nên làm ngươi đều làm, ta không trách ngươi, bất luận kẻ nào đều không trách ngươi. Ta tin tưởng tinh nhi hắn làm ra lựa chọn thời điểm cũng không trách ngươi, chính yếu sự chính ngươi đừng trách chính ngươi. Hiện tại ngươi, không chỉ có là ta Âu Dương Ngọc Thanh trưởng phu, càng là vân môn chi chủ, cũng là tiên giới càn khôn thiên tôn, vân môn khởi xướng thanh ma hành động, đại biểu toàn bộ tiên giới, mọi người đều đang nhìn ngươi, chờ ngươi, phu quân của ta. Ngươi phía sau không chỉ có tinh nhi, còn có đoàn đoàn viên viên, nhạc nhạc, thanh nhi, tiểu mạn mạn bọn họ, càng có mặt khác tỉ muội. Có cha mẹ bằng hữu, có mấy chục vạn vân môn đệ tử, có toàn bộ tiên giới. Ta hy vọng ngươi tỉnh lại, hy vọng ngươi là đỉnh thiên lập địa anh hùng, cơ vô tâm còn không có tiêu diệt. Âu Dương Ngọc Thanh từng câu ôn nhu nói ra tới, Dương Nghị Vân hai tròng mắt lại là càng ngày càng sáng, có trong đó Âu Dương Ngọc Thanh cuối cùng một câu, cơ vô tâm còn không có hoàn toàn tiêu diệt, làm hắn trong lòng chấn động. 10 năm tới bao phủ ở trong lòng khói mù, ngay lập tức chi gian tiêu tán. Giờ khắc này hắn tâm linh thượng hoàn toàn phóng không xuống dưới, vô cùng yên lặng. Một loại hắn nói không rõ cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Tâm cảnh thượng bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa, chính hắn đều không có cảm thụ ra tới. Nhưng là Âu Dương Ngọc Thanh cảm nhận được. Hắn cảm giác Dương Nghị Vân trên người nhiều một loại khí chất, đây là một loại ở hắn xem ra rất kỳ quái khí chất, không cách nào hình dung, suy nghĩ nửa ngày Âu Dương Ngọc Thanh rốt cuộc nghĩ tới một chữ, phàm. Đối. Dương Nghị Vân trên người khí chất nếu thật muốn lời nói, chính là một cái phàm tự khái quát. Cũng đích xác từ giờ khắc này bắt đầu, Âu Dương Ngọc Thanh cảm nhận được Dương Nghị Vân trên người cái loại này dĩ vãng sắc bén biến mất, hoàn toàn quy về yên tĩnh, hoặc là nói đây là một loại đạt tới cực hạn nội liễm. Loại này phàm không phải chân chính phàm, mà là một loại trở lại nguyên trạng phàm. Nàng buông ra Dương Nghị Vân, vươn tay nhẹ nhàng ở Dương Nghị Vân trên người chụp đánh, mỗi một chút đều mang theo pháp lực. Nhưng lại rất mềm nhẹ, hoặc là nói ôn nhu mới thích hợp. Trong nháy mắt đem Dương Nghị Vân trên người 10 năm tới tích lũy bụi đất dọn dẹp sạch sẽ. Cảm ơn.
Dương Nghị Vân nhìn Âu Dương Ngọc Thanh rốt cuộc bình thường nói chuyện. Hắn biến mình phàm lên. Âu Dương Ngọc Thanh cũng cười, nhưng là trong ánh mắt có trong suốt lập lòe. Dương Nghị Vân vươn tay đem nàng nước mắt lau, ôn nhu nói, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, ngươi yên tâm ta sẽ đem Cơ Vô Tâm tìm được, chỉ mong Tinh Nhi lựa chọn là đúng, thiên đạo huyền ảo, có lẽ Tinh Nhi lựa chọn cũng chưa chắc là sai. Có lẽ ta hẳn là đối hắn có tin tưởng, càng hẳn là đối chính mình có tin tưởng, ta Dương Nghị Vân nhi tử, cho dù là đi ma đạo, hắn cũng nên thành ma. Cơ Vô Tâm là cường đại, nhưng ta Dương Nghị Vân nhi tử, cũng sẽ không kém, ta tin tưởng hắn một ngày nào đó sẽ làm được hắn muốn làm. Kế tiếp nên giết ta sẽ không lưu thủ, Cơ Vô Tâm ta cũng nhất định sẽ tìm được, hắn cùng hắn, ta tin ta nhi tử, sẽ không liền dễ dàng như vậy tiêu tán. Dương Nghị Vân chưa nói một câu, đều ngẩng đầu nhìn phía chân trời, cũng vô cùng bình đạm, nhưng trong giọng nói ý tứ lại là tràn ngập tự tin cùng bá đạo. Hắn đích xác thoát thay đổi. Đây là một lần tâm cảnh thượng thoát biến, nhi tử khúc mắc tại đây một khắc mở ra, cho nên hắn lột xác. Trở nên so phàm nhân càng giống một phàm nhân. Nhưng, này chỉ là biểu tượng. Đi thôi, đi tổng điện đi, đại gia vì ngươi lo lắng 10 năm. Âu Dương Ngọc Thanh ôn nhu nói. Hảo. Dương Nghị Vân kéo Âu Dương Ngọc Thanh tay, chuẩn bị rời đi lão cây liễu nơi đỉnh núi. Lại là ở xoay người nháy mắt, thấy được tản ra 7 màu vầng sáng cành liễu ở trong gió phiêu diêu. Lại là dừng lại đối Âu Dương Ngọc quét đường phố, chờ ta một chút. Ân gần vạn năm tới tư sắc đều không có biến lão nửa phần Âu Dương Ngọc Thanh giờ phút này như cũ giống cái tiểu nữ nhân theo tiếng, nàng còn giữ lại một cổ tử tuệ lan. Mà Dương Nghị Vân còn lại là đi tới, lão cây liễu hạ. Nhìn lão cây liễu nói, cây liễu tiền bối lúc này không phá cảng đãi khi nào. Nói chuyện chung vung tay lên, lại vẫn là trong tay lôi điện lập lòe dựng lên. Trên 9 tầng trời tiếng sấm từng trận. Ầm vang. Răng rắc. Theo Dương Nghị Vân đối thiên phất tay, trên 9 tầng trời một đạo lôi đình rớt xuống, trực tiếp bổ vào lão cây liễu trên người. Toàn bộ che trời lão cây liễu, tại đây một khắc cành liễu điên cuồng đại tác phẩm, 7 màu vầng sáng chói mắt bùng nổ. Cửu thiên lôi đình bổ vào lão cây liễu bản thể thượng, lại cũng gần là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng Dương Nghị Vân triệu hoán mà đến này một đạo lôi đình uy lực bất phàm, thô như nước lu, dài chừng trăm trượng, như một cái lôi long từ trên trời giáng xuống, muốn đem lão cây liễu chém thành dập nát. Ngắn ngủn nháy mắt sau khi chấm dứt, đầy trời cây liễu diệp điêu tàn. Lôi đình sau khi chấm dứt, che trời cây liễu lại là cành lá tốt tươi cành liễu thượng đã không có một mảnh cây liễu diệp, biến thành trụi lủi một mảnh. Nhìn qua lão cây liễu bị Dương Nghị Vân này một kích lôi đỉnh cấp phách khô héo. Nhưng, trên thực tế đều không phải là như thế. Bởi vì kế tiếp nhớ tới lão cây liễu nói chuyện thanh, Vân đệ đệ đa tạ, tỷ tỷ lòng ta đạo khảm này, rốt cuộc bước qua đi, lên trời chi lộ tỷ tỷ cho ngươi làm bạn, ngày nào đó thiên giới phía trên, tỷ tỷ ta cũng có thể cùng những cái đó vương bát đản tính tính sổ. Chúc mừng tiền bối bước vào thiên tôn chi cảnh, ngày nào đó lên trời lộ, ta chờ mong cùng ngươi cùng nhau đi trước. Dương Nghị Vân cười cười nói, thanh âm như cũ bình đạm, không ôn không hỏa. Kế tiếp sự, có cần hay không tỷ tỷ hỗ trợ? Lão cây liễu ngữ khí thực chân thành, không có dĩ vãng đối Dương Nghị Vân cái loại này đùa giỡn, nhiều vài phần nghiêm túc. Không cần, điểm này sự ta chính mình có thể xử lý, ngài hảo hảo tu luyện, lên trời chi lộ mới là quan trọng. Dương Nghị Vân lắc đầu xin miễn, hắn biết, lão cây liễu nói chính là Cơ Vô Tâm việc. Việc này... Ở 10 năm trước có khúc mắc thời điểm, hắn đích xác sẽ càng loạn, nhưng là hiện tại với hắn mà nói, lại không phải cái gì vấn đề. Bởi vì phía trước hắn tâm cảnh biến hóa, làm hắn mạc danh minh bạch rất nhiều đạo lý, hoặc là nói đây là một loại thâm trình tự đạo lý lớn giải. Dĩ vãng rất nhiều nhìn như chuyện quan trọng, hiện tại nghĩ đến đều là buồn cười, cũng không phải cái gì thiên đại chuyện này. Đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh. Ngộ rất nhiều là liền ở vô hình chung đã hiểu. Đây là một loại vô pháp nói rõ, lại có cố tình minh bạch huyền ảo, Dương Nghị Vân biết đây mới là thiên đạo. Từ biệt lão cây liễu, Dương Nghị Vân kéo Âu Dương Ngọc Thanh tay, hướng về Vân Môn Tổng Điện mà đi. Trên đường Âu Dương Ngọc Thanh nhìn không được hỏi, ta thấy thế nào ngươi đưa tới một kích lôi đình diệt cây liễu tiền bối mãn thụ lá liễu, một chút thoạt nhìn đều khô héo, nhưng cây liễu tiền bối vì cái gì còn cảm tạ ngươi. Dương Nghị Vân hơi hơi mỉm cười nói, ta thấy được cây liễu khúc mắc. Nàng ở niết bàn phía trước liền gặp quá lôi đình chi uy, đây là đại đạo khúc mắc, nếu không phá, rất khó ở tiến, hôm nay vừa thấy nàng đạt tới bình cảnh,
cho nên thuận tay đưa tới lôi đình trợ giúp nàng phá khúc mắc, thành tựu thiên tôn chi cảnh, ngươi nhìn đến mãn thụ lá rụng, chỉ là biểu tượng, kỳ thật nàng đã tiến vào tán tân cảnh giới chung, cây liễu diệp tùy thời nhưng khôi phục, ngươi xem. Theo Dương Nghị Vân dứt lời, Âu Dương Ngọc Thanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên phía sau lão cây liễu bảy màu vầng sáng càng thêm nồng hậu, từng mảnh cây liễu diệp lần thứ hai sinh trưởng ra tới, bản thể so với trước kia lớn hơn nữa. Vân Môn Tổng trong điện, Dương Nghị Vân 10 năm sau rốt cuộc xuống núi. Tất cả mọi người tặng một hơi, đại gia sợ hắn sẽ chưa gượng dậy nổi. Cũng may hôm nay rốt cuộc bị Âu Dương Ngọc Thanh cấp mang xuống núi, cũng khôi phục lại đây. Nam nhân thường thường đều là như thế, có đôi khi sẽ bởi vì nữ nhân một câu do đó thay đổi vận mệnh, có đôi khi vì thế trả giá thật lớn đại giới. Từ cổ chí kim, từ phàm đến tiên, cũng đều là như thế. Bởi vì Âu Dương Ngọc Thanh buổi nói chuyện, Dương Nghị Vân mở ra khúc mắc, hoặc là nói muốn thông nhi tử việc, cũng ngộ đạo tâm cảnh. Hắn từ khúc mắc chung đi ra, kế tiếp bắt đầu xuống tay cơ vô tâm sáng chế tả pháp việc. Tới phía trước Âu Dương Ngọc Thanh đã cho hắn nói, hiện tại toàn bộ tiên giới đều bạo phát cơ vô tâm tả pháp ảnh hưởng, bắt đầu tiến vào một cái hỗn loạn kỳ, đáng sợ chính là cơ vô tâm tả pháp lan tràn quá nhanh, mau tới rồi làm cho cả tiên giới đều sợ hãi nông nỗi. Cơ hồ là mỗi cái tiên giới đều có ma đạo bùng nổ. Đúng vậy, hiện tại đại gia liền đem cơ vô tâm truyền xuống tà pháp chi đạo, xưng là ma đạo. Bởi vì sở bộc phát ra tới không chỉ là tu tà pháp, trọng điểm là đào tạo huyết liên, đây là lấy phàm nhân tánh mạng vì đại giới, như thế chính là ma đạo. So chân chính ma đạo càng như là ma đạo. Tiên giới xưng là lần thứ hai ma đạo đại chiến. Này đó là cơ vô tâm hao phí 7.000 năm bố cục bùng nổ. Dù sao toàn bộ tiên giới hiện tại đều bắt đầu lộn xộn, tiên nhân chấn áp, ma đạo phản kháng, càng là chấn áp ngược lại càng nhiều, nếu là sao không thu thập cục diện, hảo không khoa trương nói tiên giới muốn nguy hiểm. Vân Môn khởi xướng thanh ma hành động, nhưng Dương Nghị Vân lại là yên lặng 10 năm, mấy nhà thế lực lớn đều tới đi tìm rất nhiều lần, thỉnh cầu Dương Nghị Vân nghĩ cách, nhưng lại đều thất vọng mà hồi. Dương Nghị Vân nghe đến mấy cái này sau, trong lòng có chút cũng xấu hổ, cũng may hắn đi ra khúc mắc. Tiếp được liền phải bắt đầu hiệu lệnh tiên giới triển khai một hồi thanh ma hành động. Đại điện chung giờ phút này đều là người một nhà, Dương Nghị Vân cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói, làm đại gia lo lắng. Nói chuyện chung ôm quyền thi lễ. Tiểu sư đệ không có việc gì liền hảo làm đại sư huynh Vân Trường Sinh tỏ vẻ không thèm để ý. Những người khác cũng đều là một bộ, chỉ cần ngươi lão nhân gia không có việc gì, chúng ta chịu điểm ủy khuất không sao cả. Đích xác Dương Nghị Vân hiện tại là đại gia người tâm phúc, càng là Vân Môn linh hồn, thậm chí còn là toàn bộ tiên giới lãnh tụ nhân vật, tất cả mọi người đang xem hắn, đều đang chờ hắn rời núi quyết định. Hoa sen đen, Mai tỷ không ở chàng, những người khác đều ở, cá trẻ cũng xuất quan, Dương Nghị Vân còn thấy được xuất quan hồng y, như cũng nhìn không ra cái gì cảnh giới tới, không có bất luận cái gì hơi thở, nhưng lại biết hồng y có tiến bộ một mảng lớn. Tạp Mao Điểu, Hầu Đậu Đậu, Nghé Con. Vân Lôi Thú, Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, Tử Kim Công Công từ từ dù sao có thể tới đều tới, tất cả đều là Vân Môn thành viên trung tâm. Mọi người xem Dương Nghị Vân xuống núi lúc sau, đều thật cao hứng. Dương Nghị Vân chào hỏi qua sau, bắt đầu nói, ta tuyên bố đệ nhất sự, về con ta Dương Tinh phó việc, không được đối ngoại truyền ra đi một chữ, lúc này mọi người đều quên đi. Dương Tinh phó đi rồi một cái chính hắn lựa chọn lộ, cung cấp vì thế bị cơ vô tâm đi ma hóa. Đến nỗi có thể hay không có còn về sau, Dương Nghị Vân sẽ không ở suy nghĩ, nhưng cũng không hy vọng bị truyền tới tiên giới đi, nếu không sẽ làm toàn bộ tiên giới chê cười. Đối này mọi người đều là được giải, về Dương Tinh phó việc, về sau sẽ ở Vân Môn trở thành một cái cấm kỵ đề tài. Đệ nhị kế tiếp, ta hy vọng đại gia tất cả đều rời núi, đi chấn áp các nơi bùng nổ ma đạo, đây là thuận thiên đạo, cũng đối với các ngươi kế tiếp tu vi cảnh giới có tràn ra. Đệ tam. Đại sư huynh một Vân Môn cầm đầu, làm ra gương tốt, Vân Môn trong ngoài các đại điện, từng người phái ra thanh ma tiểu đội, mỗi một đôi không ít với 1.000 người, bắt đầu đi trước tiên giới các nơi, chúng ta Vân Môn đi đầu, hy vọng các lớn nhỏ tiên môn noi theo, mặt khác nói cho mặt khác mấy thế lực lớn, ta sẽ tự mình rời núi bắt đầu thanh ma hành động, lấy kỳ quyết tâm, hy vọng bọn họ cũng có thể như thế. Cuối cùng chính là, thông chi tiên giới sở hữu thế lực, bất luận cái gì phát hiện cơ vô tâm manh mối giả. Trước tiên liên hệ Vân Môn, đưa tin cho ta, đến lúc đó ta khen thưởng trọng bảo một kiện, hy vọng bất luận cái gì thế lực vạn không thể đơn độc đi đối mặt cơ vô tâm.
Dương Nghị Vân từng cái bắt đầu phân phó hạ lệnh, từng đạo mệnh lệnh cũng truyền đạt đi xuống. Lần này Dương Nghị Vân trực tiếp người mọi người từng người tổ đội đi ra ngoài tham gia thanh hành động, hắn lần này ngộ đạo lúc sau đột nhiên có một ít hiểu được, trong lòng rõ ràng, lần này cơ vô tâm truyền xuống ma đạo bùng nổ, cũng là một cái thời đại nhất định phải đi qua kiếp lịch, đối tiên giới chúng sinh tới nói cũng là một lần rèn luyện, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hắn nghĩ nghĩ bỏ thêm một đạo mệnh lệnh là, có thể thiếu tạo sát nghiệt liền tận lực tránh cho. Phân phó đi xuống sau, trực tiếp làm đại gia rời đi, bắt đầu tiến vào tiên giới các nơi. 10 năm chung bởi vì hắn không lên tiếng, dẫn tới vân môn tất cả mọi người không rời núi, ngược lại là tiên giới các đại tiên môn ở một mình chiến đấu hăng hái, cũng làm các đại tiên môn đối hắn cùng vân môn ý kiến rất lớn. Hiện tại lại là rốt cuộc muốn giải quyết này sợi oán khí. Trừ bỏ bế quan người, toàn bộ vân môn lần này đi ra ngoài 8 phần đệ tử môn nhân, Dương Nghị Vân còn hạ lệnh, làm bế quan tu luyện đệ tử, xuất quan lúc sau, trực tiếp đi rời núi tham dự trong đó. Chờ mọi người sau khi ra ngoài, đại điện chung chỉ còn lại có, đại sư huynh cùng Âu Dương Ngọc Thanh. Dương Nghị Vân nhìn Âu Dương Ngọc quét đường phố, Ngọc Thanh ngươi đi trong thôn thông chi ba mẹ cùng nam nam các nàng, làm cho bọn họ cũng chuẩn bị một chút, Mai Tỷ cùng Thu Nhi mang đội, tạo thành một cái thanh ma tiểu đội. Cũng rời núi rèn luyện đi, ngươi cũng đi. Mặt sau hắn bổ sung nói. Âu Dương Ngọc Thanh sửng sốt kinh ngạc nói, chúng ta tất cả đều rời núi. Ân, toàn bộ, thiên đạo huyền diệu, vận mệnh chú định, hết thảy tự do định số, có một số việc ta tuy rằng nói không rõ, nhưng lại biết. Các ngươi tu vi thấp về thấp, nhưng lực lượng là mài rũa tâm cảnh tu vi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, không trải qua sinh tử mài rũa, các ngươi cũng rất khó trưởng thành. Ta hy vọng các ngươi đều sẽ có chính mình lựa chọn cùng chủ kiến. Cho tới nay ta cho các ngươi đãi ở vân môn địa cầu thôn tu luyện, nhìn như là yêu quý các ngươi, kỳ thật là ta một bên tình nguyện ích kỷ, cùng với nói là ở bảo hộ các ngươi, không bằng nói tương đương là ở cầm tù các ngươi, cho nên lần này địa cầu thôn dân tất cả đều đi ra ngoài đi. Dương Nghị Vân chậm rãi nói. Đích xác có một số việc Dương Nghị Vân tựa hồ thấy được, nhưng lại xem đến không rõ ràng lắm, loại sự tình này bị hắn lý giải vì thiên đạo. Cho nên làm một chúng thân nhân bằng hữu đều đi ra ngoài rèn luyện, có Mai Tỷ cùng Thu Nhi mang đội, hắn cũng là yên tâm. Hảo, ta đây liền đi tìm mặt khác bọn tỷ muội thương lượng. Âu Dương Ngọc Thanh đôi mắt có chút tỏa sáng, đích xác các nàng này vẫn là đã sớm muốn đi rèn luyện, chỉ là sợ Dương Nghị Vân lo lắng, không có đi ra ngoài mà thôi. Hiện giờ Dương Nghị Vân rốt cuộc làm các nàng đi ra ngoài, so sánh với bọn tỷ muội đều sẽ thật cao hứng. Đi thôi, nói cho các nàng. Ta thực hảo, làm các nàng đừng lo lắng. Dương Nghị Vân cười cười dặn dò. Hảo, ta đã biết, đại sư huynh, ta đi trước. Âu Dương Ngọc Thanh chào hỏi. Sư đệ, ngươi làm đệ muội nhóm đều đi ra ngoài, cái này không có gì vấn đề đi. Vân Trường Sinh nhịn không được hỏi. Dương Nghị Vân biết đại sư huynh đang lo lắng cái gì, mở miệng nói, nguy hiểm khẳng định sẽ có, nhưng ta không giống các nàng không khoái hoạt, tiên giới to lớn. Con đường này thuận buồm xuôi gió đi xuống đi chưa chắc là chuyện tốt, chính như Tinh Nhi giống nhau, chân chính lại nói tiếp, Tinh Nhi là nhân sinh kinh nghiệm không đủ, mới có thể bị đoạn trưởng lão mê hoặc dụ hoặc. Làm các nàng đều đi ra ngoài rèn luyện, ích lớn hơn tệ, đại sư huynh yên tâm đó là, đúng rồi, thông chi một chút mẫu đơn nương nương làm kia mấy cái hài tử cũng đều đi ra ngoài đi, chim non luôn là muốn dương cánh phi hành, ta không thể vĩnh viễn nhìn bọn họ, làm không hảo sẽ là cái thứ hai Tinh Nhi. Dương Nghị Vân nói xong lúc sau, đối với đại điện không khí nói, Tuyết Miêu người phụ trách mang mấy cái hài tử rèn luyện đi, nhưng là không đến sống chết trước mắt, người không cần ra tay. Hảo Tuyết Miêu thanh âm vang vọng ở đại điện, nàng vĩnh viễn chính là ám dạ, tùy thời đều sẽ tồn tại. Đại sư huynh người tự mình đi một chuyến tổ sư điện thả bọn họ ra tới, chuyển cáo độc cô hối làm hắn không cần có áp lực, nói cho hắn Tinh Nhi việc không phải hắn sai, ta đi ngược lại sẽ làm hắn có áp lực. Lần này bọn họ mấy cái hài tử đi ra ngoài tham dự thanh ma hành động lực lượng, như cũ làm hắn cái này đại sư huynh mang đội. Dương Nghị Vân đối Vân Trường Sinh nói. Ân, ngươi yên tâm ta biết nên nói như thế nào. Vân Trường Sinh gật đầu. Ngay sau đó lại hỏi, sư đệ ngươi đâu? Kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta sẽ đi tìm Cơ Vô Tâm, thời gian khả năng hội trưởng một chút, vân môn việc liền vất vả ngươi, có chuyện gì, ngươi thả trong lòng nhắc mãi tên của ta sẽ biết. Dương Nghị Vân nói. Vân Trường Sinh kinh ngạc, hắn kỳ thật từ Dương Nghị Vân xuất hiện liền phát hiện, tiểu sư đệ có bất đồng, nhìn quả thực giống như là cái phàm nhân giống nhau,
trên người không hề bất luận cái gì hơi thở, nhưng nguyên nhân chính là vì là loại này bình đạm, mới làm hắn tuyệt đối Dương Nghị Vân càng thêm sâu không lường được. Vốn dĩ muốn hỏi một chút, nhưng rốt cuộc không ở mở miệng, hắn biết tiểu sư đệ một khi đã như vậy hành sự, tự do hắn đạo lý. Ta đây đi rồi. Dương Nghị Vân dứt lời lúc sau, trực tiếp đi ra đại điện, không có phi hành, cũng không có mở ra không gian, liền giống như một người bình thường phàm nhân giống nhau, trực tiếp đi ra ngoài. Vân Trường Sinh nhìn Dương Nghị Vân vẫn luôn nghĩ Vân Môn Sơn Môn mà đi, một đường chậm rãi mà đi, trong tầm mắt rõ ràng có thể nhìn đến hắn thân ảnh, nhưng cảm giác chung lại là hoàn toàn cảm thụ không đến tiểu sư đệ tồn tại. Thẳng đến Dương Nghị Vân thân ảnh biến mất ở tầm mắt lúc sau, Vân Trường Sinh mới lẩm bẩm, hóa phàm vì thần không thành. Dương Nghị Vân một mình đi ra Vân Môn, hắn bên người không mang bất luận kẻ nào, đương nhiên Tiểu Lam ngoại trừ, vẫn luôn ở Dương Nghị Vân trên cổ tay, lấy vòng tay phương thức tồn tại. Hắn nói phải làm cái gương tốt, tự nhiên muốn thực hiện. Dựa theo Đại sư Huynh cách nói, hiện tại toàn bộ tiên giới đều là đại bùng nổ ma đạo tu sĩ cục diệt, hoàn toàn bùng nổ cái loại này, cơ hồ mỗi một cái tiên sơn đều có vài chỗ tà pháp tu sĩ bùng nổ, cũng phát hiện đại lượng đào tạo huyết liên căn cứ. Dương Nghị Vân suy đoán, này 10 năm tới bùng nổ, có khả năng là Cơ Vô Tâm đang âm thầm thúc đẩy, thậm chí còn không chỉ có không có thiếu, ngược lại trải qua 10 năm thời gian sau, tu tà pháp người ngược lại càng ngày càng nhiều. Này ở Dương Nghị Vân nghĩ đến, hẳn là có chút tiên nhân trung quy không có ngăn cản trụ huyết liên công hiệu dụ hoặc, ngược lại ở thanh ma hành động trung luân hãm chính mình. Cho nên càng ngày càng nhiều đi. Này đó đều ở trong dự liệu, rốt cuộc mọi người đều thích lối tắt. Đây cũng là đối đạo tâm khảo nghiệm, tốt xấu đều có. Hắn lần này đi ra ngoài, tự nhiên không phải vì Cơ Vô Tâm mà đi, hoặc là nói là vì nhi tử Dương Tinh Phó mà đi. Một người rời đi Vân Môn, Dương Nghị Vân như một cái khổ hạnh tăng giống nhau mà đi, trèo đèo lội suối, xuyên qua đại giang đại hà. Vô dụng phi hành, chính là không được mà đi, nhưng hắn tốc độ chút nào không chậm, có đôi khi chậm như ốc sên, một cái khe suối muốn mấy cái canh giờ. Có đôi khi lại là vượt qua một cái con sông một bước mà đi. Nhưng có một cái quy luật là bất biến, hắn hành tẩu phương hướng là thẳng tắp, không hề có thay đổi. 10 ngày lúc sau, hắn tiến vào hỗn loạn tiên vực một tòa tiểu thành trì. Quả nhiên là đúng. Dương Nghị Vân đứng ở tên là Phương Thành thành trì trước tự nói. Hắn trong miệng nói rất đúng, chính là một loại xác minh. Cái này xác minh đó là hắn khúc mắc mở ra lúc sau ngộ đạo trực giác. Ra cửa thời điểm trong lòng nghĩ thanh ma việc, cho nên hắn liền thẳng tắp mà đi, hoàn toàn là dựa vào bản tâm đi đi, đi theo tâm đi mà thôi. Tâm như thế nào hắn liền như thế nào làm. Hiện tại tới rồi này tòa phương thành trước, hắn cảm nhận được mãnh liệt oán sát khí, trong tầm mắt thấy được cả tòa phương thành đều bao phủ oán sát. Như thế liền từ này tòa phương thành bắt đầu đi. Dương Nghị Vân tự nói đi bước một đi vào phương trong thành. Kỳ thật nơi này đã tới rồi hỗn loạn tiên vực cực kỳ xa xôi nơi. Càng như là một tòa biên cương chi thành. Nhưng Dương Nghị Vân đi vào phương thành lúc sau, lại là nhíu mày, bởi vì hắn cư nhiên không có phát hiện có cái gì tiên nhân tu sĩ tồn tại. Cả tòa thành trì như là một tòa tử thành. Oán sát khí tràn ngập ở mỗi một chỗ góc. Vừa mới chuẩn bị buông ra thần thức đi xem xét thời điểm, phía sau lại là vang lên một thanh âm nói, ai, tiểu tử không muốn chết chạy nhanh rời đi nơi này. Dương Nghị Vân tức khắc vui vẻ, thậm chí có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu lại đi, lại là một nữ tử xuất hiện. Nhưng là ăn mặc như là một cái nam tử hán giống nhau, hoàn toàn chính là cái nữ hán tử trang điểm. Liếc mắt một cái nhìn lại lại là cái tiểu tiên quân tu vi. Mấy ngàn năm qua hắn đây là lần đầu tiên bị người như thế gọi tiểu tử, nhưng thật ra sửng sốt, ngay sau đó cũng phản ứng lại đây, lại là cảm thấy có ý tứ, cũng minh bạch cái này tiểu tiên quân vì cái gì đối hắn đường đường thiên tôn như thế quát lớn. Đương nhiên cái này quát lớn là ở vì hắn hảo, bởi vì Dương Nghị Vân biết ở cái này tiểu tiên quân trong mắt hắn, hiện tại chính là một phàm nhân. Này cùng hắn khúc mắc biến hóa lúc sau có rất lớn quan hệ, đừng nói cái này tiểu tiên quân, liền tính là hắn sư huynh đám người trong mắt hắn cũng là bình thường lại bất quá bình thường phàm nhân. Không ai có thể nhìn thấu hắn. Dương Nghị Vân cảm thấy có ý tứ chính là hắn quay đầu sau, cái này tiểu tiên quân lại là nhìn đến hắn sau cư nhiên không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc tới. Đây mới là có ý tứ địa phương. Nơi này như cũ ở hỗn loạn tiên vực địa phương, mà hắn Dương Mỗ Nhân đại danh, lẽ ra ở toàn bộ hỗn loạn tiên vực là lớn nhất, cơ hồ có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, bao gồm hắn hình ảnh đều là có người xem qua. Nhưng thực rõ ràng cái này tiểu tiên quân không quen biết hắn,
bất quá cùng hắn hiện tại toàn thân không hề hơi thở là có căn hệ, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ là Càn Khôn Thiên Tôn Dương Nghị Vân. Ngươi là Hỗn Loạn Tiên Vực tiên nhân, Dương Nghị Vân lại là rất có hứng thú. Biết bổn tiên tử là tiên nhân còn không dưới quỳ lạy bái, ngươi cái nho nhỏ phàm nhân lá gan nhưng thật ra không nhỏ, biết nơi này là địa phương nào sao? Muốn sống chạy nhanh rời đi. Dương Nghị Vân trong mắt tiểu tiên quân lại là nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái nói. Cái này Dương Nghị Vân cảm thấy càng có ý tứ, nhìn tiểu tiên quân nói, ngươi không phải cũng là một người tiến đến, dựa vào cường đại oán sát khí tức, nếu là xuất hiện cái gì tà tu, ngươi một người không đối phó được, ta cũng khuyên ngươi rời đi, mạng nhỏ quan trọng nga. Dương Nghị Vân lại là không hề có dây dưa hắn ở cái này tiểu tiên quân trong mắt có phải hay không phàm nhân vấn đề, ngược lại cũng khuyên nàng rời đi. Cái này tiểu tiên quân tức khắc mừng rỡ, nheo lại đôi mắt nhìn Dương Nghị Vân nói, bổn tiên minh bạch, ngươi không phải phàm nhân a, đã hiểu, tiểu tử ngươi cũng là cõng sư môn ra tới vớt chỗ tốt đi. Ha ha, đến bổn tiên tử toàn bộ kém một cái bạn tiểu tử ngươi tới hỗ trợ, chỗ tốt có ngươi một phần, như thế nào? Dương Nghị Vân cảm thấy cái này tiểu tiên quân nhưng thật ra có điểm ý tứ, đơn giản cười nói cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt vượt quá ngươi tưởng tượng, bổn tiên nói cho ngươi a. Nơi này có một chỗ bí mật đào tạo huyết liên căn cứ, phân môn người đều đã tới một lần không phát hiện, nhưng là bổn tiên tử lại là đã điều nghiên địa hình mấy tháng, nơi này tuyệt đối có bí mật căn cứ tồn tại, hơn nữa bổn tiên đại thể đã đoán được địa phương, chỉ cần chúng ta tìm được bí mật này căn cứ, đem bên trong huyết liên bắt được tay, đến lúc đó liền kiếm lớn. Nữ tiên quân nói. Dương Nghị Vân nghe tiểu tiên quân nói chuyện, tức khắc nheo lại mắt nói, ngươi tưởng dùng huyết liên. Tiểu tiên quân trừng mắt nói thí. Bổn tiên tử xuất thân đại môn đại tông, há có thể đi đường tà đạo. Tiểu tử ngươi mới vừa xuất sơn đi, không biết huyết liên giá trị. Ách, đích xác mới vừa xuất sơn rèn luyện, còn thỉnh. Tiên tử chỉ giáo, Dương mẫu nhân lại là lộ ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Tiểu tiên quân nói, 10 năm trước vân môn khởi xướng thanh ma hành động, tiên giới mấy đại trung tâm thế lực lớn liên giác dưới, hợp thành tiên giới thanh ma hạch tâm. Ban phát các loại khen thưởng giết ma đầu cùng tìm được hơn nữa nộp lên trên huyết liên đều sẽ được đến phong phú tiên thạch công pháp từ khen thưởng. Chúng ta chỉ cần tìm được phương thành huyết liên đào tạo căn cứ, được đến bên trong huyết liên, liền có thể đi vân môn hoặc là bất luận cái gì tiên giới đại tông đi lĩnh tiên thạch khen thưởng. Dương Nghị Vân nghe cái này tiểu tiên quân nói chuyện, hắn xem như minh bạch, thả trước không nói vân môn cùng các đại tiên tông thành lập thanh ma thưởng phạt cơ chế, trước mắt cái này tiểu nha đầu tuyệt đối là cái tay mơ. Nhất định cũng là chính như nàng nói hắn, vừa rồi sư môn trộm đi ra tới cái loại này tay mơ. Nàng đem sự tình tưởng quá tốt đẹp. Tà tu ma đạo huyết liên há là dễ dàng như vậy. Bất quá Dương Nghị Vân đối nàng trong miệng theo như lời đào tạo căn cứ lại là có hứng thú, nếu loại này phương thành thực sự có, huyết liên bí mật đào tạo căn cứ tồn tại, vậy cần thiết đi hủy diệt. Trọng điểm là hắn không nghĩ ra vân môn đệ tử đã tới cũng chưa phát hiện. Cái này tiểu tiên quân là như thế nào phát hiện có bí mật đào tạo căn cứ tồn tại. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, hảo ta đáp ứng cùng ngươi cùng nhau, nhưng là ngươi sao có thể xác định nơi này thực sự có huyết liên đào tạo căn cứ. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, đi theo bổn tiên đi đó là, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi chính là. Tiểu tiên quân tự tin nói chuyện, trực tiếp lướt qua Dương Nghị Vân hướng về phía trước đi đến. Dương Nghị Vân có chút cười khổ không được, nhưng vẫn là theo đi lên. Hắn cũng không biết vì cái gì, cảm thấy cái này tiểu tiên quân nói hẳn là sẽ không sai. Nghĩ tới nghĩ lui quy kết tới rồi, chính mình trực giác thượng, hoặc là nói trong lòng. Theo sau đi theo tiểu tiên quân mà đi, hai người một trước một sau, trực tiếp hướng về phương thành chỗ sâu trong mà đi. Trên đường tiểu tiên quân rốt cuộc hỏi ở Dương Nghị Vân xem ra một cái xem như đáng tin cậy vấn đề nói, Quý Tóc Bạc, người tên là gì? Người bổn tiên kêu Quý Như Yên, người có thể kêu bổn tiên Như Yên tiên tử. Dương Nghị Vân cười cười, ta kêu Dương Nghị Vân. Thuận miệng mà ra. Nhưng là ngay sau đó, Quý Như Yên lại là bỗng nhiên xoay người dừng lại, sắc mặt trầm xuống dưới nói, nếu lựa chọn cùng ta Quý Như Yên lâm thời tổ đội, làm người liền phải thành thật, bổn tiên liền chán ghét các ngươi như vậy dối trá một đám người, Dương Nghị Vân đó là người nào? Đó là đường đường Càn Khôn Thiên Tôn, đúng vậy bổn tiên thần tượng, đừng tưởng rằng đem chính mình tóc biến thành màu trắng chính là Càn Khôn Thiên Tôn Dương Nghị Vân. Có biết hay không ngươi đây là đối trong lòng ta nam thần vũ nhục? Có biết không tiên giới giả mạo Dương Nghị Vân những người đó đều là cái gì kết cục? Nói cho ngươi, đều bị người đánh hồn phi phách tán, bổn tiên khuyên ngươi tiểu tử đừng giả mạo Càn Khôn Thiên Tôn,
nếu không ngươi ta hợp tác dừng ở đây, hừ. Ách Dương Mẫu Nhân mộng bức, hắn nhìn vẻ mặt uy hát yêu ta 10 phần Quý Như Yên, trong lòng dở khóc dở cười, hắn thành thành thật thật báo chính mình tên, lại là không nghĩ tới bị Quý Như Yên như thế thật lớn phản ứng. Không nghĩ tới hắn đụng phải chính mình một cái thiết phấn. Nam thần, ta khi nào ở tiên giới như thế nổi danh? Thoạt nhìn ở nữ tiên nhân cảm nhận chung địa vị không thấp a. Rất muốn biện giải một chút, nhưng là nhìn Quý Như Yên giết người giống nhau ánh mắt, lời nói đến bên miệng Dương Mẫu Nhân cười khổ nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi nam thần, ta tên thật kêu Dương Tinh Phó. Dương Nghị Vân lời nói đến bên miệng lại là nói ra nhi tử Dương Tinh Phó tên, cũng coi như là nội tâm đối nhi tử một loại khúc mắc. Này liền đúng rồi sao, thành thật kiên định làm nhân tu luyện, đem Dương Nghị Vân trở thành mục tiêu tu luyện thần tượng là đúng, nhưng là không cần giả mạo hắn, đi rồi Quý Như Yên rốt cuộc nở nụ cười. Dương Nghị Vân là thật hết chỗ nói rồi, hắn không nghĩ tới một ngày kia, hắn cư nhiên còn có bị người trở thành giả mạo chính mình thời điểm. Nhưng lại nói tiếp, hết thảy đều là hắn cho rằng cái này tiểu tiên quân có ý tứ, cũng là thuận theo bản tâm ở đi mà thôi. Kế tiếp cùng Quý Như Yên nói chuyện với nhau dần dần nhiều lên, ở Dương Nghị Vân nhìn đến Quý Như Yên chính là một cái ở sư môn bị sủng hư nha đầu, cũng trước nay không ra cửa du lịch quá, đối hết thảy sự vật đều ôm có ảo giác, tràn ngập tin tưởng. Tỷ như Dương Nghị Vân lời nói khách sáo mới biết được, nàng sở dĩ một người tới nơi này, là bởi vì nàng nghe được sư môn trưởng bối nói chuyện, nói là ở chỗ này tìm được rồi một chỗ huyết liên bí mật đào tạo căn cứ, địa phương thực bí ẩn, vân môn đệ tử tiến đến cũng chưa phát hiện. Nàng sư môn chuẩn bị tiến đến nơi này rửa sạch bí mật này huyết liên căn cứ, đạt được này một phần đại công lao, nhưng Quý Như Yên nha đầu này lại là nghe được lúc sau, trộm chạy tới, căn bản không cùng sư môn người cùng nhau, không thể không nói lá gan đại, hoặc là nói là thiên chân. Một đường đi tới Dương Nghị Vân sắc mặt càng ngày càng trầm, hắn phát hiện phương thành trong vòng mặc kệ tiên phàm người trên cơ bản đều không tồn tại, giống như đoạn làm tiên sơn lúc trước giống nhau, tựa hồ bị huyết tế quá giống nhau. Dù sao là một tòa tử thành, cũng không biết đã chết nhiều ít sinh linh. Cơ vô tâm mang đến tà pháp tu luyện, nguy hại không chỉ là cơ vô tâm một người, một ít tu luyện cơ vô tâm tà pháp người, có lẽ đã thành tiếp theo cái cơ vô tâm, một khi bại lộ ra tới, cả tòa thành trì sinh linh đã bị hiến tế. Đáng chết a! Dương Nghị Vân trong lòng mắng. Hắn biết nếu không nhanh chóng bình ổn đi xuống, không chừng tiên giới sẽ càng ngày càng loạn, sẽ chết càng nhiều người. Nháy mắt hắn đi theo Quý Như Yên phía sau, đi tới một chỗ rách nát sân trước, thoạt nhìn như là nào đó gia tộc từ đường giống nhau. Tới rồi. Lại là Quý Như Yên mở miệng nói chuyện. Dương Nghị Vân ánh mắt đảo qua, không phát hiện nơi này có cái gì quỷ dị bất đồng. Nhìn không được nói, nơi này cũng không có gì bất đồng a, ngươi xác định nơi này có huyết liên căn cứ. Đi theo ta đi. Đó là Quý Như Yên không trả lời Dương Nghị Vân, trực tiếp đi vào phế tích sân. Ánh mắt đánh giá một vòng, tới rồi sân một ngụm giếng cổ nơi, lúc này mới nói, chính là nơi này, ta nghe ta sư bá nói qua, chính là này khẩu giếng cổ phía dưới tồn tại huyết liên căn cứ, vân môn đệ tử không phát hiện, là bởi vì có trận pháp che chắn hơi thở, đi theo ta nhảy xuống đi xem. Dứt lời chi gian, nhà đầu này lại là thình thịch một chút trực tiếp nhảy vào giếng cổ. Dương Nghị Vân nheo mắt, thật là, vô ngữ, nói thầm một tiếng hắn cũng nhảy vào giếng cổ chung. Hắn là sợ nha đầu này có hại. Tiến vào giếng cổ lúc sau, quả nhiên Dương Nghị Vân phát hiện trong nước có nhàn nhạt pháp lực dao động, thật là có thể ngăn cách hơi thở trận pháp dao động. Hơn nữa nước giếng là chân chính nước giếng, nếu không cẩn thận xuống dưới xem xét, thật đúng là rất khó phát hiện, này khẩu giếng có trận pháp dao động tồn tại. Quý Như Yên ở phía trước, vẫn luôn hướng về giếng thâm mà xuống tìm, Dương Nghị Vân đi theo nàng phía sau, hai người một trước một sau mà xuống. Ngắn ngủn 3 phút liền thâm nhập đáy giếng 100 mét, lúc này cũng nhìn đến, này khẩu giếng cổ dưới lại là có trời đất khác, cũng tin tưởng Quý Như Yên lời nói là thật. Tới rồi đáy giếng dưới, thấy được một phiến cửa đá, hai người đặt chân nơi cũng to rộng bình thản, là bị người hậu thiên mở ra tới. Một tôn tôn kỳ lạ thạch hình thú thành cổ xưa trận pháp, hiển nhiên là trấn áp cửa đá hơi thở cổ trận, nếu là không xuống dưới, thật đúng là phát hiện không được này khẩu giếng cổ dưới có trời đất khác. Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn chi ngôn nhìn về phía cửa đá, ngay sau đó hắn híp lại khởi hai mắt, lúc này Quý Như Yên liền phải tiến lên, lại là bị Dương Nghị Vân một phen ngăn trở xuống dưới. Ngươi làm cái gì? Quý Như Yên không rõ nguyên do nhíu mày, nàng bị Dương Nghị Vân kéo lấy tay cổ tay rất bất mãn.
Giờ phút này Dương Nghị Vân cười tủm tỉm nói, quý tiên tử cửa đá có trận pháp, ngươi liền như vậy tiến lên sao? Có, sao, quý Như Yên vẻ mặt ngươi đừng gạt ta bộ dáng. Đánh ra một đạo pháp lực thử xem chẳng phải sẽ biết. Dương Nghị Vân nói, quý Như Yên chỉ là một cái tiểu tiên quân, căng chết là tiên quân đại viên mãn, đối với một ít cao giai trận pháp lấy nàng tu vi chính mình cảm giác không ra. Ở Dương Nghị Vân trong mắt cái này trận pháp ít nhất là thông ngộ cấp bậc cường giả thủ đoạn, tiểu nha đầu tùy tiện mà đi, chỉ biết thiệt thòi lớn. Trên thực tế trận này huyền ảo, ngay cả Dương Nghị Vân một chốc cũng nắm lấy không ra. Như thế tình huống chính hắn muốn cản một chút. Oanh! Ở Dương Nghị Vân dứt lời lúc sau, quý Như Yên mang theo bán tín bán nghi đối với cửa đá đánh ra một đạo pháp lực, quả nhiên tại hạ một khắc cửa đá thượng huyết quang bùng nổ, một cổ thật lớn bắn ngược dựng lên. A! À. Quý Như Yên dọa thét chói tai, lại là theo bản năng phất tay ngăn cản. Không có việc gì. Bên tai vang lên Dương Nghị Vân thanh âm. Lúc này Quý Như Yên mở hai mắt, mới phát hiện quả nhiên không có việc gì, hết thảy đều còn cùng vừa rồi giống nhau, cửa đá như cũ. Nàng lại là không biết, vừa rồi trận pháp phản phệ, bị Dương Nghị Vân vung tay lên nháy mắt hóa giải, hơn nữa Dương Nghị Vân mạnh mẽ phá rớt trận pháp. Thật không có việc gì. Quý Như Yên ngây ngốc nói. Đi tiến lên đẩy cửa đi, Dương Nghị Vân ý bảo Quý Như Yên tiến lên đẩy cửa. Nhà đầu này cũng là thật hù cái loại này tính cách, dù sao cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên đối với cửa đá chính là một đạo pháp lực. Ầm vang! Một tiếng nặng nề lúc sau cửa đá quả nhiên mở ra. Nhưng mở ra sau, bên trong cũng không phải trong tưởng tượng trực tiếp xuất hiện một cái thạch thất hoặc là mặt khác không gian, lại là xuất hiện một cái xoay tròn oán sát chi môn, ngăn cách đáy giếng nước giếng. Này làm sao bây giờ? Quý Như Yên có điểm há hốc mồm. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói, quả nhiên là oán sát, này thuyết minh người nói chính là thật sự, cái này oán sát chi môn sau lưng, vô cùng có khả năng chính là một chỗ đào tạo huyết liên căn cứ, không có gì nguy hiểm, đi thôi, có thể trực tiếp đi vào. Lúc này Dương Nghị Vân nói chuyện, trực tiếp đi đầu một bước bước vào oán sát lốc xoáy chung. Ai ai ai, người từ từ ta, đừng nghĩ đoạt công lao a. Quý Như Yên kêu to lại là theo đi lên. Dương Nghị Vân toàn thân có nhàn nhạt 10 sắc đạo chủng vầng sáng lập lòe, trực tiếp xuất hiện ở một cái ngầm hang động đá vôi chung, thoạt nhìn cùng năm đó ở tán tiên không gian nhìn thấy cái kia mà xuống đất cung cùng loại hoàn cảnh. Nhưng nơi này quy mô càng thêm khổng lồ. Hắn cả người đều là run lên, trong tầm mắt chậm rãi đều là đại lưu, mỗi một ngụm đại lưu chung đều là một khối thây khô, luận số lượng đạt tới 10 vạn nhiều. Chẳng qua không có một đóa huyết liên tồn tại, thực hiển nhiên bị người trước tiên thu. Nơi này quy mô quá lớn. Dương Nghị Vân xem xét bên người một chỗ đại lưu, lại là phát hiện đại lưu chung thi thể lại không phải phàm nhân chi khu, cư nhiên là tiên nhân chi khu. Cái này làm cho hắn mày càng nhăn càng sâu. Nơi này xuất hiện huyết liên căn cứ, vượt quá hắn ngẫm lại, cư nhiên dùng tưởng tiên nhân chi khu tới đào tạo huyết liên, thật đúng là danh tác. Là ai? Dương Nghị Vân trước tiên nghĩ tới Cơ Vô Tâm. Nhưng ngay sau đó có lắc lắc đầu, phủ định cái này ý tưởng, hắn xem xét một chút nơi này thây khô tử vong thời gian hẳn là ở ngàn năm phía trước đi, Cơ Vô Tâm cuối cùng xuất hiện là ở đoạn làm tiên sơn, mới qua đi mười mấy năm mà thôi. Thời gian thượng không khớp. Đáng sợ nhất chính là nơi này đào tạo huyết liên chính là tiên nhân chi khu, hắn ở tán tiên không gian Hồng Diệp Sơn nhìn thấy còn lại là phàm nhân. Tiên phàm chi gian chênh lệch lại là khác nhau một trời một vực, đồng dạng đào tạo ra tới huyết liên tất nhiên công hiệu uy lực tăng nhiều, sở tu tà đạo hạng người, tất nhiên cũng sẽ có cường đại tu vi thực lực ra tới. Dương Nghị Vân hiện tại ngẫm lại, Cơ Vô Tâm chưa chắc sẽ là một trong số đó, hắn tản ra tới tu luyện tà pháp, cùng đào tạo ra tới huyết liên tất nhiên sẽ tạo thành ra tới một ít cường đại hạng người. Điểm này là tất nhiên. Cũng không biết nơi này lấy 10 vạn tiên nhân chi khu đào tạo ra tới huyết luyện sẽ tạo thành ra kiểu gì cường đại, là người phương nào. Quan sát đến nơi này hoàn cảnh, Dương Nghị Vân sắc mặt ngưng trọng, tiên giới ma đạo truyền bá tình huống muốn vượt qua hắn đoán trước, chưa chừng sẽ xuất hiện mấy cái như Cơ Vô Tâm giống nhau đại ma đầu cũng là có khả năng. Hơn nữa chút nào không khoa trương. Nơi này không phát hiện huyết liên a. Quý Như Yên đã đi tới tự nói, từ trong giọng nói xem hiển nhiên nàng gặp qua huyết liên. Đối Quý Như Yên cái này tiểu tiên quân Dương Nghị Vân là có chút vô ngữ, thiên chân vô tà nói chính là nàng loại người này, nhìn qua không hề có giang hồ kinh nghiệm, một người trộm chạy ra, tìm kiếm bực này bí mật nơi, nếu không phải gặp phải hắn ở vừa rồi đại trận phỏng chừng liền treo.
hiện tại lại là nghe tới cư nhiên nhận thức Huyết Liên. Người gặp qua Huyết Liên, Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói. Quý Như Yên nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện, quay đầu vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi ngày đầu tiên rời núi A, hiện giờ tiên giới các nơi đều là tà ác Huyết Liên tin tức, người đi bất luận cái gì thành trì nơi đều có đối, Cơ Vô Tâm cùng hắn tà pháp tuyên truyền. Ách Dương Nghị Vân không lời nào để nói, hắn biết hắn hỏi một cái thực ngu ngốc vấn đề. Tóc bạc ngươi xem bên kia là cái gì? Nói chuyện chi gian Quý Như Yên lại là ngón tay nơi xa, chính mình chạy trước qua đi. Trở về. Dương Nghị Vân hô một tiếng, nhưng nhà đầu này một cái lắc mình cũng đã đi xa. Thật là cái làm cho người ta không nói được lời nào nha đầu. Dương Nghị Vân bất đắc dĩ tự nói lại là đuổi theo. Cái này địa phương thoạt nhìn không có Huyết Liên tồn tại, cũng không có phát hiện có cái gì tà tu, nhưng dù sao cũng là một chỗ đào tạo Huyết Liên bí mật căn cứ, bực này địa phương cũng không phải là cái gì thiện mà, chưa chừng sẽ có cái gì sinh linh. Trong nháy mắt, Dương Nghị Vân cùng Quý Như Yên đi tới 10 vạn thây khô nơi trung ương, lại là thấy được một cái tế đàn. Xuất hiện tế đàn không có gì kỳ quái, nhưng nơi này lại bất đồng, bởi vì ở tế đàn thượng bọn họ hai cái thấy được có một người. Một người đầy đầu huyết phát lão giả, nhìn qua gầy như củi đốt, không hề hơi thở. Nhưng Dương Nghị Vân lại là phát hiện, người này cũng không phải cái gì thây khô, lại còn có tồn tại. Quý Như Yên là cái mã đại khờ, cũng chút nào không sợ. Nhảy thượng tế đàn, mang theo tò mò hướng về khoanh chân ngồi ở tế đàn lão giả thấu qua đi. Trở về. Dương Nghị Vân vung tay lên, Quý Như Yên như là chim nhỏ giống nhau bị hắn chộp vào trong tay. A! À, Quý Như Yên kinh hô một tiếng, nàng lúc này đôi mắt trừng lớn, lại là bị Dương Nghị Vân chộp trong tay. Lúc này nàng rốt cuộc biết Dương Nghị Vân đều không phải là hắn trong tưởng tượng ẩn tàng rồi tu vi tiểu tu sĩ. Mà là cho rằng cường giả chân chính, bởi vì ở vừa rồi chảo nàng hơi thở tựa hồ so với nàng sư phụ đều cường đại. Ngươi, nàng trừng mắt mắt phượng nhìn Dương Nghị Vân nửa ngày nói không nên lời nói, nguyên bản cho rằng tóc bạc chính là tiểu tu sĩ, không nghĩ tới là cái cao thủ. Đây là điểm tâm đáy giếng ếch xanh, nàng chính mình nhìn đến bao lớn thiên, liền cho rằng người khác cũng cùng nàng giống nhau. Tiểu nha đầu đường cũ quay trở lại, muốn sống liền mau rời khỏi nơi này. Dương Nghị Vân xem đều không xem Quý Như Yên liếc mắt một cái, trực tiếp đem nàng vung tay lên ném nhập khẩu chỗ. Bởi vì Dương Nghị Vân phát hiện tế đàn thượng lão giả mở hai mắt, sống lại đây. Hoặc là nói hắn vốn dĩ liền tồn tại, chỉ là tiến vào một loại yên tĩnh tu luyện trạng thái chung, làm người vừa thấy dưới liền tưởng cái người chết thây khô. Nếu đổi thành bị người, khả năng thật sự sẽ trở thành thây khô người chết, nhưng ở Dương mẫu nhân trong mắt, hết thảy đều trốn bất quá hắn hai tròng mắt. Từ nhìn đến tế đàn bắt đầu, hắn liền phát hiện cái này lão giả người là cái người sống, hiện tại chẳng qua là bởi vì hắn cùng Quý Như Yên xâm nhập mà sống lại đây. Hô! Một ngụm bật hơi thanh từ lão giả trong miệng thốt ra. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến lão giả đứng lên, toàn thanh phát ra một trận bùm bùm thanh âm. Dương Nghị Vân đứng ở tế đàn bên cạnh, khoảng cách lão giả 20-30 mễ, lại là ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả, trên mặt chút nào bất biến. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, người này rốt cuộc là thứ gì? Không người không quỷ, không tiên không yêu, dù sao oán sát khí thực trọng, thật là Cơ Vô Tâm kia một mạch tà pháp hơi thở. Không hề nghi ngờ nơi này số lấy 10 vạn cấp tiên nhân thây khô, vô cùng có khả năng đều là bị cái này lão giả đào tạo thành Huyết Liên cấp dùng. Dương Nghị Vân cảm nhận được trừ bỏ oán sát khí ngoại, đối phương trên người cư nhiên còn có một cổ cường đại lực lượng tinh thần, hoặc là nói là tinh thuần thần hồn chi lực tồn tại đi. Loại này lực lượng năm đó ở Cơ Vô Tâm trên người cũng tồn tại, chỉ là năm đó không quá để ý, thời điểm hắn nghĩ tới Cơ Vô Tâm sở dĩ vài lần có thể từ trong tay hắn tránh được đi, hơn phân nửa vấn đề ở cường đại tinh thần lực thượng. Hiện tại có thể so với Cơ Vô Tâm trên người tinh thần lực cư nhiên ở cái này lão giả trên người cũng xuất hiện, này thuyết minh lấy tiên nhân đào tạo mà ra Huyết Liên công hiệu xa xa cường đại quá phàm nhân. Tuy rằng ở cảm giác chung cái này lão giả hơi thở so Cơ Vô Tâm nhược một ít, khá vậy kém không lớn. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm cái này lão giả. Mà lão giả nhìn như hoạt động một chút gân cốt lúc sau cũng ở đánh giá hắn, ngay sau đó lão giả hai tròng mắt huyết sắc bỗng nhiên đại tác phẩm, lại là không thấy hắn há mồm nói chuyện, nhưng thanh âm khàn khàn thanh âm lại mới trong cơ thể vang lên. Hơn nữa một mở miệng, khiến cho Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn nhận thức hắn. Dương Nghị Vân, cạc cạc cạc, ngươi cư nhiên thật là Dương Nghị Vân. Hảo, lão phu vốn dĩ muốn đi tìm ngươi,
không nghĩ tới ngươi cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới, thật tốt, ta Tây Môn gia tộc huyết hải thâm thù, hôm nay liền tìm ngươi báo đi. Lão giả miệng không hiểu, lại là từ trong cơ thể nói chuyện. Dương Nghị Vân kinh ngạc lúc sau, theo bản năng nói, ngươi nhận thức ta. Ngươi là người phương nào? Lão giả huyết lơ mơ phiêu nói, cạc cạc cạc, tiểu tử năm đó ngươi ở hỗn loạn tiên thành, diệt hắn hỉ Tây Môn gia tộc sự nhanh như vậy liền quên mất. Lão phu Tây Môn Thác, năm đó ra ngoài may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng lại tận mắt nhìn thấy ngươi hủy diệt ta Tây Môn gia tộc, thù này ngươi quên mất, lão phu nhưng không quên. Năm đó tìm ngươi báo thù, lão phu biết là chịu chết, nhưng lại cơ duyên dưới tiếp xúc tới rồi cơ vô tâm ma chủ vô thượng công pháp, mấy ngàn năm qua đi, lão phu rốt cuộc thần công đại thành, nguyên bản ít ngày nữa liền phải xuất quan mà đi tìm tiểu tử ngươi, không trước hết nghĩ đến ngươi chủ động đưa tới cửa tới, ha ha ha. Dương Nghị Vân nghe thật tự xưng Tây Môn Thác lão giả nói chuyện, rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì như vậy cùng hắn nói chuyện, quả nhiên vẫn là người quen. Đích xác năm đó hỗn loạn tiên thành hắn diệt sát quá Tây Môn gia tộc, nhưng là không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ thiếu năm đó Tây Môn gia những cái đó cao tầng cao thủ, nghe tới cái này Tây Môn Thác là Tây Môn gia tộc cao tầng, chỉ là năm đó ra ngoài tránh thoát một kiếp, cuối cùng tiếp xúc tới rồi cơ vô tâm tà pháp, mới có hôm nay việc. Thật đúng là nhân quả tuần hoàn a. Tìm bí mật đào tạo huyết liên căn cứ, đụng phải lão kẻ thù. Dương Nghị Vân minh bạch lúc sau cười nói, người xác định có thể báo thù. Tế đàn thượng hai người ở đối thoại, nhưng nơi xa Quý Như Yên lại là nghe được, hơn nữa rành mạch, nàng hiện tại mãn đầu óc đều là ba chữ, Dương Nghị Vân. Hắn thật là Dương Nghị Vân. Càn Khôn Thiên Tôn Dương Nghị Vân. Vân Môn Chi Chủ, ta Quý Như Yên cảm nhận trung thần tượng nam thần Dương Nghị Vân. Quý Như Yên biết là thật sự, bởi vì lời này là nếu thượng hơi thở cường đại lão giả nói ra, cẩn thận ngẫm lại phía trước Dương Nghị Vân chính mình báo danh thời điểm, tựa hồ cũng nói qua hắn kêu Dương Nghị Vân, chỉ là bị nàng mắng một đốn, còn nói bằng không toát ra thần tượng. Hiện tại sống sờ sờ thần tượng xuất hiện. Quý Như Yên trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Nàng không chỉ có không sợ, ngược lại không đi rồi, liền đãi tại chỗ, cách lão viện quan khán Dương Nghị Vân. Này không nói Quý Như Yên cái này thần kinh đại điều nha đầu, tại đây loại hoàn cảnh hạ không chỉ có không đào tẩu, ngược lại lưu lại cách thật xa quan sát đến Dương Nghị Vân cùng tế đàn thượng Tây Môn Thác. Không thể không nói nàng là thiệt tình đại. Nhưng Dương Nghị Vân cũng không tinh lực đi cố kỵ nàng, lúc này trong mắt chỉ có Tây Môn Thác. Hắn cũng không nghĩ tới có một ngày, năm đó Tây Môn gia tộc còn sẽ ra tới một cái bực này tà ma. Mà Tây Môn Thác lại cũng là một cái nảy sinh ác độc nhân vật. Cái này không gian 10 vạn khẩu đại lưu, đại biểu 10 vạn tiên nhân bị hắn đào tạo thành huyết liên dùng để tu luyện tà công. Nghe Dương Nghị Vân nói ra một câu, người xác định có thể báo thù nói, Tây Môn Thác lại là cuồng tiếu lên. Ha 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 ha, âm chắc chắc tiếng cười to vang vọng ở toàn bộ không gian. Ngay sau đó tiếng cười đình chỉ, Tây Môn Thác âm trầm nói, tiểu tử lão phu hôm nay khiến cho ngươi kiến thức, lão phu thủ đoạn, giết ngươi như sát gà mà thôi. Một phen lời nói ở Tây Môn Thác trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ. Lại tràn ngập tự tin, này chỉ có thể thuyết minh, Tây Môn Thác đối thực lực của chính mình có rất cường đại tin tưởng. Nhưng là Dương Nghị Vân một khi đã như vậy chấn định, chẳng lẽ liền không tự tin? Hoàn toàn tương phản, Dương Mỗ Nhân là nhìn trước mắt Tây Môn Thác, hai tròng mắt chung mang theo diễn ngược chi ý, như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Tây Môn Thác. Rốt cuộc Dương Mỗ Nhân nhìn không được nói, Tây Môn Thác đúng không? Ngươi liền không hỏi xem bản tôn hiện giờ là cái gì tu vi. Ngươi nhưng đừng còn sống trong quá khứ a. Cạc 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 Tây Môn Thác âm chắc chắc cười nói, tiểu tử thật sự cho rằng lão phu cái gì cũng không biết sao. Đích xác a, tiểu tử ngươi hiện tại là danh mãn tiên giới Càn Khôn Thiên Tôn, nhưng... thì tính sao, lão phu chẳng lẽ sẽ sợ ngươi không thành, hừ. Âm âm âm. Theo Tây Môn Thác một tiếng hừ lạnh rơi xuống, trên người hắn vang lên tiếng gầm rú. Tận trời oán sát khí lại là không ngừng leo lên. Lúc này Dương Nghị Vân lại là sắc mặt hơi đổi, buột miệng thốt ra nói, lại là một tôn thiên tôn cấp bậc tà ma, khó trách như thế kiêu ngạo. Đích xác Tây Môn Thác lúc này trên người phát ra mà ra hơi thở, không thể so cơ vô tâm nhược nhiều ít, không hề nghi ngờ thiên tôn cấp bậc. Biết liền hảo, chịu chết đi. Tây Môn Thác cười lạnh một tiếng, lại là bỗng nhiên chấn động, toàn thân xuất hiện nùng liệt huyết phụ oán sát cuốn tịch hướng Dương Nghị Vân. Che trời căn bản là vô góc chết đi tránh né. Ngay lập tức đem Dương Nghị Vân cấp bao vây ở oán sát chung. Nơi xa Quý Như Yên thấy như vậy một màn lại là khẩn trương lên,
lỗ mãng quỷ giống nhau tiểu nha đầu, không cần suy nghĩ liền phải xông lên đi. Nhưng là lúc này vẫn luôn trắng nõn tay ngọc xuất hiện ở nàng bả vai đem nàng ngăn lại, nha đầu ngoan ngoãn đợi, loại này cấp bậc chiến đấu, cũng không phải là ngươi có thể cắm được với tay. Quý Như Yên nghe tiếng đại hỉ, sư phụ, sư bá, quay người lại là một nam một nữ hai cái trung niên nhân xuất hiện, rất là nàng sư phụ cùng sư bá. Không muốn sống tiểu nha đầu, trộm chạy ra, làm vi sư lo lắng, phải bị tội gì. Tuổi chừng 40 nữ nhân chừng mắt Quý Như Yên của trách, nhưng mặc cho ai cũng nghe đến ra tới, trong giọng nói tràn ngập đối Quý Như Yên sùng ái. Nghe lén ta và ngươi sư phụ nói chuyện, ngươi nhà đầu này lá gan không nhỏ, cư nhiên một người trộm chạy tới như thế hiểm địa, trở về quan ngươi 1000 năm lại nói. Trung niên nam tử cũng là quát lớn Quý Như Yên. Sư phụ sư bá đệ tử biết sai rồi sao, nhưng là các ngươi có thể hay không giúp Dương Nghị Vân a? Hắn bị oán sát khí cấp cắn nuốt đi vào, Quý Như Yên còn lo lắng Dương Nghị Vân. Ngươi nhà đầu này liền ngừng nghỉ điểm đi, liền tính là vi sư cùng ngươi sư bá thêm cùng nhau, cũng trộn lẫn không được loại này cấp bậc chiến đấu, ngươi liền ngoan ngoãn đãi tại đây nhìn xem liền hảo, thả yên tâm, Càn Khôn Thiên Tôn Dương Nghị Vân là người phương nào, há có thể bị oán sát cấp vây khốn. Quý Như Yên sư phụ nói. Nghe được sư phụ nói chuyện, Quý Như Yên ngẫm lại cũng là, trong truyền thuyết Càn Khôn Thiên Tôn Dương Nghị Vân đặc biệt là như vậy buồn ngủ quá. Về Dương Nghị Vân nghe đồn ở tiên giới thật sự quá nhiều, đều nói Dương Nghị Vân là tiên giới đệ nhất nhân, tu vi thông huyền, tên ma đầu kia Tây Môn Thác đặc biệt là thiên tôn đối thủ. Đích xác như sư phụ lời nói, nàng nếu là qua đi chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì, còn không bằng ở chỗ này nhìn. Ngừng nghỉ lúc sau, Quý Như Yên lúc này mới hỏi, sư phụ sư bá các ngươi như thế nào tới? Thật là hậu chi hậu giác điển phạm a, Quý Như Yên sư bá cười khổ lắc đầu. Ngọc Linh Tử cũng chính là Quý Như Yên sư phụ hắc mặt nói, còn không phải là vì ngươi cái nha đầu thúi, chưa từng ra quá sơn, cư nhiên một người lén chạy ra ngoài, nếu không phải hỏi ngươi dưỡng linh điểu, vi sư còn không biết ngươi cư nhiên nghe lén ta và ngươi sư bá nói chuyện, chạy tới hỗn loạn thiên vực tìm kiếm huyết liên bí địa, thật là vô pháp vô thiên ngươi. Quý Như Yên trừng mắt, trong đầu vang lên nàng chăn nuôi một con linh điểu, a nguyên lai là sú bách linh bán đứng ta, đều làm nàng đừng nói cho sư phụ. Xem ta trở về như thế nào thu thập nó. Ngọc Linh Tử trầm giọng nói, nhà đầu chết tiệt kia ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi, ngươi lần này là vận khí nghịch thiên, đụng phải Càn Khôn Thiên Tôn Dương Nghị Vân, nếu là bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng, xảy ra chuyện gì, làm vi sư như thế nào không làm thất vọng cha mẹ ngươi. Ách, sư phụ đệ tử biết sai rồi, Quý Như Yên thấy sư phụ sinh khí lại cũng không dám nói chuyện, trực tiếp nhận sai. Liền ở Quý Như Yên cùng sư phụ ba người nói chuyện hết sức, bên kiệu án sát chung lại là vang lên Tây Môn Thác tiếng kêu thảm thiết. A, à, Tây Môn Thác tiếng kêu thảm thiết đâm thủng màng tai. Oán sát chung kim quang vạn trượng. Ngay lập tức chi gian bao vây Dương Nghị Vân oán sát ở tư tư rung động trung tan thành mây khói, lại là trực tiếp bị kim quang cấp phá tan. Dương Nghị Vân toàn thân lập lòe kim quang bình yên vô sự xuất hiện tại chỗ. Ngược lại là đầy đầu huyết phát Tây Môn Thác có chút chật vật. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, thối lui đến tế đàn bên cạnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Nghị Vân. Tây Môn bản dập tới tưởng cấp Dương Nghị Vân một cái dạ oai phủ đầu, thúc giục oán sát khí trong thời gian ngắn đem Dương Nghị Vân bao vây đi vào, không nghĩ tới Dương Nghị Vân toàn thân bùng nổ mà ra kim cương đạo đạo đều chí dương chí cương, hơn nữa mang theo lôi đình hơi thở, một chút liền đốt cháy hắn oán sát, ngược lại làm hắn ăn một cái tiểu mệt. Giờ phút này Tây Môn Thác là không thể tin. Hắn rõ ràng đều là đột phá tu vi cảnh giới cực hạn, thông ngộ lúc sau có thể so với thiên tôn tu vi, hơn nữa tu chính là cơ vô tâm đại pháp, như thế nào ở Dương Nghị Vân tiểu tử này trên tay một cái qua lại cũng chưa chống đỡ, đã bị hắn bức lui. Cái này làm cho Tây Môn Thác sắc mặt khó coi, lại là càng thêm phẫn nộ rồi. Nhìn Dương Nghị Vân Tây Môn Thác giận dữ hét, hảo hảo hảo, Dương Nghị Vân lão phu không có thời gian cùng ngươi háo đi xuống, này liền đưa ngươi lên đường, chịu chết đi. Nói chuyện Trung Quốc và phương Tây Môn Thác ầm ầm biến mất ở tại chỗ. Mà Dương Nghị Vân tắc cũng là lẩm bẩm, đồng dạng ta cũng không muốn cùng ngươi háo đi xuống. Hắn biết Tây Môn Thác đã tới rồi hắn phía sau. Đích xác Tây Môn Thác là có thể so với thiên tôn cấp bậc tà ma, nhưng chung quy muốn so cơ vô tâm kém một đường, cho nên Dương Nghị Vân căn bản liền không đem hắn trở thành là một mâm đồ ăn. Hắn chỉ là muốn thử xem, lấy tiên nhân huyết nhục nuôi nấng ra tới tà tu có cái gì bất đồng. Sự thật chứng minh, đích xác có điểm ý tứ,
như Tây Môn Thác oán sát chi lực chung liền càng thêm âm lãnh, hơn nữa tinh thần lực rất cường đại. Ở Dương Nghị Vân trong mắt Tây Môn Thác duy nhất có thể cùng hắn đối cầm chính là tinh thần lực. Đến nỗi oán sát chi lực, liền tính là Cơ Vô Tâm cũng không sợ chút nào. Hắn đạo chủng chi lực hợp nhất, nhưng phá thế gian vạn pháp. Đến nỗi cường đại tinh thần lực. Đối hắn hiện tại tới nói, cũng chính là như vậy hồi sự. Bởi vì hắn từng có một lần ngộ đạo lúc sau, vận mệnh chú định tựa hồ nhìn thấu rất nhiều pháp cùng lực, thẳng tới bản chất. Tuy rằng trước mắt hắn còn ở tiếp tục tiến thêm một bước thâm nhập thể ngộ loại này biến hóa, nhưng trước mắt tới nói đúng phó một cái Tây Môn Thác là không hề áp lực. Lần này ra tới chính là vì xác minh cùng tiêu hóa chính mình sở lĩnh ngộ thiên đạo. Trong nháy mắt hắn cảm nhận được Tây Môn Thác biến mất lúc sau xuất hiện ở hắn phía sau, giờ phút này Dương Nghị Vân khóe miệng mang theo ý cười, lại vẫn là xem đều không xem chỗ sâu trong một bàn tay đi, trực tiếp đối với phía sau xoay người chộp tới. Ngay sau đó toàn bộ thiên địa đều bình tĩnh. À, bởi vì Tây Môn Thác thân hình hiện hóa ra tới. Hình ảnh giống như là Tây Môn Thác cổ đưa đến Dương Nghị Vân trong tay giống nhau. Kỳ thật lại không phải đơn giản như vậy. Chỉ có Tây Môn bản dập nhân tài biết vừa rồi là cỡ nào khủng bố, hắn ở đánh lén Dương Nghị Vân thời điểm, lại không nghĩ rằng Dương Nghị Vân bỗng nhiên xoay người, một tay đối với hắn chộp tới, nhìn như không hề pháp lực tay chộp tới, Tây Môn Thác lại phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp tránh né, mặc kệ hắn như thế nào giãy giụa, khủng bố chính là đều không rời đi Dương Nghị Vân một chảo tay. Cuối cùng cổ gắt gao bị Dương Nghị Vân nắm, chỉ có thể phát ra a a thanh. Đáng sợ chính là Tây Môn Thác cư nhiên phát hiện hắn toàn thân đều không thể động đậy, Dương Nghị Vân nắm hắn cổ này chỉ tay lại là truyền đến không thể ngăn cản ngũ hành lực lượng, hắn Tây Môn Thác lúc này giống như là một con kiến. Không hề sức phản kháng, mặc kệ hắn như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì, một tiếng pháp lực cũng thi triển không ra mảy may, trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Huyết tế 10 vạn tiên nhân sinh mệnh, tới tu luyện tà pháp chi công, chung quy không phải đại đạo. Người có thể đã chết. Dương Nghị Vân nhéo Tây Môn Thác cổ, thanh âm lạnh băng vô cùng, trong tay 10 ánh sáng màu mang đại tác phẩm. Tây Môn Thác ở giãy giụa nhưng lại không làm nên chuyện gì, ngắn ngủn một lát cả người ở Dương Nghị Vân trong tay một chút bắt đầu biến mất. Cuối cùng Dương Nghị Vân trong tay xuất hiện một viên đậu hà lan lớn nhỏ tinh thể, là trong suốt chi sắc, đây là tiên hạch, nội loại tràn ngập thuần tịnh cường đại tinh thần chi lực. Vốn dĩ Dương Nghị Vân tưởng hủy diệt Tây Môn Thác tiên tinh, bởi vì đây là tà ác tiên hạch. Là dùng 10 vạn tiên nhân sinh mệnh vì đại gia ngưng kết mà thành tiên hạch. Mà khi hắn muốn hủy diệt hết sức, lại là đột nhiên nhanh trí, trong đầu nghĩ tới Lục Tuyết Hy. Từ lần trước tìm được rồi Lục Tuyết Hy lúc sau, Dương Nghị Vân liền đem Lục Tuyết Hy đặt ở càn khôn không gian chung, chờ tìm cơ hội làm nàng khôi phục, lúc ấy hắn xem xét quá Lục Tuyết Hy tổn thương chính là nguyên thần, hiện tại lại là nghĩ tới nàng, như vậy Tây Môn Thác này viên tiên hạch có lẽ đối Lục Tuyết Hy có trợ giúp. Ngẫm lại cũng là tiên hạch chung là tinh thuần khổng lồ tinh thần lực, vừa lúc có thể cấp Lục Tuyết Hy nguyên thần bổ sung cho nhau, dù sao hủy diệt chỉ cần hắn một ý niệm, nhưng có thể làm Lục Tuyết Hy khôi phục lại cũng coi như là công đức một kiện đi. Nghĩ như thế, Dương Nghị Vân đem này tiên hạch trực tiếp đưa vào càn khôn hồ không gian, hóa thành cường đại tinh thần lực đánh vào Lục Tuyết Hy thân thể. Có thể hay không có tác dụng xem tạo hóa đi. Đến tận đây hỗn loạn tiên vực tà đạo ma đầu Tây Môn Thác diệt. Hắn thiếu một cái ngày xưa thù địch, Vân Môn thiếu một chỗ tai họa ngầm. Nơi xa Quý Như Yên cùng nàng sư phụ sư bá thấy được Dương Nghị Vân phất tay chi đem trấn áp tiêu diệt một tôn tà ma, thật sự đều bị chấn động. Dương Nghị Vân xoay người nhìn qua đi. Ngọc Linh Tử lại là phản ứng lại đây nói, sao Mai Tiên vực Ô Linh Tông môn Ngọc Linh Tử bái kiến Càn Khôn Thiên Tôn. Ngay sau đó Ngọc Linh Tử sư huynh cũng đi theo quỳ gối, chỉ có Quý Như Yên đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn Dương Nghị Vân, thần tượng a. Quả nhiên là thần tượng, phiên tay chi gian trấn áp tà ma. Yên Nhi không được vô lễ, mau mau bái kiến thiên tôn Ngọc Linh Tử quát lớn. Dương Nghị Vân cười cười trực tiếp đi vào các nàng ba người trước người nói, không cần đa lễ, gặp nhau tức là duyên phận, nếu là Quý Như Yên sư phụ sư bá tìm tới, kia bản tôn liền an tâm rồi. Kỳ thật hắn đã sớm ở tiến vào nơi này phía trước đã nhận ra Ngọc Linh Tử hai người tiến đến, cũng nghe tới rồi các nàng nói chuyện. Mới biết được là Quý Như Yên sư phụ sư bá, cũng không để ý tới, tùy ý các nàng đi theo tới. Chính như hắn lời nói, hết thảy gặp nhau tương ngộ đều là duyên phận, đều là nói. Tiểu đồ phía trước vô lễ, còn thỉnh thiên tôn thứ lỗi. Ngọc Linh Tử đứng dậy nói. Không sao, hiện giờ tiên giới tà ma nổi lên bốn phía, về sau vẫn là đừng chạy loạn,
chuyện ở đây xong rồi, như vậy đừng quá đi. Dương Nghị Vân nói một câu xoay người liền đi. Ai Dương Nghị Vân, ngươi là ta thần tượng, ta có thể hay không đi các ngươi Vân Môn nhìn xem, nghe nói các ngươi Vân Môn chính là tiên giới đệ nhất tiên cảnh, ta rất muốn đi. Quý Như Yên nhìn đến Dương Nghị Vân phải đi tức khắc liền kêu lớn lên. Yên Nhi không được vô lễ, Ngọc Linh Tử hai người lại là kinh hãi, Dương Nghị Vân là tiên giới đệ nhất nhân, là càn khôn thiên tôn, các nàng thông ngộ đều không phải thiên tôn, có thể đem thiên tôn đều là duyên phận, không nghĩ tới cái này đồ đệ như thế gan lớn a. Nhưng mà giờ phút này Dương Nghị Vân đã không thấy tung tích. Ta, Quý Như Yên không để ý tới sư phụ, lại là hai mắt đáng thương hề hề, muốn khóc bộ dáng, tràn ngập thất vọng. Đúng lúc này, một đạo kim quang bay vọt mà đến, cũng vang lên Dương Nghị Vân không biết ở phương nào thanh âm nói, ngươi chờ nhưng đem nơi đây tình huống đăng báo Vân Môn, cầm lệnh bài đi Vân Môn, người đó là Vân Môn chi khách, muốn đi liền đi thôi, tiểu nha đầu ngày sau có thể hay không tùy tiện hành sự, hảo hảo tu luyện. Ngày nào đó có duyên gặp lại. Quý Như Yên duỗi ra tay, bắt lấy bay tới kim quang, lại là sắc mặt kích động đại hỉ nói, sư phụ là Vân Môn lệnh bài. May mắn tiểu nha đầu a, mau mau đa tạ thiên tôn. Nói chuyện chung Ngọc Linh Tử đối với hư không bái tạ, nàng biết có này lệnh bài, chính là các nàng thầy trò đại cơ duyên, các nàng chỉ là xuất thân tiểu tông môn mà thôi, nếu có thể đi Vân Môn kia nhưng thật là cơ duyên. Dương Nghị Vân trực tiếp rời đi giếng cổ ngầm thế giới. Lại lần nữa ra tới hết sức đã tới rồi hỗn loạn tiên vực sao trời phía trên. Hắn lần này ra tới hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi. Đương nhiên trung tâm mục đích là tìm kiếm Cơ Vô Tâm, mặc kệ nhi tử Dương Tinh Phó có phải hay không bị Cơ Vô Tâm cắn nuốt, hoặc là mặt khác nhi tử Dương Tinh Phó hay không có thể đồng hóa Cơ Vô Tâm, hắn đều cần thiết muốn tìm được Cơ Vô Tâm. Mênh mang biển sao tiên vực tiên sơn vô số, hắn không biết Cơ Vô Tâm ở địa phương nào. Nghĩ đến sẽ không ở dễ dàng xuất hiện, nhưng là Cơ Vô Tâm lưu lại tà pháp tu luyện tu sĩ tất nhiên không ít, đã bắt đầu ở tiên giới đại quy mô bùng nổ. Hiện tại tiên giới nơi nơi đều có chiến hỏa, bất qua tổng thể thượng, là tiên nhân chiếm cứ thượng phong, ma đạo ở vào hạ phong, Dương Nghị Vân tin tưởng Cơ Vô Tâm truyền bá xuống dưới ma đạo, chung quy sẽ tiêu tán, chẳng qua thời gian này khả năng sẽ lâu một ít. Nhưng tà bất thắng chính, đây là thiên đạo. Hắn có thể cảm nhận được. Vận mệnh chú định cảm thụ. Thực huyền diệu. Nói không rõ, nhưng hắn chính là biết. Hơn nữa hắn dự cảm đến tương lai ma đạo còn sẽ phát sinh một lần đại biến, lại là đối lúc này đây đại biến, cảm giác rất mơ hồ. Đây cũng là hắn muốn tìm Cơ Vô Tâm nguyên nhân. Dù sao hắn từ 10 năm trước khúc mắc bị Âu Dương Ngọc Thanh mở ra sau, đạo tâm liền có một lần thoát biến, nhưng mà là có thể dự cảm đến tiên giới tương lai muốn phát sinh một ít việc, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi. Rời núi lần đầu tiên đi phương thành đụng tới Quý Như Yên lại đến diệt Tây Môn Thác, đồng dạng cũng là hẳn là loại này bản tâm cảm giác trực giác, Dương Nghị Vân đem loại cảm giác này xưng là đạo tâm chỉ dẫn. Tiếp theo muốn đi đâu, đồng dạng là dựa vào bản tâm đi. Hắn đem lần này ra tới, trở thành là luyện tâm. Cứ như vậy Dương Nghị Vân một lần xuyên qua ở sao trời, lại lần lượt đặt chân tiên sơn thế giới, mỗi một lần đều có thể tìm được tà ma bùng nổ nơi, ra tay trấn áp diệt ma chảm tà. Ở cuồn cuộn biển sao chung dựng dục vô số tiên sơn thế giới, Dương Nghị Vân cứ như vậy không biết mệt mỏi bắt đầu rồi lần lượt diệt ma, chứng đạo hắn Vân Môn khởi xướng thanh ma hành động. Dần dần, sự tích của hắn ở toàn bộ tiên giới truyền khai. Dương Nghị Vân dùng thực tế hành động thúc đẩy hắn tự mình định ra thanh ma hành động, trong lúc nhất thời toàn bộ tiên giới đối tự Tia, A Ma tộc phong ba đạt tới một cái cao phong. Liên tục 500 năm sau, rốt cuộc kết thúc tự tra. Nhưng lại là đem bùng nổ lúc sau ma tộc hoàn toàn đẩy hướng về phía trong bóng đêm. Đây là chuyện tốt, trên thực tế cũng là chuyện xấu. Bởi vì che giấu lên ma tộc càng đáng sợ, người vĩnh viễn không biết bọn họ sẽ ở địa phương nào cái gì thời gian lại lần nữa bùng nổ. Bất quá, toàn bộ tiên giới lại là tiến vào ngắn ngủi hòa bình kỳ. Sở dĩ nói ngắn ngủi là bởi vì, cái này hòa bình gần qua 300 năm sau, lại một lần bạo phát ma tộc sóng chiều. Mà lần này xác thật so với lần trước càng thêm hung mãnh. Bởi vì lần này tứ tán ở tiên giới các nơi ma đạo tu sĩ đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắt đầu ngưng kết lên. Trước kia cũng không phải là như vậy, tất cả đều là rơi rụng ở tiên giới các nơi, lần này kích động lên sau, lại hướng về một phương hướng hội tụ. Như là có người triệu hoán giống nhau. Đối với cái này hiện tượng tiên giới các thế lực lớn, đó là lại ái lại hận. Ái chính là này những dấu ở âm thầm.
thậm chí giấu ở bọn họ tiên môn trung ma đạo tu sĩ rốt cuộc phải rời khỏi, đại gia không bao giờ dùng lo lắng tiên môn trong vòng sẽ bị đồng hóa, xuất hiện đột nhiên không kịp phòng ngừa tai họa ngầm. Hận chính là đại gia biết, một khi ma đạo hướng về một chỗ hội tụ tập kết, đến lúc đó sẽ biến thành một cổ lực lượng cường đại, chưa chừng sẽ xuất hiện đại loạn tử, đến lúc đó sẽ càng thêm khó chơi. Bởi vì bất luận cái gì lực lượng ninh thành một sợi dây thường thời điểm, tất nhiên là uy lực tăng gấp bội cường đại. Toàn bộ tiên giới đều lâm vào một cổ đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra khủng hoảng chung, các thế lực lớn bắt đầu liên lạc Vân Môn nghĩ cách. Vân Trường Sinh cùng Dương Nghị Vân đưa tin dò hỏi lập tức vấn đề này nên xử lý như thế nào. Dương Nghị Vân trả lời là, đổ không bằng sơ. Bởi vì trước kia ma đạo tuy rằng ở trong tối, nhưng là quá phận tan, muốn hoàn toàn tiêu diệt căn bản không có khả năng, tiên giới quá mức to lớn. Từng cái đi tìm, đều không nhất định tìm được đến. Hiện tại là ma đạo tu sĩ tự chủ bắt đầu hội tụ, này ở Dương Nghị Vân xem ra, ngược lại là cái không tồi lựa chọn. Hắn đưa tin cấp đại sư huynh, làm tiên giới các đại tông môn không cần ngăn trở, từng người địa bàn xuất hiện ma đạo tu sĩ, thả bọn họ rời đi, làm cho bọn họ hướng về cùng nhau hội tụ. Chờ đã có một ngày sở hữu ma đạo hội tụ ở bên nhau lúc sau, chính là cuối cùng quyết chiến. Như thế ngược lại có thể tập trung tinh lực đối phó. Dương Nghị Vân một đạo mệnh lệnh lúc sau, toàn bộ tiên giới lâm vào quỷ dị hòa bình chung, các nơi ma đạo tu sĩ bắt đầu lưu động đi ra ngoài. Nhưng là mọi người đều không biết cuối cùng này đó ma đạo tu sĩ sẽ ở địa phương nào hội tụ. Dương Nghị Vân cùng cái này tiên giới đều ở hỏi thăm, nhưng lại đúng vậy không có chút nào manh mối. Bất quá có một chút Dương Nghị Vân có thể khả năng định chính là, lúc này đây ma đạo tu sĩ hội tụ, tất nhiên sẽ cùng Cơ Vô Tâm có quan hệ, bởi vì thực rõ ràng đây là một loại triệu hoán. Có thể làm cho cả tiên giới ma đạo tu sĩ chen chúc mà động người, cũng chỉ có Cơ Vô Tâm cái này ma đạo đầu lĩnh. Những năm gần đây tiên giới ma đạo có truyền lưu, Cơ Vô Tâm bị xưng là ma đạo tổ sư, hắn sáng lập tà pháp bị xưng là vô tâm thần ma công thích ứng với mỗi một cái tâm hướng ma đạo người, hơn nữa đào tạo huyết liên tà pháp, cũng bị xưng là ma đạo thánh pháp. Thời gian lại qua đi 200 năm, khoảng cách Dương Nghị Vân ra tới du lịch suốt ngàn năm. Này 200 năm thời gian chung, toàn bộ ma đạo tu sĩ đại quân rốt cuộc rõ ràng lên. Làm người ngoài ý muốn chính là... Này một năm ma đạo đại quân hội tụ ở tiên giới chi phương đông, vượt qua biển sao 9.000 vạn dặm, tương đương hoàn toàn rời khỏi tiên giới tiên nhân địa bàn. Phương hướng xác định xuống dưới, nhưng là ai cũng không biết ma đạo đại quân tu sĩ sẽ ở phương đông kia một tòa tiên sơn tập kết. Hiện tại Dương Nghị Vân cùng toàn bộ tiên giới phải làm đó là tìm được ma đạo tu sĩ đại quân tập kết tiên sơn. Đây là phi thường có khó khăn. Bởi vì cuồn cuộn sao trời tiên sơn vô số. Phương Đông 9.000 vạn dặm ở ngoài, như cũ là hoang dã tiên sơn, nhưng lại cực nhỏ có sinh linh tồn tại. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng này đã rời đi tiên giới tiên nhân địa bàn. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tốt là, tiên giới thế lực không cần lo lắng ma đạo tu sĩ sẽ ảnh hưởng, hư chính là, ai cũng không dám bảo đảm, ngưng tụ ở bên nhau ma đạo đại quân khi nào sẽ lại lần nữa cuốn tịch tiên giới. Nếu ở một lần cuốn tịch tiên giới, tất nhiên sẽ là lớn hơn nữa hạo kiếp. Được đến tin tức lúc sau, Dương Nghị Vân đi trước phương đông 9.000 vạn dặm ở ngoài. Một đường mà đi, đích xác sở quá tiên sơn thế giới, không còn có ma đạo tu sĩ bùng nổ. 10 năm lúc sau, Dương Nghị Vân đến tiên giới tiên nhân địa bàn nhất bên cạnh tiên vực, biên cương tiên vực. Biên cương tiên sơn thế giới là tiên giới tiên nhân địa bàn phương đông nhất bên cạnh một cái tiên sơn thế giới, cũng là lớn nhất tiên sơn thế giới. Ra biên cương chính là biển sao hoang dã. Biển sao hoang dã là lịch đại tiên nhân đều rất ít đặt chân địa phương, có truyền thuyết nơi này đã là thế giới cuối bên cạnh, thiên địa năng lượng loãng vô cùng, căn bản là không thích hợp tu sĩ tồn tại, cho nên xưng là biển sao hoang dã. Đồng dạng có từng tòa vô danh tiên sơn tồn tại, càng có biển sao gió lốc, hoàn cảnh nhất ác liệt. Cho nên tiên nhân là sẽ không bước vào đi. Nhưng lần này ma tộc tu sĩ đại quân lại là tiến vào biển sao hoang dã chung. Dương Nghị Vân muốn đem bọn họ tìm ra. Hoặc là nói muốn tìm được Cơ Vô Tâm. Cho nên hắn tới, biên cương tiên sơn thế giới. Nơi này có một cái cường đại tiên môn, đó là biên cương tiên môn. Dương Nghị Vân kéo dài qua biển sao mấy ngàn vạn dặm tiến vào biên cương tiên sơn. Hắn càng ngày càng như là một phàm nhân giống nhau, đi bộ mà đi, những năm gần đây như cũ là dựa vào cảm giác bản tâm lại đi, không có liên hệ bất luận kẻ nào. Cũng không nghĩ bị người quấy rầy.
cho nên một đầu đầu bạc thi pháp thành màu lam, hoặc là nói là làm tiểu lam phun ra một ngụm độc khí, nhuộm thành màu lam. Hắn một đầu tóc bạc quá thấy được, thực dễ dàng bị mỗi người ra tới, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh càn khôn thiên tôn. Những năm gần đây bị rất nhiều người quấy rầy quá, đặc biệt là nữ nhân, cho nên Dương Mỗ Nhân học thông minh, nhiễm màu lam đầu tóc. Như thế trên người hắn không hề hơi thở, so với phàm nhân còn muốn phàm nhân, không còn có khiến cho người khác chú ý. Một ngày này, hắn đi tới một tòa phàm nhân thành trì, đi vào một nhà tử lầu. Du lịch này ngàn năm tới nay, Dương Nghị Vân chính là ở tu tâm, thể ngộ nhân gian khó khăn, cơ hồ không có triển lộ quá pháp lực, hành vi hoàn toàn chính là phàm nhân. Nhập phàm nhân thế giới, hành phàm nhân cử chỉ. Ăn uống tiêu tiểu ngủ, giống nhau cũng chưa rơi xuống. Bất quá hắn thích nhất lại là uống rượu. Cho nên vào thành lúc sau, chạm thứ nhất đó là tử lầu. Tìm một nhà thoạt nhìn phổ phổ thông thông tử lầu, ít người thanh tĩnh. Hai tầng tử lầu, Dương Nghị Vân bước lên lầu hai, tuyển một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tiểu nhị hai cân thịt bò, một vò rượu ngon. Khách quan chờ một lát. Thực mau thịt bò cùng rượu đi lên. Dương Nghị Vân xin miễn tiểu nhị rót rượu hầu hạ, một người lo chính mình uống. Nhìn ngoài cửa sổ, muôn hình muôn vẻ người đi đường, uống tiểu rượu lại là trong lòng nghĩ đến như thế nào tìm được ma đạo tu sĩ đại quân nơi. Mênh mang biển sao tiên sơn vô số, cho dù là hắn cũng rất khó tìm đến. Nhưng ma đạo tu sĩ tập kết, tất nhiên là đại sự, cũng vô cùng có khả năng là cơ vô tâm triệu hoán, hắn cần thiết tìm được. Những năm gần đây, hắn trong lòng kỳ thật còn ôm có như vậy một tia ảo giác. Lão ăn mày, không có tiền ngươi ăn cái gì rượu tìm đánh không thành. A nha, liền ở Dương Nghị Vân trầm tư hết sức, tử lầu một góc vang lên mắng thanh đem hắn bừng tỉnh. Vừa chuyển đầu lại là phát hiện tiểu nhị cùng một người lôi thôi lão nhân ở tranh chấp, lão nhân nhìn như đã say rượu, nhưng không có uống rượu tiền, loại sự tình này những năm gần đây Dương Nghị Vân thấy nhiều. Thái bình thường. Bất quá hôm nay lại là bất đồng. Dương Nghị Vân nhìn lướt qua nhìn như say như chết lão giả, lại là khóe miệng có ý cười, lẩm bẩm, nhưng thật ra có điểm ý tứ A thiên tôn cấp bậc cường giả, khi nào như thế không đáng giá tiền. Tới rồi tiên giới bên cạnh đều có thể đụng tới. Lẩm bẩm lầu bầu chung Dương Nghị Vân lại là vung tay lên lấy ra một thỏi vàng tới, phàm nhân thế giới tiền vàng bạc đều là ngạnh hóa, hắn du lịch thời điểm đào quá một tòa mạch khoáng, chính là vì phương tiện du lịch phàm nhân thế giới. Tiểu nhị lão nhân ra rượu ta thỉnh, lại cấp thượng hai cái bình rượu ngon. Dương Nghị Vân mang theo ý cười nói. Có coi tiền như rác, điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở, tự nhiên liên tục gật đầu, buông tha lão giả. Giờ phút này ngồi xổm trên mặt đất lão giả nghiêng mắt thấy Dương Nghị Vân, lại là hắc hắc nở nụ cười, từ trên mặt đất bò dậy, tự quen thuộc giống nhau làm được Dương Nghị Vân trên bàn, cười nói, đa tạ càn khôn thiên tôn thỉnh rượu, nếu đều thỉnh ta đây lại cọ một vò như thế nào. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói, chỉ cần ngươi bụng đủ đại rượu quản đủ. Dương Nghị Vân trong mắt lão nhân nhưng không đơn giản, cũng là một vị thiên tôn cấp bậc cường giả, trọng điểm là đối phương một ngữ nói toạc ra hắn thân phận, hơn nữa vẫn là một vị mang theo sát khí thiên tôn, thực rõ ràng cái này lão giả là cái ma đạo tu sĩ. Bất quá Dương Nghị Vân tựa hồ không từ trên người hắn cảm nhận được oán khí, này thuyết minh cái này lão giả không có giết hại quá phàm nhân. Điểm này nhưng thật ra có ý tứ. Toàn bộ tiên giới đều biết hắn ở tìm ma đạo tu sĩ, không nghĩ tới cái này lão nhân nhưng thật ra có ý tứ, chính mình đưa tới cửa tới. Dương Nghị Vân hiện tại tin tưởng, cái này lão nhân xuất hiện sợ không phải trùng hợp, mà là đã sớm tại đây ra tử lầu chờ hắn. Cái này lão giả đích xác làm hắn rất kinh ngạc, hắn tiến vào tử lầu phía trước liền không phát hiện có một cái tu luyện sinh linh tồn tại, nhưng là chỉ chớp mắt liền xuất hiện. Rất lớn có thể là cái này lão giả đích xác ở trước tiên chờ hắn. Ha ha ha, đa tạ càn khôn thiên tôn thỉnh tình, lão nhân ta liền không khách khí nói chuyện chi gian lão giả lại là ngồi xuống. Mà lúc này tiểu nhi cũng lấy tới hai cái bình rượu buông. Lão giả thật sự là không lấy chính mình đương người ngoài, nắm lên trong đó một vò mở ra chính là mỹ mỹ một hồi như uống. Ha, thống khoái lão giả lau khóe miệng rượu tích nói. So sánh với lão giả Dương Nghị Vân lại là văn nhã rất nhiều, cho chính mình đảo thượng một ly. Bưng lên tới đối với lão giả ý bảo, lo chính mình uống. Hắn không sốt ruột hỏi cái gì, Dương Mỗ Nhân tin tưởng chính mình phán đoán, cái này lão giả là ở cố tình chờ hắn, một khi đã như vậy hắn tự nhiên không cần hỏi, chờ lão giả mở miệng.
Quả nhiên lão giả cười tủm tỉm nói, Càn Khôn Thiên Tôn chẳng lẽ liền không kỳ quái cái gì sao? Dương Nghị Vân uống sạch một chén rượu, nhìn lão giả nói, tốt nhất có một nói một, có hai nói hai, đừng ở không lời không lỗ tôn trước mặt đánh đố, nếu không ta có thể trở tay chi gian diệt ngươi. Ách, lão giả bị Dương Nghị Vân lời này thiếu chút nữa cấp sặc tử, hắn chẳng thể nghĩ tới Dương Nghị Vân không ấn kịch bản đi, lại là khóe miệng một trận trừ trừ. Đồng dạng là thiên tôn cấp bậc, hắn tin tưởng Dương Nghị Vân không nói giỡn, thật đúng là có thể giết hắn. Bởi vì hắn là Dương Nghị Vân. Khụ khụ, thiên tôn bất giận, lão hủ này không phải cùng ngài chào hỏi một cái sao, tự giới thiệu một chút, lão hủ kêu Tạ Linh Vận, lần này tiến đến lại là chịu người chi thác tới cái Càn Khôn Thiên Tôn tâm sự. Đúng rồi, lão hủ là thượng cổ ma đạo người, cùng đương kim cơ vô tâm phát triển lên ma đạo cũng không phải là một mạch. Tự xưng là Tạ Linh Vận lão giả đơn giản giới thiệu chính hắn. Dương Nghị Vân lại là nghe trong lòng nhảy dựng. Chịu người chi thác. Thượng cổ ma đạo người. Cái này thân phận nhưng có điểm phân lượng. Đối với ma đạo nói đến, nghe đồn quá nhiều, Dương Nghị Vân cũng biết ma đạo truyền thừa thiên kỳ bách quái, lại cũng là tứ phía tán hoa nhánh núi phồn đa. Hiện giờ nhảy ra một cái tự xưng là thượng cổ ma đạo người, cũng không kỳ quái. Bất quá làm hắn trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ này đó thượng cổ ma đạo dư nghiệt cùng cơ vô tâm ma đạo hợp tác ở cùng nhau. Nếu thật là như vậy sự tình có thể to lắm điều. Chỉ cần một cái cơ vô tâm phát triển lên ma đạo liền đem toàn bộ tiên giới làm chướng khí mù mịt, nếu hơn nữa thượng cổ ma đạo một mạch, chẳng phải là muốn lộn xộn. Là chịu cơ vô tâm gửi gắm đi. Vẫn là nói các ngươi này đó thượng cổ ma đạo người cùng cơ vô tâm một mạch hợp tác rồi. Hoặc là các ngươi gồm thâu cơ vô tâm gồm thâu các ngươi. Dương Nghị Vân lại là bưng lên tới chén rượu nhàn nhạt hỏi. Ha ha, thiên tôn đây là ở lời nói khách sáo à? Tạ Linh Vận cười nói. Nói tiếng người, bản tôn đối với các ngươi ma đạo không hảo cảm. Dương Nghị Vân lần này trực tiếp mang theo thượng uy hát yêu ta chi ý. Tạ Linh Vận thẳng trợn trắng mắt nói, hảo đi. Càn Khôn Thiên Tôn ngươi cũng thật không thú vị, hành, lão hủ đi thẳng vào vấn đề nói đi, cơ vô tâm tuy rằng đích xác có điểm ý tứ, nhưng còn không có tư cách có thể làm chúng ta thượng cổ ma đạo một mạch hợp tác thậm chí là gồm thâu hắn. Nói như thế, chúng ta thượng cổ một mạch tìm được rồi một vị cộng chủ, đến nỗi là ai, lão hủ liền không thể nói, lần này phụng ta chủ chi mệnh tiến đến mỗi ngày tôn, chính là tưởng nói cho thiên tôn, ma đạo tu sĩ đại quân hội tụ mấy trăm vạn chi cự, tới rồi thiên nhai sơn. Ta chủ làm lão hủ tiến đến báo cho thiên tôn thiên nhai sơn vị trí, nếu không liền tính là thiên tôn ngươi muốn tìm đến thiên nhai sơn cũng yêu cầu một ít thời gian. Nói chuyện chung Tạ Linh Vận đem một cái ngọc giản đặt ở Dương Nghị Vân trước mặt, ý bảo bên trong là thiên nhai sơn bản đồ tọa độ. Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm Tạ Linh Vận cười nói, ta còn không có uống say đi. Đều là ma đạo, ngươi hoặc là nói ngươi phía sau chủ tử, cư nhiên đem trăm vạn ma chúng tu sĩ bán đứng cho ta. Không đoán sai nói. Các người bán đứng chính là cơ vô tâm đi. Tạ Linh Vận bưng lên bình rượu một trận cuồng uống lúc sau, mới cười nói, có thể nói lão hủ đều nói, không thể nói, liền tính là thiên tôn đao cái giá lão hủ trên cổ lão hủ cũng là không sợ. Mặt khác lão hủ trái lại có không ta hỏi Càn Khôn thiên tôn một vấn đề. Thiên tôn có biết cái gì là ma đạo? Dương Nghị Vân không nói chuyện nhìn chằm chằm Tạ Linh Vận, lúc này lại cũng thật không biết cái này lão ma đánh cái gì chủ ý. Còn không có tưởng như thế nào mở miệng, Tạ Linh Vận lo chính mình nói, cái gọi là ma đạo, ở các ngươi tiên nhân trong mắt chính là cuối cùng sở hữu thủ đoạn đi lối tắt tu sĩ đi. Chẳng lẽ không phải sao? Dương Nghị Vân nhìn Tạ Linh Vận. Tạ Linh Vận hơi hơi một đạo, lời này nhi nói đúng không, nói sai không cũng sai, muốn xem như thế nào đi lý giải, lão hủ chỉ có thể nói, chúng ta sở tu sở cầu chi đạo càng vì trực tiếp mà thôi. Đương nhiên mặc kệ cái gì phương thức. Cuối cùng mục đích đều là giống nhau, vạn pháp quy tông sao, đây là vĩnh hằng định luật, nhưng cho dù là ma đạo, có chút điểm mấu chốt là không thể đụng vào xúc, chính như cơ vô tâm truyền lại phương pháp lấy phàm nhân tánh mạng đào tạo tà ác chi dược tăng lên tu vi, bực này lối tắt chúng ta cũng là trơ trẽn không nhận. Từ nào đó góc độ tới giảng, cơ vô tâm không chỉ có đánh vỡ chính là các ngươi tiên nhân điểm mấu chốt, cũng đánh vỡ chính là chúng ta điểm mấu chốt, cho nên ta chủ cũng hy vọng cơ vô tâm biến mất. Đương nhiên còn có bị cơ vô tâm mang theo tới trăm vạn tu sĩ biến mất, cho nên ngươi hoặc là ngươi phía sau chủ tử muốn tiếp ta tay hoặc là nói tiên giới tiên nhân tay tiêu diệt cơ vô tâm cùng cơ vô tâm truyền lại chi ma đạo một mạch đúng không? Dương Nghị Vân đánh gãy Tạ Linh số phận. Tạ Linh Vận cười cười không chút nào che giấu thừa nhận nói,
không sai biệt lắm là ý tứ này. Ngươi thật to gan, Dương Nghị Vân nheo lại mắt nhìn chằm chằm Tạ Linh Vận. Nhưng là Tạ Linh Vận lại là cười cười nói, hắc hắc, Càn Khôn Thiên Tôn nói đùa, phàm nhân thế giới có cái tục ngữ là hai nước giao chiến không chém tới xử, lão hủ nhiều nhất cũng chính là cái sứ giả, ngài nhưng đừng nhúc nhích giận lão hủ a, chân chính lá gan đại chính là nhà ta ma chủ đại nhân. Cái này mượn đao giết người là nhà ta ma chủ nói, hắn nói, Càn Khôn Thiên Tôn sẽ đáp ứng, đương nhiên có đáp ứng hay không lão hủ quản không được, chỉ là truyền cái lời nói mà thôi, Thiên Tôn nhưng đừng giận chó đánh mèo với lão hủ liền hảo. Dương Nghị Vân giờ phút này trong lòng lại là thật chiều chiều, đích xác hắn sẽ đáp ứng, sẽ ngồi Tạ Linh Vận trong miệng ma chủ đao, đi giết trăm vạn cơ vô tâm truyền xuống ma đạo tu sĩ. Bởi vì hắn không cho phép tiên giới hỗn loạn, cũng phải tìm đến cơ vô tâm. Cho nên hắn nhất định sẽ đi. Chỉ là không biết có phải hay không có cái gì âm mưu. Bất quá liền tính là có cái gì âm mưu, hắn cũng không sợ chút nào, như cũ sẽ đi. Nếu Tạ Linh Vận theo như lời là thật, cung cấp bản đồ là thật, liền tính đây là cái hố, hắn cũng sẽ nhảy xuống đi. Nói nhà ngươi ma chủ, so sánh với cơ vô tâm, bản tôn hiện tại đối với ngươi ra ma chủ càng cảm thấy hứng thú. Dương Nghị Vân uống rượu nói. Làm hắn không nghĩ tới chính là, vốn dĩ cho rằng Tạ Linh Vận sẽ đến một câu, ngươi liền tính là giết ta cũng sẽ không nói nhà ta ma chủ nửa cái tự tin tức lời nói. Lại là không nghĩ tới Tạ Linh Vận gọn gàng dứt khoát nói, hảo, liền tính Càn Khôn Thiên Tôn ngài không hỏi, về nhà ta ma chủ đại nhân, ta cũng sẽ đối Càn Khôn Thiên Tôn nói một chút. Dương Nghị Vân khóe miệng chiều chiều, kịch bản không dựa theo hắn tưởng đi a. Bất quá cũng hảo, chỉ cần Tạ Linh Vận nói liền thành, miễn cho hắn phi thần. Chỉ nghe Tạ Linh số phận, đầu tiên nhà ta ma chủ lai lịch gì đó ta liền không nói, cái này Càn Khôn Thiên Tôn ngươi liền tính là đánh chết ta cũng không thể nói. Tới phía trước nhà ta ma chủ làm lão hủ đại vấn an, nói hắn là thực ngưỡng mộ Càn Khôn Thiên Tôn, hơn nữa thỉnh Thiên Tôn yên tâm, ở nào đó sự tình thượng, hắn cùng Thiên Tôn giá trị quan là giống nhau, hơn nữa đáp ứng, ma đạo về sau tuyệt đối sẽ không tàn hại phàm nhân tánh mạng, cũng tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tiếp theo nhà ta ma chủ còn nói, cuộc đời này đều sẽ không cùng Càn Khôn Thiên Tôn là địch, cùng Vân Môn là địch, mặt khác nhà ta ma chủ còn làm lão hủ đại hỏi tôn phu nhân Âu Dương Ngọc Thanh mạnh khỏe. Làm càn. Dương Nghị Vân ngay từ đầu nghe còn rất không tồi, không nghĩ tới đường đường ma chủ cư nhiên đều ngưỡng mộ hắn Dương mẫu nhân, nhưng ngay sau đó một câu thăm hỏi phu nhân mạnh khỏe. Này mẹ nó chẳng lẽ là muốn đánh lão bà của ta chủ ý không thành? Ăn gan hùm mật gấu. Tức khắc liền giận dữ. Tạ Linh Vận dọa nhảy dựng, vội vàng nói, Càn Khôn Thiên Tôn bất giận, nhà ta ma chủ đại nhân thật sự chỉ là đơn thuần vấn an, lão hủ thể tuyệt đối không có mặt khác không biết xấu hổ. Hừ, nói cho ta nhà ngươi cái gì chó má ma chủ ở địa phương nào? Tên gọi là gì? Ta Dương Nghị Vân đi tìm hắn. Dương Nghị Vân nổi giận đùng đùng. Ách, không thể nói, đánh chết không thể nói. Tạ Linh Vận liên tục lắc đầu, ngay sau đó nói tiếp, nhà ta ma chủ đại nhân nói, ngày nào đó có duyên sẽ tự gặp mặt Càn Khôn Thiên Tôn, nhưng hiện tại không phải thời điểm. Nhà ngươi ma chủ rốt cuộc là cái thứ gì? Dương Nghị Vân khinh thường. Cái này Tạ Linh Vận không vui nói, Càn Khôn Thiên Tôn còn thỉnh tự trọng, nhà ta ma chủ đối với ngươi chính là thực kính trọng, ngươi có thể đối lão hủ bất kính, nhưng không thể mở miệng có tổn hại nhà ta ma chủ đại nhân. Nhà ta ma chủ chính là một cái thời đại đều khó được vừa ra ngút trời kỳ tài. Hắn xuất hiện, sẽ là ta ma đạo trung hưng dấu hiệu, thiên đạo đầy đủ hết lúc sau, thế gian tất nhiên có ta ma đạo một vị trí nhỏ, đương nhiên ngài cứ yên tâm đi, ta ma đạo sẽ không bước vào tiên giới địa bàn. Cùng ngươi là địch, mặc kệ ma đạo tiên đạo, đều ở thiên đạo dưới, tồn tại cũng là đại đạo. Tu đạo đó là mỗi ngày mà, thấy chúng sinh, thấy chính mình, vạn vật sinh linh đều ở thiên đạo trong vòng, đại gia sở cầu giống nhau, chỉ là đường nhỏ bất đồng mà thôi, dù sao cuối cùng đều sẽ về một, Càn Khôn Thiên Tôn hà tất có thành kiến đâu. Đương nhiên cơ vô tâm cái loại này cực đoan ngoại trừ, kỳ thật mọi người đều giống nhau. Ân, lời này cũng là nhà ta ma chủ nói. Di Dương Nghị Vân nghe lời này đến là không tự chủ được gật gật đầu, tựa hồ có như vậy một chút đạo lý, trong lòng hiểu ra dựng lên. Hắn hiện tại đối Tạ Linh Vận trong miệng ma chủ càng có hứng thú, càng thêm tò mò vài phần. Rõ ràng biết lần này Tạ Linh Vận hoặc là nói ma chủ chính là muốn mượn đao giết người, rửa sạch rất cơ vô tâm mang đến ma đạo tu sĩ tai họa ngầm, nhưng hắn còn nhẹ nhàng không thể không ra đao. Ngẫm lại nói, trở về nói cho nhà ngươi ma chủ, ta đáp ứng rồi. Nhưng là cũng nói cho,
đừng bước vào tiên nhân địa bàn. Này xem như một loại có ăn ý giao dịch. Dương Nghị Vân mang theo tiên nhân diệt cơ vô tâm những cái đó tà ác tu sĩ, cung cấp với cấp cái gì ma chủ thừa cơ rửa sạch rớt bên trong tai họa ngầm, đồng dạng Dương Nghị Vân điều kiện là ma đạo không được bước vào tiên giới tiên nhân địa bàn làm ma. Hảo, như thế lão hủ cáo từ. Tạ Linh Vận khởi thân thi lễ lúc sau, ngay lập tức biến mất ở tại chỗ. Mà Dương Nghị Vân còn lại là lẩm bẩm, đại sư huynh triệu tập tiên giới các đại tiên vực tiên môn tiến đến biên cương thành, thanh ma hành động thu quan. Dương Nghị Vân tự nói tự nhiên là truyền âm thần thông, làm đại sư huynh triệu tập tiên giới các đại tiên môn tiến đến. Trên thực tế những năm gần đây, toàn bộ tiên giới đều ở tìm ma đạo tu sĩ rơi xuống, nhưng chính là tìm không thấy, hiện tại xác thật Tạ Linh Vận chủ động đưa tới tin tức. Cứ việc đây là ma tộc chủ động đưa tới nội tình, nhưng lại là nhất lao vĩnh giật việc, toàn bộ tiên giới ma đạo tu sĩ hội tụ mấy trăm vạn tới rồi tiên giới ở ngoài Thiên Nhai Sơn. Tạ Linh Vận nói rất rõ ràng, là phụng ma chủ chi danh tiến đến, hiển nhiên ma đạo nhánh núi rất nhiều, cũng đều không phải bền chắc như thép, mà cơ vô tâm đi chiêu số quá cực đoan, làm cổ ma đạo một mạch đều không mừng, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Điểm này đối Dương Nghị Vân cùng toàn bộ tiên giới tới nói đều là chuyện tốt. Hắn tự nhiên cũng sẽ không làm cơ vô tâm nơi ma đạo tu sĩ tồn tại đi xuống, đối tiên giới nguy hại quá lớn. Lần này ma đạo tu sĩ tập kết ở cùng nhau, hơn nữa Dương Nghị Vân nhìn thấy Tạ Linh Vận, này thực trùng hợp sao? Hiện tại nghĩ đến cũng không phải, Dương Nghị Vân thậm chí cảm thấy đây là Tạ Linh Vận sau lưng ma chủ cố ý an bài, muốn hố chết cơ vô tâm một mạch. Mặc kệ như thế nào đối hắn cùng tiên giới tiên nhân ích lợi là tốt, này bút mua bán không lỗ. Đến nỗi Tạ Linh Vận sau lưng cái gì ma chủ, đáp ứng không bước vào tiên nhân địa bàn điểm này, Dương Nghị Vân kỳ thật không trông cậy vào đối phương có thể toàn bộ làm được. Trước mắt quan trọng nhất một chút là, đem hội tụ ở bên nhau trăm vạn ma đạo tu sĩ cấp tiêu diệt, đây đều là cơ vô tâm một mạch, cũng là ở Dương Nghị Vân xem ra nhất không có điểm mấu chốt một mạch. Có thể đem chi diệt trừ, đối toàn bộ tiên giới chính là chuyện tốt. Cũng là hắn dắt tóc động thanh ma hành động liên tục ngàn năm tới nay thu quan. Trận này thanh ma hành động thời gian liên tục đủ dài, cũng nên tới rồi kết thúc thời điểm. Ngàn năm tới nay hắn đều không có tìm được cơ vô tâm tin tức, chỉ mong lúc này đây có thể tìm được cơ vô tâm. Đối cơ vô tâm Dương Nghị Vân là có chấp niệm, cần thiết phải có một cái giải quyết, nếu không hắn tâm khó an ổn. Đương nhiên cùng với nói là đối cơ vô tâm có chấp niệm, không bằng nói là đối nhi tử Dương Tinh Phó chấp niệm. Biết rõ nhi tử Dương Tinh Phó đi đồng hóa cơ vô tâm chính là cái chê cười. Đương hắn nội tâm vẫn là sinh ra như vậy một tia ý niệm. Dù sao hắn muốn đem lúc này đây ý niệm cấp chặt đứt. Đến nỗi Tạ Linh Vận cùng hắn sau lưng ma chủ, Dương Nghị Vân kỳ thật cũng không có sinh ra quá sát niệm, hắn biết rõ thế gian đại đạo vô số, tồn tại cũng là đạo lý, ma đạo cũng là nói đạo lý hắn hiểu, sao có thể thật sự có thể đem ma đạo tu sĩ chém giết hầu như không còn. Đồ không bằng sơ, là tốt nhất giải quyết. Nếu ma đạo xuất hiện một cái ma chủ lãnh tụ đi ước thúc muôn vàn ma đạo tu sĩ, ngược lại là chuyện tốt. Cái này cái gọi là ma chủ, chỉ mong hắn có thể làm được điểm này, cũng có thể an phận điểm, nếu không Dương Nghị Vân không ngại đi giết hắn. Một năm lúc sau, toàn bộ tiên giới bốn phương tám hướng chen chúc mà đến tiên nhân đại quân. Ngắn ngủn một năm thời gian hội tụ mà đến tiên nhân đại quân đâu chỉ hơn 1.000 vạn chi cự, dựng lên tu vi thấp nhất đều ở tiên quân cấp bậc. Nhưng phàm là tiên giới có điểm thực lực tiên môn tất cả đều rời núi mà đến, này đến ích với Dương Nghị Vân kêu gọi lực, cũng đến ích với liên tục ngàn năm thanh ma hành động chung, các tiên nhân đạt được chỗ tốt. Chỗ tốt tự nhiên là tu vi thượng, tâm cảnh thượng, kiến thức thượng, còn có thanh danh thượng từ toàn phương vị chỗ tốt. Xếp vào nhiều chỗ một ít danh hiệu, càng là một lần nữa có từ tiên quân, tiên vương, tiên đế, tiên tôn lại đến thông ngộ, cuối cùng đến thiên tôn các đại cảnh giới thượng phong hào. Này đó phong hào tuy rằng không phải thiên đạo ban cho chờ phong hào, lại là toàn bộ tiên giới sinh linh tự phát hình thành phong hào. Dương Nghị Vân liền không nói, hắn càn khôn thiên tôn phong hào, ở tiên giới độc nhất vô nhị, chủ yếu là mặt khác tiên giới sinh linh, đến từ chính tiên giới các nơi thanh ma hành động trung tự chủ xuất hiện phong hào, hoặc là nói danh hào càng vì thích hợp. Cái gì chấn ma tiên quân, phục ma tiên đế, hỏa long tiên tôn vân vân, hoa hòe lòe loẹt, cái gì cần có đều có. Mà vân môn kêu gọi chi lực đạt tới chưa từng có. Lần này Dương Nghị Vân phát ra hiệu lệnh, làm đại sư huynh sốt ruột tiên giới các thế lực lớn tiến đến, đại gia nghe nói càn khôn thiên tôn Dương Nghị Vân tự mình tọa chấn, khởi xướng thanh ma hành động cuối cùng thu quan.
Trong lúc nhất thời toàn bộ tiên giới thế lực tiên nhân như tổ ong xuất động, có dã tâm muốn tiến đến diệt ma tích lũy thanh danh, không thực lực cũng muốn tiến đến thấu cái náo nhiệt. Kỳ thật Dương Nghị Vân tới lúc sau cũng chỉ thấy đại sư huynh dẫn dắt phân môn mọi người cùng mấy thế lực lớn đương ra người, mặt khác tự nhiên là không có khả năng từng cái gặp mặt. Này nghìn năm qua Dương Nghị Vân đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, một mình du lịch tiên giới tiên sơn quét sạch ma đạo, lưu lại truyền thuyết vô số, nhưng chân chính gặp qua người của hắn thiếu chi lại thiếu. Ngay cả vân môn đệ tử nghìn năm qua đều không có gặp qua Dương Nghị Vân cái này môn chủ. Ngày này Vân Trường Sinh mang theo người đi vào biên cương tử lầu nhỏ cùng Dương Nghị Vân hội hợp. Sư đệ ngươi nhưng xem như lộ diện Vân Trường Sinh đi vào tử lầu hai tầng, liếc mắt một cái liền nhận ra một đầu lam phát Dương Nghị Vân. Đại sư huynh ngàn năm không thấy, chúc mừng sư huynh tu vi càng sâu một tầng lâu. Dương Nghị Vân đứng dậy cười nói lời nói, hắn trong mắt đại sư huynh lại là đã đạt tới thông ngộ bát trọng thiên. Ngươi à thật đúng là càng ngày càng trở lại nguyên trạng. Vân Trường Sinh cười khổ, xem Dương Nghị Vân càng ngày càng giống cái phàm nhân, nhưng lại khí chất thượng càng thêm siêu thoát. Hắn biết tiểu sư đệ tu vi có tinh tiến không ít. Hai người nói chuyện chung một đống lớn người bước lên lầu hai. Sư đệ, môn chủ, thiên tôn, vân tử, đều là người quen, nhị sư huynh, tiểu sư tỷ, mai tỷ, tử kim công công, tiểu phượng hoàng, cá trạch vi vi, vân môn trung tâm nhân vật cơ hồ huynh xào xuất động. Đại gia ngàn năm không gặp Dương Nghị Vân, tái kiến đều có chút kích động. Dương Nghị Vân cười nhất nhất chào hỏi qua. Lúc sau đó là tới Bất Lão Sơn, Phi Tiên Điện thậm chí là quỷ quật người, cùng Dương Nghị Vân gặp nhau. Đoàn người chờ một năm, hội tụ ngàn vạn tiên nhân đại quân, bay ra biên cương tiên thành, tiến vào biển sao hoang dã, thẳng đến Thiên Nhai Sơn mà đi. Ngàn vạn tiên nhân đại quân, binh điểm lộ vây quanh Thiên Nhai Sơn. Có Tạ Linh Vận cung cấp bản đồ. Hoặc là nói ma đạo nguyên nhân bên trong, quả nhiên Dương Nghị Vân trước tiên phát hiện Thiên Nhai Sơn tụ tập rất nhiều ma đạo tu sĩ. Ra lệnh một tiếng ngàn vạn tiên nhân đại quân vọt vào Thiên Nhai Sơn. Thiên Nhai Sơn chính là biển sao hoang dã chung một tòa so với hỗn loạn tiên vực còn đại hoang dã tiên sơn thế giới, nhưng ngàn vạn tiên nhân vây quanh Thiên Nhai Sơn lúc sau, ma đạo tu sĩ phát hiện, lại cũng đã chậm. Kết quả là một hồi tiên ma đại chiến cuối cùng thu quan, kéo ra đại mạc. Làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, trận này tiên ma đại chiến thu quan, thế nhưng ước chừng rằng có hơn 1.000 năm lâu. Trước sau thêm lên, nhưng ước chừng đạt tới hơn 2.000 năm thời gian. Vốn tưởng rằng thực mau là có thể kết thúc, ai biết Thiên Nhai Sơn lại là một chỗ ma đạo tu sĩ chân chính đại bản doanh, hơn nữa tiến vào lúc sau, Dương Nghị Vân mới phát hiện thật lớn Thiên Nhai thế giới, không đơn giản có cơ vô tâm một mạch oán sát ma đạo tu sĩ, còn có thượng cổ ma đạo tu sĩ. Thêm lên tuy rằng không có ngàn vạn nhân số, lại là cũng có vượt qua 300 vạn chi số. Hơn nữa trong đó cao thủ thực sự không ít, có thể so với thông ngộ đầy đất đi, đạt tới thiên tôn cấp bậc ma đạo tu sĩ liền ước chừng có 3 cái. Toàn bộ Thiên Nhai thế giới có được huyết tế tế đàn lớn lớn bé bé vô số, ma đạo tu sĩ chiếm cứ địa lý ưu thế. Cho nên một trận chiến này cũng không nhẹ nhàng, kéo dài hơn 1.000 năm lâu. Từ lúc bắt đầu hắn liền ở tìm cơ vô tâm, lại là không tìm được. Ngược lại cùng ma đạo tam đại thiên tôn chém giết dựng lên, chờ hắn nhất nhất chém giết tam đại thiên tôn lúc sau, mới phát hiện, lần này là thật sự bị đương thương xử. Đại chiến dựng lên 800 năm sau, hắn đối cuối cùng một cái ma đạo thiên tôn thi triển siêu hồn, lúc này mới biết được bị cái gọi là ma chủ cấp hố một chút. Dựa theo siêu hồn ký ức, Dương Nghị Vân biết được, nơi này chính là thượng cổ ma tộc thánh địa, cho nên cơ vô tâm một mạch cũng là đã chịu triệu hoán hội tụ mà đến. Chuẩn xác mà nói là ma đạo thánh địa tác động, thượng cổ ma chủ chuyển tu chi thân xuất thế, nhưng là ma đạo bên trong rất nhiều người lại là làm theo ý mình, có người duy trì ma chủ có người phản đối, dù sao ma đạo bên trong không hòa thuận, ở vào năm bè bảy mảng hỗn loạn trạng thái. Mà cái này ma chủ chuyển tu giả lại còn thức tỉnh ở cơ vô tâm một mạch ma đạo tu sĩ chung, này liền ý kiến lớn hơn nữa. Nhưng thần bí ma chủ xuất hiện, chỉ là một cái thánh địa dấu hiệu, mọi người đều hội tụ mà đến. Chờ đợi ma chủ trở về ở làm quyết đoán. Không nghĩ tới Dương Nghị Vân mang theo tiên nhân đại quân liền giết lại đây. Đây là bị Dương Nghị Vân siêu hồn tên này ma tộc thiên tôn trong trí nhớ sớm đã có đoán trước việc, hơn nữa là bọn họ mấy cái ma tộc thiên tôn cao tầng một tay kế hoạch, muốn nương tiên nhân tay, tiêu diệt ma đạo vô số năm qua ngoan tật, ma chủ trở về, ma đạo muốn trung hưng. Hết thảy đều dựa theo ma chủ ý chí xử lý.
Dựa theo ma chủ ý chí, nơi này 300 vạn chi thuật ma đạo tu sĩ, có 8 phần muốn tiêu diệt vong, bởi vì 8 phần ma đạo tu sĩ đều muốn chạy cực đoan, muốn đi diệt tiên giới. Đây là ma chủ không đồng ý, với ma chủ ý chí không phù hợp, cho nên vậy diệt đi. Như thế mới có Tạ Linh Vận tới tìm hắn cung cấp bản đồ. Dương Nghị Vân trong lòng rét run, cái này ma chủ thật là đủ tàn nhẫn, cùng hắn ý chí không hợp đơn giản tiêu diệt mấy trăm vạn ma đạo tu sĩ. Người bình thường thật đúng là làm không được. Đương nhiên lần này tiêu diệt lúc sau, dư lại sẽ là hoàn toàn có thể quán triệt hắn ý chí ma đạo tinh anh, chuyển tu ma chủ có chút lực lượng còn ở thức tỉnh chung, yêu cầu mượn đao giết người. Càng là một cái có được cao xa tay nải người. Ở Dương Nghị Vân đối tên này ma tộc thiên tôn siêu hồn chung, quả thực đối cái gọi là ma chủ đạt tới cuồng nhiệt nông nỗi. Này cũng thuyết minh cái này chuyển tu thức tỉnh ma chủ là cái phi thường đáng sợ chủ nhân. Đáng tiếc về ma chủ hết thảy, đều là mơ hồ, giữ lại không được đầy đủ, chỉ biết cái này ma chủ là ở vào cơ vô tâm một mạch, mặt khác một mực mơ hồ. Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, nghĩ thiên nhai thượng chỗ sâu trong mà đi, dựa theo siêu hồn ký ức, có một chỗ vô cùng có khả năng là thần bí ma chủ nơi ở. Hắn muốn đi gặp cái này ma chủ. Một hồi tiên ma thu quan chi chiến, rằng có hơn 800 năm, trên thực tế ma tộc đã chết không sai biệt lắm. Một trận chiến này, tế điện tiên giới hòa bình. Tuy rằng Dương Nghị Vân phỏng đoán, cái gọi là ma chủ đã đào tẩu, mang theo số ít ma đạo tinh anh đào tẩu, cái này càng nguy hiểm, nhưng cũng không có biện pháp. Lần này mượn đao giết người, hắn là tự nguyện. Cũng đích đích xác xác, 300 nhiều vạn ma đạo tu sĩ bị tiên nhân diệt cái chạy nhanh. Quả nhiên hắn đi vào thiên nhai sơn chỗ sâu trong thời điểm, phát hiện một tòa tế đàn truyền tống trận, lại là đã bị phá hư rớt, thực rõ ràng có người từ nơi này đào tẩu, lại là không biết truyền tống đi phương nào. Không ra một vị hẳn là chính là cái nào cái gọi là ma chủ. Nhưng hắn tìm cơ vô tâm như cũ không có bất luận cái gì tin tức, thậm chí hắn không tiếc bắt rất nhiều ma đạo tu sĩ siêu hồn, đều không có cơ vô tâm tin tức. Cuối cùng chỉ có thể quy kết vì, cơ vô tâm nguyện trung thành cái kia thần bí ma chủ, đi theo ma chủ rời đi. Lại qua vài thập niên, thiên nhai thế giới ở cũng không có một cái ma đạo tu sĩ tồn tại, một hồi trước sau liên tục gần 2.000 năm thanh ma hành động cuối cùng thu quan. Lần này thanh ma hành động cũng coi như là viên mãn hoàn thành, tiên giới chỉnh thể thượng thỉnh ma đạo tu sĩ rửa sạch đi ra ngoài, cũng tiêu diệt trăm vạn chi chúng, trong đó tuyệt đại bộ phận là cơ vô tâm phát triển phong ba, cũng chưa một cái người lương thiện, diệt chính là thay trời hành đạo. Đương nhiên Dương Nghị Vân là phi thường buồn bực, bởi vì hắn biết bị người đương thương xử một phen, tuy rằng phù hợp hắn ích lợi cùng ý nguyện, nhưng tâm lý là phi thường khó chịu. Đối với cái kia cái gọi là ma chủ thực khó chịu, cũng không có tìm được cơ vô tâm bất luận cái gì manh mối. Kế tiếp kết thúc Dương Nghị Vân không có lại đi để ý tới, mà là cùng đại sư huynh đám người chào hỏi qua sau, tiếp tục đi du lịch, đương nhiên hắn đối đại sư huynh đám người nói chính là du lịch, trên thực tế là tiếp tục đi tìm cơ vô tâm mà đi. Không có mục tiêu, như cũ là dựa vào cảm giác đi cái loại này. Biển sao chung Dương Nghị Vân phất tay chi gian mở ra không gian thông đạo, hắn hoàn toàn là không hề mục tiêu cái loại này, nhắm mắt lại mở ra không gian thông đạo, đi vào lúc sau, hắn cũng không biết sẽ xuất hiện ở địa phương nào, dù sao chính là đi theo cảm giác đi. Dù sao hắn biết lòng có chấp niệm, niệm chỗ cập, chính là hắn sở đi nơi, cũng sẽ là cùng cơ vô tâm có quan hệ nơi, này đó đều là hắn vận mệnh chú định cảm ứng được. Dương Nghị Vân một bước bước vào không gian thông đạo, cả người tâm thần đều thả lỏng đi xuống, hắn toàn thân lập lòe 10 sắc vầng sáng nhắm lại hai mắt, bằng hắn hiện tại tu vi chống đỡ đi bất luận cái gì địa phương đều là không thành vấn đề. Trên thực tế Dương Nghị Vân biết hắn hiện tại tu luyện đã đạt tới một cái điểm tới hạn, trọng điểm không phải ở tu pháp lực, mà là ở hiểu được thiên đạo thượng. Ở không gian trong thông đạo Dương Nghị Vân cảm giác thời gian như là đi qua trong nháy mắt, lại như là đi qua rất nhiều năm, hoặc là mấy chục thượng trăm năm, cũng hoặc là mấy ngàn năm giống nhau. Dù sao hắn tiến vào không gian thông đạo lúc sau, không có đi làm bất luận cái gì định vị, muốn đi chỗ nào, chính là đi theo cảm giác đi thôi, đi chỗ nào tính chỗ nào. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, trong lòng vừa động, lại là nghe xong xuống dưới. Hắn như cũ ở cuồn cuộn biển sao trong hư không. Nhưng là, hắn phát hiện có chút bất đồng. Như cũ là biển sao bên trong. Thật giống như hắn đứng ở tại chỗ đều không có di động quá giống nhau, nhưng hắn biết hắn đã không còn nguyên lai biển sao chúng. Như vậy nơi này là chỗ nào? Vì cái gì nhìn như không có gì biến hóa,
nhưng cảm giác là lại vẫn là đại biến. Đích xác thay đổi, Dương Nghị Vân tại hạ một khắc phát hiện, hắn nơi biển sao nơi, không phải thiên giới biển sao bên trong, mà là, tu chân giới. Thần thức sẽ không gạt người. Ở hắn thần thức chung, tổng cảm giác có thể bao phủ toàn bộ biển sao. Cho nên nơi này xa xôi điểm điểm tinh quang, không phải thiên giới tiên sơn, mà là một viên tinh cầu. Thiên giới tiên sơn có thể so tinh cầu lớn hơn, hơn nữa thiên địa chung lực lượng cũng không giống nhau, thiên giới cùng tu giả giới năng lượng thể hoàn toàn bất đồng cách biệt một trời. Cho nên hắn phát hiện cư nhiên tới rồi tu chân giới. Trước kia nghe đại sư huynh nói qua, muốn hạ giới tiên tôn liền có thể, nhưng lại rất cố hết sức, thông ngộ chi cảnh tương đối dễ dàng, nhưng cũng hao phí thần hồn lực lượng. Hơn nữa hạ giới pháp tắc năng lượng từ từ đều chống đỡ tiên giới cũng không mấy cái tiên nhân sẽ hạ giới, hắn vẫn luôn muốn đi một chuyến tu chân giới, chỉ là sự tình các loại quá nhiều cũng chưa đi. Không nghĩ tới lần này lại là mở ra không gian thông đạo lúc sau, đi theo cảm giác đi lại là đi tới tu chân giới. Cái này làm cho hắn trong lòng vui vẻ. Vốn dĩ hắn liền nghĩ đến ở lên trời lộ phía trước tới một chuyến. Lần này liền tới nhìn xem, hoàn thành một cái tâm nguyện lại là không tồi. Đột nhiên Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, nghĩ tới một cái khả năng. Có thể hay không là cơ vô tâm tới rồi tu chân giới. Ngẫm lại còn thật có khả năng. Bởi vì hắn lần này mở ra không gian thông đạo hoàn toàn là đi theo cảm giác đi, mà sơ chung còn lại là muốn tìm cơ vô tâm, đi tìm hiểu trong lòng chấp niệm. Cho nên như vậy nhoáng lên, lại là hạ giới. Về cơ vô tâm, liên lụy chính là con của hắn Dương Tinh Phó, cho nên Dương Nghị Vân biết trở thành hắn chấp niệm. Nếu không nói, hắn tới không đến nơi này. Hắn có đạo tâm cảm ứng, đây là một loại thiên phú, có thể tới nơi này tự nhiên không phải tùy tiện mà đến, là vận mệnh chú định an bài. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi thần thức phát ra mở ra, lại là cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra đi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân phát hiện toàn bộ tu chân giới tựa hồ đều ở hắn thần thức trong vòng. Một màn này nhưng làm hắn khiếp sợ, nhưng ngay sau đó cũng bình thường trở lại lên. Hắn tự thân tu vi bản thân cũng đã là tiên giới đỉnh, mà tiên giới cùng tu chân giới hoàn toàn là hai cái bất đồng trình tự giao diệt, bực này vì thế cao giai sinh linh tới rồi cấp thấp thế giới, thần thức nháy mắt bao phủ ở toàn bộ tu chân giới đảo cũng không kỳ quái. Trên thực tế nhưng hắn thần thức bao phủ ở toàn bộ tu chân giới lúc sau, phát hiện tu chân giới cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại, ở thần thức cực hạn, hắn phát hiện có giới vách tường tồn tại. Dương Nghị Vân đối tam giới việc từng có hiểu biết, ngẫm lại liền minh bạch. Đây là có chuyện gì? Nhìn như hạo hải sao trời kỳ thật cũng không lớn, cũng liền tương đương với tiên giới một cái đại tiên vực, chỉ là thoạt nhìn cuồn cuộn mà thôi, tu giả giới ở tam giới chung là nhân giới được xưng 3.000 đại thế giới, vô số tiểu thiên thế giới tạo thành. Cho nên hắn cường đại thần thức phóng xuất ra đi, nháy mắt liền bao phủ một cái thế giới vô biên, cảm nhận được giới vách tường, Dương Nghị Vân biết sau khi đột phá, sẽ là mặt khác tu chân giới thế giới. Nhưng thật ra có ý tứ khẩn. Vốn dĩ muốn đi từng cái nhìn xem, đi xem mặt khác tu chân văn minh, nhưng ngẫm lại vẫn là tính, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Trước mắt nơi tu chân giới đúng là chính hắn vị trí tu chân giới. Dương Nghị Vân tin tưởng nếu đạo tâm lôi kéo hắn trở về, vậy nhất định có đạo lý. Đi trước vân môn nhìn xem đi. Nhoáng lên rời đi quá xong năm, cũng không biết tu chân giới vân môn phát triển như thế nào. Nghĩ đến hẳn là không tồi. Bởi vì ở tiên giới thời điểm, hắn biết mỗi cách mấy chục mấy trăm năm đều sẽ có tu chân giới vân môn đệ tử phi thăng tiên giới tiến vào tiên giới vân môn, tiên giới cùng hạ giới đều có liên hệ. Thực mau hắn ở thần thức trung tìm được rồi vân môn nơi, trong lòng vừa động, ngay sau đó đã xuất hiện ở tu chân giới vân môn quảng trường. Dương Nghị Vân ẩn nấp lên, không có làm vân môn đệ tử phát hiện. Hắn đứng ở quảng trường tổ sư pho tượng trước, nhìn chết lão nhân pho tượng, có chút cảm khái. Không thể tưởng được đều qua đi vạn năm nhiều, cũng may hắn phát hiện tu giả giới vân môn phát triển không tồi, thần thức chung phát hiện đại thừa kỳ đệ tử đều đạt tới hơn 1.000 người, mà phi thăng cảnh cũng đều đạt tới hơn 100 người, còn có mấy chục cái cường đại tán tiên đều đang bế quan chung. Này một thế hệ vân môn môn chủ, chính là đại đồ đệ độc cô hối một mạch đồ tôn, đi qua vạn nhiều năm hắn tu chân giới đều phát triển tới rồi 11 đại đệ tử độc bộ, toàn bộ vân môn như cũ là tu chân giới siêu nhiên đệ nhất cường đại tông môn. Điểm này Dương Nghị Vân thực vui mừng, đơn giản hắn sân vắng xoải bước ở vân môn chuyển động lên, đương nhiên như cũ là ẩn nấp trạng thái, không nghĩ tới ra tới, bởi vì tu chân giới vân môn phát triển đến bây giờ đã không có gì người quen tồn tại,
nên phi thăng đều đã phi thăng tiên giới, lưu lại đều là đồ tử đồ tôn. Hắn nếu là nhảy ra đi, ngược lại khiến cho hỗn động, không thích như vậy. Một đường tùy ý đi đến, lại là tới rồi tổ sư điện. Vốn dĩ không tính toán đi vào, chính là Dương Nghị Vân liền ở phải rời khỏi thời điểm, lại là nghe được một thanh âm, hơn nữa thanh âm này có điểm quen thuộc, nhất thời không nhớ tới, thần thức đảo qua tiến vào tổ sư điện. Hắn đầu tiên nhìn đến chính là một vài bức bức họa, không nhiều không ít 10 bức họa, đây là lịch đại tổ sư bức họa, đệ nhất phúc tự nhiên là chết lão nhân, đệ nhị phúc là hắn. Đều là tu chân giới vân môn lịch đại môn chủ bức họa. Mà tổ sư điện người nói chuyện, lại là cái nữ tử. Nàng giờ phút này đang ở tự nói vẽ tranh, Dương Nghị Vân thần thức đảo qua lại là cả người chấn động, cư nhiên phát hiện thật đúng là người quen, vẽ tranh chính là cái nữ tử, chuẩn xác mà nói là cái Miêu Yêu. Không phải người khác, đúng là năm đó trên địa cầu Lâm Hoan dưỡng kia một con mèo yêu, năm đó hắn trở về địa cầu thời điểm, đem nàng mang về tu chân giới vân môn. Ở tiên giới thời điểm cũng không gặp đi theo Lâm Hoan phi thăng, hắn cũng không hỏi qua, không nghĩ tới này chỉ Miêu Yêu cư nhiên còn dừng lại ở tu giả giới vân môn, xem tu vi ở phi thăng cảnh đỉnh trạng thái, cố tình áp chế cảnh giới không phi thăng. Này đều vạn năm, liền tính là Miêu Yêu tu vi thiên tư tầm thường, cũng nên đến phi thăng thời điểm, hiện tại phát hiện cư nhiên không phi thăng còn ở tu chân giới vân môn. Chỉ nghe Miêu Yêu lẩm bẩm, thiếu gia ngươi lại là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, đều không cho ta cơ hội. Ta kỳ thật thực thích ngươi. Cũng thế, qua mấy ngày ta liền phi thăng tiên giới, đến lúc đó sẽ đi tìm chủ nhân cùng thiếu niên. Thiếu gia ngươi lần này trở về ta cảm giác ngươi biến hóa rất lớn, ngươi nói chọc lão gia sinh khí. Nghe đến đó thời điểm, Dương Nghị Vân cũng thấy được nàng bức họa họa người cư nhiên là nhi tử Dương Tinh Phó. Cái này Dương Nghị Vân cả người chấn động, trực tiếp liền tiến vào tổ sư điện. Nghe ý tứ, tựa hồ có đại tình huống. Dương Nghị Vân đi vào lúc sau, trực tiếp xuất hiện ở Miêu Yêu trước mặt. Cái này nhưng đem Miêu Yêu khiếp sợ, ở tu giả giới nàng hiện giờ cũng coi như là nhất đẳng nhất cường giả, nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người tới, thật sự là làm Miêu Yêu dọa cái chết khiếp. Nhưng mà ngay sau đó nàng vừa thấy, tức khắc cả người run rẩy, bùm một chút quỳ xuống, bái kiến lão gia. Miêu Yêu như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình lão gia cư nhiên sẽ hạ giới, nàng là Lâm Hoan dưỡng mao. Hơn nữa năm đó cho hắn mở ra linh trí lại là Dương Nghị Vân, kêu Dương Nghị Vân lão gia vẫn luôn là như vậy kêu. Tiểu Miêu Nhi nhiều năm không thấy a, Dương Nghị Vân cười vung tay lên lại là đem Miêu Yêu nâng dậy. Lão gia ngài như thế nào cũng hạ giới, tiểu thư nhà ta còn hảo sao? Miêu Yêu cũng kích động vô cùng. Đều hảo, vốn tưởng rằng ngươi phi thăng, không nghĩ tới ngươi còn lưu tại hạ giới, mấy năm nay bận quá nhưng thật ra quên ngươi này một vụ. Dương Nghị Vân nói chuyện đi tới Miêu Yêu vẽ tranh trước bàn. Theo bản năng Miêu Yêu muốn đem còn không có hoàn thành họa thu hồi, nhưng là Dương Nghị Vân lại là mở miệng nói, ta nhìn xem. Miêu Yêu cả người run lên, lại là có chút chột dạ, nhưng lại là không dám có chút làm trái Dương Nghị Vân, chậm rãi từ trước bàn tránh ra thân thể, nàng đem đầu thấp đi xuống. Không có biện pháp, nàng họa chính là Dương Tinh Phó thiếu gia, mà trong lòng cũng thích chính là Tinh Phó thiếu gia, năm đó nhiều năm như vậy qua đi cái này thích chỉ là nàng trong lòng tương tư đơn phương. Là trong lòng yêu thầm, chưa từng có đối bất luận kẻ nào nói lên quá. Liền ở phía trước đoạn thời gian, thiếu gia đã tới một lần lúc sau, nàng tránh ở tổ sư điện trộm vẽ tranh, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới lão gia cư nhiên cũng hạ phàm tiến đến. Lão gia ta sai rồi, ta không nên lén họa thiếu gia bức họa Miêu Yêu lại một lần quỳ xuống. Dương Nghị Vân còn lại là không nói chuyện, ánh mắt đặt ở trên bàn họa thượng, quả nhiên họa chính là nhi tử Dương Tinh Phó. Hồ Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, ngồi xuống, nhẹ giọng nói, Miêu Nhi đừng khẩn trương, lên ngồi xuống, cùng ta trò chuyện, người thích tinh nhi ta cũng sẽ không phản đối. Dương Mỗ Nhân cười cười nói. Miêu Yêu nghe lão gia ngữ khí không có chút nào trách cứ, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt đỏ lên đứng dậy, nàng tâm tư không lão gia nhìn thấu. Miêu Nhi tinh nhi có phải hay không đã tới? Dương Nghị Vân hỏi. Đúng vậy lão gia, liền cũng 10 ngày trước kia. Thiếu gia đã tới, thăm viếng tổ sư điện lúc sau liền đi rồi, trước khi đi thời điểm trả lại cho ta nói, làm ta phi thăng tiên giới đi bồi tiểu thư, lão gia ta cũng chính là mấy ngày nay chờ chúng ta vân môn một vị trưởng lão du lịch trở về có người tọa trấn lúc sau liền chuẩn bị phi thăng thượng giới. Miêu Yêu thấp giọng nói chuyện. Dương Nghị Vân nội tâm chấn động, ám đạo quả nhiên không đoán sai. Trên mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là ở quay cuồng.
nhi tử Dương Tinh Phó 10 ngày trước mới đến quá, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái kia tiểu tử thúi cư nhiên thành công. Hắn thành công đồng hóa cơ vô tâm. Cư nhiên đồng hóa cơ vô tâm, thật là làm hắn khó có thể tin a. Hiện tại không cần tưởng, cái kia tiểu tử thúi trên người nhất định phát sinh quá cái gì hắn không biết sự tình, nếu không sẽ không thành công. Có thể hạ giới mà đến, lại còn có tới tổ sư điện thăm viếng, đây là con của hắn Dương Tinh Phó không thể nghi ngờ, là hắn thành công đồng hóa cơ vô tâm thành công, nếu không cơ vô tâm sẽ không tu chân giới vân môn tới thăm viếng tổ sư điện, Miêu Yêu cũng không phải nhận thức. Dương Nghị Vân tâm tình giờ phút này kích động khó bình. Chậm rãi sau lại hỏi Miêu Yêu nói, Miêu Nhi Tinh Nhi còn nói cái gì không có? Có hay không nói hắn đi nơi nào? Miêu Yêu lắc đầu nói, không có, thiếu gia hạ giới lúc sau cũng chính là thăm viếng một chút tổ sư điện, mặt khác cái gì cũng chưa nói, lão gia thiếu gia có phải hay không có chuyện gì? Ta tổng cảm giác thiếu gia biến quái quái, hắn so năm đó càng thêm trầm mặc. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, hắn không có việc gì. Yên tâm đi, Miêu Nhi ngươi phi thăng lúc sau trực tiếp đi tiên giới vân môn, đi lúc sau nhìn thấy Lâm Hoan các nàng, đừng nói ta cùng thiếu gia hạ giới việc biết sao. Miêu Yêu tuy rằng khó hiểu, nhưng là đối Dương Nghị Vân mệnh lệnh tự nhiên là 100% nghe, gật đầu trả lời. Theo sau Dương Nghị Vân lại cùng Miêu Yêu hàn huyên một ít tu giả giới vân môn việc, hỏi một ít vân môn tình huống, không có gì vấn đề lớn, tu chân giới vân môn phát triển thực hảo. Hắn cũng vô tâm tư đợi. Không làm Miêu Yêu kinh động những người khác, trực tiếp rời đi vân môn. Dương Nghị Vân đã biết nhi tử Dương Tinh Phó không bị cơ vô tâm cấp đồng hóa, ngược lại đồng hóa cơ vô tâm, nói cách khác cơ vô tâm đã chết, cùng cơ vô tâm chi gian ân oán thủ tiêu. Nhưng là con hắn Dương Tinh Phó lại là hoàn toàn đi lên một cái tu ma chi lộ, tuy rằng hắn biết chính mình nhi tử liền tính là tu ma cũng sẽ không đi đi cực đoan, nhưng càng là như thế hắn càng là không yên tâm. Luôn là yêu cầu đi tận mắt nhìn thấy vừa thấy mới yên tâm. Đến nỗi Dương Tinh Phó hạ giới lúc sau sẽ đi nơi nào, Dương Nghị Vân trong lòng đã đoán được. Không hề nghi ngờ Dương Tinh Phó nếu có thể từ tiên giới hạ giới đến tu chân giới, tất nhiên sẽ đi sơn hải giới, lại đi địa cầu. Bởi vì Dương Tinh Phó sinh ra ở địa cầu. Chỉ là có một chút hắn tưởng không rõ, cái kia tiểu tử thúi nếu đã thành công đồng hóa cơ vô tâm, vì cái gì không trở lại. Chẳng lẽ không cần hắn cái này lão tử, không cần hắn mẫu thân, hơn nữa trực tiếp hạ giới. Lén lút, thần thần bí bí, thật không biết tiểu tử này muốn làm cái gì. Đương nhiên Dương Nghị Vân càng lo lắng chính là, kia tiểu tử trên người còn tồn tại sự tình gì. Cho nên cần thiết phải nhanh một chút tìm được hắn, có một số việc cần thiết muốn biết rõ ràng. Rời đi tu chân giới vân môn lúc sau, Dương Nghị Vân theo đi Sơn Hải giới thông đạo trực tiếp tới rồi Sơn Hải giới. Tới rồi Sơn Hải giới vân môn, kết quả như hắn sở liệu, Sơn Hải giới vân môn không thấy Dương Tinh Phó tung tích. Mà Sơn Hải giới vân môn cũng không có việc gì, hết thảy phát triển tốt đẹp, ngay sau đó hắn trực tiếp đi địa cầu. Bởi vì hắn Dương Tinh Phó chỉ có thể đi địa cầu. Một vạn nhiều năm qua đi, hắn lại lần nữa về tới địa cầu. Lần này không đơn giản là vì nhi tử Dương Tinh Phó, trên địa cầu còn có thần mộ viên hắn muốn đi một chuyến. Năm đó đi thời điểm kỳ lân chi hồn như cũ không làm hắn đi vào, làm hắn tu vi ít nhất ở tiên đế cấp bậc lại đến, hiện giờ hắn đều thông mộ thiên tôn, cũng là thời điểm đi một lần thần mộ viên. Địa cầu tổ giới thần bí nhất địa phương, được xưng thần mộ nơi, hắn hiện tại có tư cách vào đi đi. Cũng muốn đi xem, bên trong đến tột cùng là cái gì quang cảnh. Dương Nghị Vân lần này trực tiếp phất tay chi gian xé mở chính là Sơn Hải giới đến địa cầu không gian. Một bước bước ra đi lúc sau, đã xuất hiện ở một tòa tuyết động không hóa đỉnh núi. Thần thức thả ra nhìn quét một chút, lại là phòng ở Côn Luân núi non nơi nào đó. Hắn đứng ở Côn Luân Sơn, thần thức nhìn quét lúc sau, lại là cả người đại chấn, vạn năm nhiều thời gian qua đi lúc sau, hắn đã không quen biết địa cầu. Bởi vì hắn phát hiện địa cầu đã tiến vào một cái trước sở chỉ có cao giai văn minh, ngân hà văn minh thời đại. Hắn thần thức bao phủ dưới, phát hiện lúc này địa cầu đã là một cái cổ xưa khoa học kỹ thuật tinh cầu, cũng là ngân hà thời đại trung tâm nơi. Nhân loại đã sớm ở 5.000 năm trước mở ra ngân hà di dân, cho tới bây giờ, đã tìm được rồi hơn nữa khai phá ra hơn 1.000 viên tài nguyên tinh cầu, đem văn minh truyền thừa tới rồi Thái Dương hệ. Có ý tứ chính là Dương Nghị Vân hiểu biết đến là năm đó hắn lưu lại truyền thừa tu luyện giả kết hợp tới rồi khoa học kỹ thuật chung, thúc đẩy ngân hà kế hoạch. Trước mắt tu luyện giả cư nhiên trọng điểm đều ở khoa học kỹ thuật văn minh thượng.
trải qua vạn nhiều năm thời gian, hiện tại địa cầu cư nhiên là linh khí sống lại thời đại. Biến hóa quá lớn. Loại người mục tiêu đã đặt ở biển sao trời mênh mông. Có rất nhiều đồ vật biến mất, thay đổi. Nhưng là chỉ có giống nhau không có biến hóa, đó chính là Cửu Châu văn minh không thay đổi, hơn nữa xưng là Ngân Hà thời đại chủ lưu. Dương Nghị Vân phát hiện mấy cái địa phương bị đại trận cất giấu, đến lúc đó làm hắn thực vui mừng, một cái là địa cầu Vân Thôn, một cái còn lại là thần mộ viên nơi. Chẳng qua tất cả đều biến thành khổng lồ núi non nguyên thủy rừng rậm, thật sâu giấu ở trong đó. Hắn hít sâu một hơi thu hồi thần thức, lắc mình trực tiếp rời đi đỉnh núi, tái xuất hiện đã tới rồi Vân Thôn. Dương Nghị Vân không đi xuất hiện ở nhân loại trong tầm nhìn, hẳn là ta biết không cần thiết, nếu vạn năm nhiều lúc sau vẫn là Cửu Châu dân tộc chủ đạo này liền đủ rồi, hắn hiện tại chỉ nghĩ vào thôn đi xem. Đại trận vẫn là năm đó hắn lưu lại đại trận, cư nhiên còn ở vận chuyển. Cẩn thận kiên trì một chút mới phát hiện, cư nhiên vẫn luôn có người cung cấp giả linh thạch, cho nên đại trận như cũ ở vận chuyển chung. Như thế làm hắn cảm thấy rất kỳ quái, vạn nhiều năm thời gian trôi qua, chính là xem như nơi này biến thành phế tích, hoặc là hoàn toàn biến mất không thấy, hắn đều tin tưởng. Lại là không nghĩ tới cư nhiên còn ở. Phất tay chi gian tiến vào đại trận, Vân Môn vẫn là năm đó bộ dáng, linh khí sung túc vô cùng, phòng ốc gì đó nhìn qua là lão bộ dáng, bất quá nhìn kỹ đi lại là phát hiện là trải qua vài lần duy tu, chỉ là hết thảy đều giữ lại nguyên trạng. Nhưng là bên trong không ai. Nơi này càng như là một cái bị phong ấn lên cổ xưa viện bảo tàng. Không ai. Dương Nghị Vân ngẫm lại cũng bình thường, rốt cuộc vãn năm nhiều thời gian, Thương Hải tang điền, nơi này còn giữ lại, đã phi thường không tồi. Vân Môn đã sớm đi Sơn Hải giới, người nhà cũng đều rời đi, nơi này hiện tại đã không có Vân Môn cũng bình thường. Dương Nghị Vân chạm thứ nhất đi tới nãi nãi mộ trước, hắn như cũ quy quy củ củ dập đầu, mặc kệ là trưởng thành vì bộ dáng gì, cái gì tiên a thần, ở trong lòng hắn vĩnh viễn đều có nãi nãi. Không nói chuyện. Chính là ngồi xuống ngồi 3 ngày. Lúc sau hắn ở nhà cũng nhìn nhìn. Ở Dương gia từ đường thời điểm, Dương Nghị Vân lại là ánh mắt sáng lên, cư nhiên phát hiện có người đã tới, hơn nữa cấp tổ tông thượng quá hương, còn có một ít cống quả, lại là đã hư thối, xem thời gian không vượt qua 3 tháng. Dương Nghị Vân cái thứ nhất ý niệm liền nghĩ tới là nhi tử Dương Tinh Phó. Chỉ là hắn rất kỳ quái, thần thức chung căn bản là không có phát hiện Dương Tinh Phó tung tích. Nhưng là hiện tại hắn nghĩ tới một chỗ, toàn bộ địa cầu có lẽ chỉ có nơi đó. Dương Tinh Phó vô cùng có khả năng sẽ đi thần mộ viên. Cũng chỉ có thần mộ viên là duy nhất có thể ngăn cách hắn thần thức địa phương. Trong lòng vừa động Dương Nghị Vân trực tiếp xuất hiện ở thần mộ viên nhập khẩu ra. Quả nhiên không giống người thường, vạn năm nhiều đi qua, nơi này như cũ không thay đổi. Dương Nghị Vân nhìn thần mộ viên nhập khẩu ra cục đá tự nói. Chỉ là nơi này hiện tại bị giấu ở nguyên thủy trong rừng rậm, nhưng là nhập khẩu đã tồn tại. Lão Ngưu vạn năm không thấy còn được chứ. Dương Nghị Vân đi tới nhập khẩu ra, nhìn một đống tảng đá lớn nói, hắn biết nhập khẩu đạo thứ nhất quan khẩu là nằm Ngưu chi hồn ở bảo hộ. Bất quá! Nửa ngày không động tĩnh. Dương Nghị Vân mày nhăn lại là trực tiếp phung tay lên mở ra nhập khẩu, đi vào. Nằm Ngưu chi hồn không trả lời, đó chính là ra vấn đề. Hắn cũng không dừng lại, trực tiếp một cái lắc mình tiến vào đại mộ, tái xuất hiện hết sức, lại là trực tiếp tới rồi thần mộ viên môn hộ nơi. Năm đó bị kỳ lân chi hồn ngăn lại quá, làm hắn ít nhất nhập tiên đế lại đến, hiện giờ hắn lại lần nữa tới. Tu vi cảnh giới bất đồng, lại là cảm thụ tự nhiên bất đồng, lần này hắn tới lại là cảm nhận được thần mộ viên môn hộ thượng cường đại năng lượng dao động, từng điều khắc văn trận pháp như cũ lưu truyền. Nhưng lần này không cảm nhận được kỳ lân chi hồn tồn tại. Trong lòng nghĩ đến, nếu nhi tử Dương Tinh Phó tiến đến nói, như vậy hẳn là đã tiến vào thần mộ viên trong vòng, mà nằm Ngưu chi hồn cùng kỳ lân chi hồn cư nhiên đều không thấy bảo hộ, kia chỉ có thể thuyết minh. Làm không hảo đánh lên. Khải, khai. Dương Nghị Vân trực tiếp phung tay lên, đối với thần mộ viên nhập khẩu một đạo pháp lực mà đi. Ong. Khắc văn đại tác phẩm. Lại là hình thành một cái lốc xoáy, môn hộ trực tiếp bị Dương Nghị Vân mạnh mẽ mở ra. Hô! Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, hắn tiến lên một bước bước vào môn hộ chung. Thần bí thần mộ viên, hắn đảo muốn nhìn, đến tột cùng có cái gì thần kỳ. Năm đó Lữ Xuân Thu đi vào, dựa theo nằm Ngưu chi hồn nói chuyện, Thủy Hoàng tựa hồ cũng đi vào, hơn nữa hắn được đến Đồ Long kiếm chủ nhân,
giống như chính là xuất từ thần mộ viên người thủ hộ. Hiện tại vô cùng có khả năng con của hắn Dương Tinh Phó cũng tiến vào trong đó. Còn có nằm Ngưu Chi Hồn cùng Kỳ Lân Chi Hồn tồn tại. Được xưng thần mộ, chẳng lẽ thật sự mai táng thần không thành? Nếu thật là thần mộ, như vậy nơi này bản thân chính là đại bí mật. Tiên nhân thực Ngưu đi. Ở thần trước mặt có lẽ chỉ là con kiến mà thôi. Nơi này là thần mộ viên. Rốt cuộc là địa phương nào? Dương Nghị Vân mang theo cẩn thận, chờ mong, phức tạp tâm tình bước vào lốc xoáy môn hộ biến mất không thấy. Dương Nghị Vân bước vào thần mộ viên môn hộ lúc sau, có thể thực rõ ràng cảm nhận được một cổ không giống người thường hơi thở, bực này hơi thở cùng loại hoặc là nói là năng lượng, không giống tiên giới có thể có hơi thở. Bất quá hắn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì nơi này là thần mộ viên. Hiện tại trong lòng nghĩ, có phải hay không đi vào lúc sau, sẽ là một không gian khác chung, hoặc là nói là cái thế giới. Địa cầu bị xưng là tổ giới, căn nguyên giới, khởi nguyên nơi, mà thần mộ viên còn lại là địa cầu nhất thần bí địa phương, ở chưa đi đến nhập phía trước hắn là tràn ngập ảo giác. Một cái liên tục rất dài lại tựa hồ ngắn ngủn nháy mắt hoảng hốt lúc sau, Dương Nghị Vân phát hiện đã thân ở một cái khác hoàn cảnh chúng. Hắn có chút kinh ngạc. Hảo trong tưởng tượng không giống nhau, không phải một cái thế giới, cũng không phải một cái tối tăm vô cùng hoàn cảnh. Ngược lại, là một cái tràn ngập trong suốt không gian. Loại này trong suốt là Dương Nghị Vân một chút sở không lên trong suốt, sở trong suốt đi cũng không phải, nói không trong suốt đi, toàn bộ tầm mắt nhìn lại, đều là sáng ngời. Thật giống như tới rồi một cái thủy tinh thế giới giống nhau. Nhưng, trong tầm mắt tồn tại đếm không hết từng tòa thủy tinh chi bia, có lớn có bé, có chiều cao đế, tiểu nhân một mét có thừa, độ rộng ở nửa thước bộ dáng, độ dày cũng là như thế, cao lớn có ước chừng mấy trăm trượng to lớn, như là từng tòa núi lớn. Là thủy tinh tài chất, nhưng căn bản nhìn không thấu trong đó là bộ dáng gì, có thứ gì tồn tại, cho nên Dương Nghị Vân mới cảm giác kỳ quái. Đương nhiên này ngồi xuống ngồi trong suốt thủy tinh bia nhìn qua giống như là một đám mộ bia, nhưng thật ra cùng thần mộ viên tên tương phù hợp,